Mã gã thương nhân khác lộ ra vẻ mặt chờ mong, dường như hắn đang chờ mong hai thế lực lớn sẽ PK với nhau. Theo ta thấy thì cho dù việc này là thật, thì ngày hôm nay cũng sẽ không phát sinh ra xung đột gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là âm thầm giao phong với nhau mà thôi. Lại một tên thương nhân nữa bình tĩnh phân tích. Trong lúc nhất thời, mấy tên thương nhân trên bong tàu đền bàn tán sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến riêng của mình. Cùng lúc đó, tầng cao nhất của khoang thuyền. Một gã mặc bộ trang phục rẻ tiền đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phương xa, suy nghĩ xuất thần. Hành động của nam nhân trung niên này vô cùng quái dị, hấp dẫn không ít ánh mắt của du khách. Đối mặt với mấy ánh mắt kia, nam nhân trung niên cũng không thèm để ý, hấp chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, lẳng lặng thấy chiếc du thuyền xa hoa kia nhổ neo. 20 năm trước, hắn đứng ở chỗ này, nhất hô bá ứng sao quần hùng thần phục. Hôm nay, hắn đứng ở chỗ này, nhìn thiếu niên Bùi Gia đi lên sân khấu. Sao được nhiều người ủng hộ? Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà làm toát lên vẻ xinh đẹp của mặt biển. Chiếc du thuyền này tên là Chân Ni Hào, chiều dài khoảng 200 mét, rộng 30, gồm có 7 tầng, trên tầng thứ 7 có phòng hội nghị, phòng ăn, có rạp chiếu phim, thuyền này có thể chở 2.500 hành khách và có khoảng 1.000 thuyền viên. Toàn bộ thuyền có 6 bong tàu, mỗi tầng trên bong thuyền đều có phòng khách, mỗi phòng có thể chứa hơn 1.000 người, vận dụng hệ thống quản lý tiên tiến nhất thế giới. Trong này, người ta có thể trải nghiệm phục vụ 5 sao. Lên thuyền, thấy Bùi Đông Lai đối mặt với TNK cũng không thay đổi sắc mặt thì Liễu Nguyệt liền gật đầu, đồng thời giới thiệu cho Bùi Đông Lai biết. Ở châu Á thì không tính là du thuyền tốt nhất, chiếc du thuyền này được làm theo chiếc TCN chính hiệu, chỉ là một mẫu thu nhỏ của TCS. Liễu tỷ, tổng cộng đêm nay tham gia có bao nhiêu người? Du thuyền lớn như vậy, phải chăng là có chút lãng phí? Bùi Đông Lai hỏi. Liễu Nguyệt cười cười nói. Đêm nay tụ họp lại đây là để ăn mừng 5 năm tổ chức vùng tam giác Trường Giang thành lập, khách nhân chỉ có khoảng 300 người, có về phần lãnh phí. Đông Lai, cậu có điều không biết, đêm nay toàn bộ mọi thứ trên Chân Ni Hào đều do lão bản ở phía sau cung cấp miễn phí. Bên tai vang lên lời nói của Liễu Nguyệt thì Bùi Đông Lai liền minh bạch. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm tổ chức vùng tam giác Trường Giang thành lập cho nên tất cả giới thượng lưu của vùng tam giác Trường Giang đều tụ tập lại đây. Dưới tình hình như vậy thì lão bản ở phía sau Chân Ni Hào chẳng những để cho mọi người biết đến danh tiếng của mình, hơn nữa thông qua lần này có thể kết bạn và khuếch trương công việc làm ăn của mình. Nhân mạch. Ở một quốc gia cùi bắp như Trung Quốc này thì hai chữ này còn quan trọng hơn vàng, bạc. Liễu tiểu thư, phó thị trưởng đợi ngài đã lâu rồi. Một lát sau, một gã trung niên đeo kính mắt chào đón, mỉm cười mở miệng đối với Liễu Nguyệt, đồng thời âm thầm đánh giá Bùi Đông Lai. Làm phiền Tống thư ký dẫn đường. Có lẽ nhận ra nam nhân trung niên này đánh giá Bùi Đông Lai nên giọng nói của Liễu Nguyệt lạnh như băng. Được. Trong lòng Tống thư ký khẽ động, sau đó vẻ mặt tỉnh bơ gật đầu, liền đi trước dẫn đường, ngồi thang máy chuẩn bị lên tầng 7 của du thuyền. Đoàn người Bùi Đông Lai vừa mới đặt chân vào thang máy thì đám người Phương Chấn, Tào Nghiễm Giang, Phương Hiểu Hồng cùng với vài tên quan viên ở Đông Hải liền tiến vào đại sảnh. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes-Benz S600 cùng một chiếc Audi A8 trước sau chạy nhanh tới bờ biển. Mercedes-Benz S600 dừng lại, lái xe trước tiên ra mở cửa, trong ô tô người xuống xe chính là một người thanh niên. Thanh niên đi giày tây phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ làm cho hắn trở nên anh tuấn hơn. Người thứ hai đi xuống xe là một nam nhân trung niên này có vài phần giống với người thanh niên kia. Mặc dù nam nhân trung niên mặc một thân Âu phục xa xỉ, đeo một chiếc đồng hồ Rolex hàng thật giá thật, chẳng qua là nam nhân trung niên này không khí thế, ngược lại thân hơi có vẻ hơi cúi, tóc cũng trắng không ít. Chuyện tình của con và Tô Thi Vận ta đã có nghe qua. Một hồi nữa gặp mặt cha mẹ của Tô Thi Vận thì thái độ tỏ ra khách khí một chút. Làm như đã nhận ra vẻ buồn bực của người thanh niên, nam nhân trung niên nhắc nhở. Nam niên tên là Ngô Vũ Trạch gật gật đầu, khóe miệng nở lên nụ cười tự giễu. Con biết nên làm như thế nào rồi. Nhận thấy được khóe miệng Ngô Vũ Trạch nở ra nụ cười tự giễu thì nam nhân trung niên có chút đau lòng, càng nhiều hơn là áy náy. Hắn không nói gì thêm mà là mang theo thanh niên lẳng lặng chờ đợi chiếc Audi A8 đến. Rất nhanh, chiếc Audi A8 chậm rãi tiến đến, khi dừng xe một đôi vợ chồng trung niên xuống xe, nam mang giày tây, khí độ bất phàm,
nữ mặc một bộ phục trang đẹp đẽ, có tư thế của một bà nhà giàu mới nổi. Thấy hai người xuống xe thì hai cha con Ngô Vũ Trạch bước lên nghênh đón. Tô tiên sinh, Tô thái thái. Ngô Sinh tiến lên, vẻ mặt mỉm cười chào hỏi, đồng thời khom người hỏi thăm, chủ động chìa hai tay ra. Ngô tiên sinh đã lâu không gặp. Nam nhân trung niên lộ ra một nụ cười xả giao, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng bắt hai tay của Ngô Sinh. Tô thúc thúc, Lý A Di. Mắt thấy cha mình buông lỏng hai tay ra thì Ngô Vũ Trạch mỉm cười chào hỏi, giọng nói vô cùng khách khí, nụ cười cũng không có nửa điểm buồn bực. Hừ. Đối mặt Ngô Vũ Trạch chủ động lấy lòng, nữ nhân trung niên tên là Lý Lệ liền khinh miệt liếc nhìn Ngô Vũ Trạch một cái, không nhẹ không nặng hừ một tiếng, sau đó liền quay đầu, không để ý En Tô Văn, hoàn toàn đem Ngô Vũ Trạch trở thành không khí. Vũ Trạch a, nghe nói dạo này cháu đang học ở Đại học Đông Hải, có cảm giác như thế nào? So sánh với Lý Lệ mà nói thì chồng của nàng, Tô Văn tỏ ra thái độ ân cần, ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Đa tạ Tô thúc thúc quan tâm, cảm giác hoàn hảo. Vẻ tươi cười trên mặt Ngô Vũ Trạch không giảm, chẳng qua là nụ cười có chút mất tự nhiên. Vậy thì tốt rồi, hảo hảo mà học, chờ sau khi tốt nghiệp thì về giúp cho cha cháu. Tô Văn lộ ra tư thế trưởng bối, nhìn qua thì có vẻ hết sức quan tâm Ngô Vũ Trạch, nhưng mà Ngô Vũ Trạch và Ngô Sinh đều rõ ràng, chẳng qua Tô Văn chỉ đem phần khinh miệt cùng khinh thường che giấu đi mà thôi. Tất cả chuyện này đơn giản là Tô gia và Ngô gia ở Hàng Châu là hai gia tộc có địa vị khác nhau. Ngô Vũ Trạch, cậu không có tiếp tục quấy rầy thị vận đó chứ? Coi như lúc Ngô Vũ Trạch trầm mặc thì bỗng nhiên Lý Lệ mở miệng, giọng nói đầy vẻ bất mãn. Cháu cùng thị vận đã không có liên hệ với nhau. Ngô Vũ Trạch vẫn cười như vũ, nhưng mà trong nụ cười có vài phần tự giễu. Thị vận nhà ta cùng với Phương Thế Kiệt của Phương gia sẽ đính hôn, ngươi không nên quấy rối nó, nếu không sẽ xảy ra hiểu lầm, trách nhiệm ta sợ một mình ngươi cũng không đảm đương nổi đâu. Lý Lệ ngửa mặt lên, giống như là một con khổng tước cao ngạo, dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn Ngô Vũ Trạch. Nghe được lời nói của Lý Lệ thì sắc mặt của Ngô Vũ Trạch hơi đổi. Thân hình hắn run lên. Do Lý cứ yên tâm, cháu tự biết nên làm như thế nào. Vậy thì tốt. Lý Lệ không nhẹ không nặng phun ra ba chữ sau đó kéo lấy cánh tay Tô Văn. Tào tỉnh trưởng cùng người của Phương gia đã lên thuyền, chúng ta cũng nhanh chóng lên đi. Ngô tiên sinh, Vũ Trạch, cùng nhau đi. Tô Văn khách khí một phen. Tô thúc cùng Lý Ai Di lên trước đi, cháu cùng cha cháu đang chờ một vị bằng hữu. Lúc này đây, không đợi Ngô Sinh mở miệng, Ngô Vũ Trạch đã nói. Được. Tô Văn không nói lời vô ích, tùy ý Lý Lệ kéo cánh tay của hắn đi vào du thuyền. Cha, thực xin lỗi, khiến người khó chịu rồi. Đưa mắt nhìn Tô Văn và Lý Lệ rời đi, vẻ mặt Ngô Vũ Trạch tỏ ý xin lỗi. Trong lòng Ngô Sinh đau đớn, đôi mắt hơi nóng lên, vươn tay khẽ vuốt nhẹ đầu Ngô Vũ Trạch, cười khổ nói. Đứa nhỏ này, cần gì phải nói lời xin lỗi, là ta vô dụng, khiến Tô gia luân lạc đến tình thế như hiện nay, con cũng không nên bực bội, tự trách bản thân làm gì. Cha, cha cứ xem, trên thế giới này không chỉ có một mình Tô Thi Vận, còn có nhiều nữ nhan mà. Ngô Vũ Trạch không sao cả cười cười. Vừa vặn ở trường con có quen với một mỹ nữ. Đợi sau này sẽ dẫn về nhà cho cha xem mặt. Đi thôi. Ngô Sinh ngầm thở dài, ý bảo Ngô Vũ Trạch lên thuyền. Ngô Vũ Trạch mỉm cười gật đầu, hai tay cũng không khống chế được mà run run lên. Lúc này, trên thuyền Bùi Đông Lai theo Liễu Nguyệt đi vào tầng 7 trên khoang thuyền, được Tống thư ký dẫn đến một gian phòng có màu sắc cổ xưa. Trong phòng, một người nam nhân trung niên mang tây trang đang thưởng thức trà. Thái độ vô cùng hài hòa nhưng mà trên người có một loại khí thế không giận mà uy. Thấy Liễu Nguyệt vào cửa thì hai mắt của nam nhân cha trung niên tỏa sáng, đặt chén trà xuống, đứng lên, mỉm cười nói. Đến đây, Tiểu Nguyệt. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt của Liễu Nguyệt, vô luận là Bùi Đông Lai hay là Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi, ở một khắc này, đều bị hắn coi thành không khí. Giờ mắt này, trong mắt của hắn chỉ có một mình Liễu Nguyệt. Đối mắt với ánh mắt của nam nhân trung niên, sắc mặt Liễu Nguyệt vẫn bình tĩnh gật gật đầu. Phó thị trưởng xem ra tâm tình không tệ a. Tự làm mình vui thôi. Nam nhân trung niên cười nhẹ, sau đó hướng Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu La Lị, nói. Tiểu Vũ, Uyển Nhi, tại sao thấy thúc thúc mà không nói chuyện? Phó thúc tốt,
Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu La Lị lần lượt mở miệng, trong đó Đông Phương Lãnh Vũ thu liếm lại vẻ hung hăng càn quấy lại mà đôi mắt của Tiểu La Lị thì cứ chớp, tạo ra bộ dạng đáng yêu. Liễu Nguyệt, vị này là... Lúc này, ánh mắt của nam nhân trung niên hướng về Bùi Đông Lai, ánh mắt bình thản không có gì lạ, lại làm cho người ta có cảm giác bị xem thấu cả nội tâm. Đông Lai, vị này chính là phó thị trưởng của Đông Hải. Liễu Nguyệt chủ động làm giới thiệu. Xin chào, phó thị trưởng, tôi gọi là Bùi Đông Lai, hiện là sinh viên của Đại học Đông Hải. Bùi Đông Lai chủ động tiến lên, vươn hai tay ra, chủ động chào hỏi nam nhân trung niên, giọng nói cũng đúng mức. Tên này rất quen thuộc nha, à, ta nhớ ra rồi, cậu là Tráng Nguyên thi vào đại học năm nay. Nam nhân trung niên mỉm cười, vươn tay ra bắt tay với Bùi Đông Lai. Người trẻ tuổi có tiền đồ vô hạn lượng a. Nói xong, nam nhân trung niên rút tay ra, phong thái không chê vào đâu được. Bùi Đông Lai tỉnh bơ, chủ động đứng ở phía sau Liễu Nguyệt, thân mình thẳng tắp. Âm thầm thấy được điểm này, trong đôi mắt của nam nhân tên là Phó Dung hiện lên vẻ nghiền ngẫm, cũng không nói gì. Lúc này, Tống Thư Ký bước nhanh đi đến bên cạnh Phó Dung thấp giọng nói câu gì, Phó Dung làm ra chỉ thị, Tống Thư Ký liền lui ra. Tiểu Nguyệt, Tào tỉnh trưởng của Chiết Giang cùng Phương Hiểu Hồng và Phương Trấn, ba người đều đến, cô có muốn gặp không? Mặc dù là đã an bài nhưng Phó Dung vẫn hỏi Liễu Nguyệt một câu. Liễu Nguyệt nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh dần. Hôm nay là do Phó Thị trưởng làm chủ, tự nhiên là tôi nghe theo an bài của Phó Thị trưởng rồi. Phó Dung ảm đạm cười, trở lại chỗ ngồi. Một phút sau, Tào Nghiễm Giang, Phương Trấn, Phương Hiểu Hồng ba người cùng đi với Tống Thư Ký vào gian phòng. Cựu nhân gặp mặt. Sau khi ba người Tào Nghiễm Giang, Phương Trấn, Phương Hiểu Hồng vào phòng thì không khí trong phòng đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Thân là chủ nhà, trước tiên Phó Dung đứng dậy mà một bên Liễu Nguyệt vẫn ngồi đó, còn bưng chén trà lên thưởng thức. Hành động của Liễu Nguyệt rơi vào trong mắt của Tào Nghiễm Giang, làm cho trong mắt Tào Nghiễm Giang hiện lên một vẻ tức giận không thể phát giác, đồng thời vẻ mặt hắn sán lạn, mỉm cười đi đến trước Phó Dung, chủ động vươn tay. Phó thị trưởng, ngày càng trẻ ra a. Nhìn qua Tào tỉnh trưởng cũng không tồi. Phó Dung đưa tay cùng Tào Nghiễm Giang bắt tay, cách bắt tay cũng cách biệt một trời một vực so với lúc bắt tay Bùi Đông Lai. Cùng lúc đó, ánh mắt của Phương Hiểu Hồng nhìn về phía Liễu Nguyệt, trong đôi mắt không thể giấu vẻ hâm mộ cùng ghen tị. Đồng dạng, hai người đều mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen nhưng mà hiệu quả lại cách biệt một trời. Vô luận là tuổi, dáng người hay khí chất thì Phương Hiểu Hồng cũng không thể bằng được so với Liễu Nguyệt. Lúc Phương Hiểu Hồng nhìn về phía Liễu Nguyệt thì ánh mắt của Phương Trấn cũng híp lại, âm độc nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, giống như là một con độc xà đang theo dõi con mồi. Hắn từ trong miệng Phương Thế Vinh đã bịa được chuyện tình Bùi Đông Lai đã thương Phương Thế Vinh, hơn nữa hắn từng hợp tác với QS, mặc dù không có lập tức trả thù Bùi Đông Lai nhưng hắn đã thấy Bùi Đông Lai qua ảnh chụp. Phương Trấn đã xem qua tư liệu của Bùi Đông Lai, đồng dạng Bùi Đông Lai cũng đã xem qua tư liệu của Phương Trấn. Mắt thấy Phương Trấn nhìn về mình, hơn nữa lại thấy trong đôi mắt hiện lên vẻ hàn ý nhưng sắc mặt của Bùi Đông Lai cũng không đổi sắc, không thèm để ý. Hại vị Phương Tổng, vị này là Phó Thị trưởng. Ngắn ngủi hỏi thăm trôi qua, Tào Nghiễm Giang buông tay Phó Dung ra, cười nói. Phó Thị trưởng, hai vị này là chủ tịch của tập đoàn Bảo Hồ và Vận Đạt. Hôm nay có thể thấy được Phó Thị trưởng, Phương Mỗ cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn, sau này nhờ Phó Thị trưởng chiếu cố nhiều hơn. Thân là tình phụ của Tào Nghiễm Giang thì Phương Hiểu Hồng cũng là một người có ánh mắt khéo léo, mắt thấy Tào Nghiễm Giang giới thiệu thì lập tức chủ động tiến lên, vươn hai tay ra bắt tay với Phó Dung. Phương Tổng khách khí. Thân là nhân vật số một của chính giới Đông Hải thì Phó Dung há có thể không biết quan hệ giữa Phương Hiểu Hồng và THH. Nhưng mà, biết thì biết nhưng mà trên mặt hắn cũng không tỏ ra gì cả. Ngài khỏe chứ, Phó Thị trưởng. Mắt thấy Phương Hiểu Hồng buông tay ra thì Phương Trấn bước lên phía trước, chủ động vươn hai tay ra. Ông khỏe, Phương Tổng. Liệu tiểu thư có ý kiến đối với ta sao? Mắt thấy hai người Phương Trấn và Phương Hiểu Hồng đã bắt tay với Phó Dung xong thì Tào Nghiễm Giang liền nói một câu. Tự nhiên là không dám. Liễu Nguyệt đặt chén trà xuống, vẫn không có đứng dậy, vẻ mặt vẫn hờ hững nói. Chỉ là hai ngày trước có xảy ra một số chuyện không vui với Phương Tổng, cho nên ta sợ nhiệt tình quá cũng khiến cho ngài hiểu lầm. Ô, Tào Nghiễm Giang tuy rằng nghe đến chuyện Phương Thế Vinh bị đánh,
bất quá lại giả vờ hồ đồ, quay đầu lại hướng Phương Trấn hỏi. Phương Trấn, có chuyện gì? Tào tỉnh trưởng, chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi. Phương Trấn liền mở miệng, không đề cập đến việc con mình bị đánh. Phương Trấn, nếu đã nói là hiểu lầm thì như vậy thì cũng coi đã là chuyện nhỏ. Liễu Nguyệt cười lạnh đứng dậy. Hy vọng ông nói sự thật, nếu không đừng trách tôi trở mặt. Bá! Lúc này, nghe được Liễu Nguyệt nói lời cường thế như vậy thì không riêng gì Phương Trấn và Phương Hiểu Hồng, ngay cả Phó Dong lẫn Tào Nghiễm Giang sắc mặt hai người đều biến đổi, hiển nhiên là không ngờ rằng Liễu Nguyệt sẽ không nể mặt bọn họ. Không nể mặt sao? Đối với Liễu Nguyệt mà nói, nàng không hối hận khi đem chức danh chủ tịch tập đoàn Thiên Tường giao cho Bùi Đông Lai, dưới tình hình như vậy, nếu là Bùi Đông Lai xảy ra chuyện gì thì nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phương Trấn. Mà hiện giờ nàng nói ra như vậy cũng là muốn cho đám người Phương Trấn biết được thái độ của nàng, khiến cho Phương Trấn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Nguyệt, nếu Phương Tổng đã mở miệng thì hãy bỏ qua đi. Phó Dong thấy không khí có chút khẩn trương, tuy rằng không biết hai bên đã xảy ra hiểu lầm gì nhưng vẫn hòa giải. Hôm nay, mọi người hãy nể mặt của tôi mà bỏ qua chuyện cũ, cùng ngồi xuống uống trà, nói chuyện nào. Đúng vậy, hai vị Phương Tổng. Cùng ngồi xuống uống trà do phó thị trưởng pha nào. Vẻ mặt Tào Nghiễm Giang tươi cười nhưng mà chân mày lại nhíu lại. So sánh với Tào Nghiễm Giang mà nói thì sắc mặt của Phương Trấn và Phương Hiểu Hồng lại vô cùng khó coi, trong đó đôi mắt của Phương Trấn hiện lên vẻ sát khí nhưng lại không hé răng, hắn dựa theo lời nói của Tào Nghiễm Giang mà ngồi xuống thưởng thức trà. Mặc dù là cựu nhân gặp mặt nhưng vô luận là Phó Dong hay là Tào Nghiễm Giang cũng đều là lão hồ ly trong quan trường rồi. Sau khi hai người ngồi xuống thì mở miệng nói chuyện, làm cho không khí không còn khẩn trương nữa. Mấy phút sau khi uống xong trà thì Tào Nghiễm Giang đứng dậy, mang theo Phương Trấn và Phương Hiểu Hồng cáo từ rời đi, Phó Dong cùng Tống Thư Ký chủ động đưa tiễn mà Liễu Nguyệt thì lại thờ ơ. Tiểu Nguyệt, rốt cuộc thì cô có mâu thuẫn gì với tên Phương Trấn kia? Sau khi trở lại thì Phương Trấn không nhịn được mà hỏi. Hai ngày trước. Nhi tử của Phương Trấn cùng với Đông Lai đã xảy ra xung đột. Liễu Nguyệt thản nhiên nói, tựa hồ đó chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Ân, nguyên bản Phó Dong nghĩ đến Liễu Nguyệt và Phương Trấn xung đột về lợi ích, lúc này nghe được lời giải thích của Liễu Nguyệt thì sắc mặt hắn hơi đổi, sau đó liền nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai, trầm mặc không nói. Liễu tỷ, tôi mang Tiểu Vũ cùng Uyển Nhi ra ngoài đi dạo một chuyến. Lúc này Bùi Đông Lai mở miệng nói. Được. Liễu Nguyệt mỉm cười. Tiệc tối ở phía tây của đại sảnh, một lát nữa tiệc tối bắt đầu thì mọi người hãy qua. Ok. Bùi Đông Lai gật gật đầu, sau đó khẽ mỉm cười với Phó Dung nói. Phó thị trưởng, ngài cứ chậm rãi nói chuyện với Liễu tỷ. Ừ. Phó Dung trả lời, sắc mặt của hắn lúc này cũng khôi phục lại vẻ bình thường. Bùi Đông Lai nghe xong, cũng không nói gì, chủ động dắt tay Tiểu La Ly mang theo Đông Phương Lãnh Vũ ra ngoài. Tiểu La Ly cũng tỏ vẻ phối hợp, không có dãy dụa. Còn sờ chưa đủ sao? Ra cửa, Tiểu La Ly liền xoay chuyển 360 độ, sau khi rút tay ra thì trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai. Thiếu chút nữa Bùi Đông Lai lộn ngược ra sau. Vẻ mặt Đông Phương Lãnh Vũ khó chịu hỏi. Đông Lai, nhi tử ngốc của tên Phương Trấn kia chọc giận ca sao? Hắn không có việc gì, muốn tìm người đánh hắn, ta cũng thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Bùi Đông Lai không có giấu giếm Đông Phương Lãnh Vũ. Đánh tốt ha. Đông Phương Lãnh Vũ nghe như thế thì biết Bùi Đông Lai không gì bì, sau đó nở nụ cười. Lần sau nếu hắn mà còn mở miệng nói tiếp thì hai anh em chúng ta cùng nhau thịt hắn. Bùi Đông Lai cười cười, không nói gì. Sau đó lúc ba người đi tới phòng thì chỗ đó có Tô Văn và Lý Lệ. Lúc này Lý Lệ cũng không dám tỏ ra vẻ ngạo mạn trước mặt Tào Nghiễm Giang. Bá! Mắt thấy ba người đi qua thì ánh mắt Phương Trấn lập tức nhìn vào Bùi Đông Lai, ánh mắt lạnh như băng làm cho người khác cảm thấy phát hoảng. Ân, thấy được vẻ khác thường của Phương Trấn thì hai người Tào Nghiễm Giang và Phương Hiểu Hồng lại nhìn về trước, mà vợ chồng Tô Văn lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Thấy được ánh mắt của đám người Phương Trấn, Bùi Đông Lai cũng không để ý đến nhưng mà hỗn thế ma vương Đông Phương Lãnh Vũ lại không hề cố kỵ mà trừng mắt, liếc nhìn Phương Trấn một cái. Rất nhanh. Bùi Đông Lai mang theo Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi đến tầng chót của bong tàu. Bởi vì tiệc tối chưa bắt đầu cho nên trên bong tàu có không ít khách nhân đứng thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Ấy,
đây không phải là đám người mới từ trong xe của Liễu Nguyệt xuống hay sao? Mắt thấy ba người Bùi Đông Lai xuất hiện thì đám thương nhân lại bàn tán. Trong phút chốc, cơ hồ là tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Duy nhất, có một người là ngoại lệ. Ngô Vũ Trạch, hẳn chỉ lặng lặng được ở lan can, nhìn về bầu trời, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ gì thế? Sau đó, dưới ánh mắt của đám người bên cạnh, Bùi Đông Lai đi đến sau Ngô Vũ Trạch, vỗ vào vai Ngô Vũ Trạch một cái, mỉm cười hỏi. Ngô Vũ Trạch quay đầu lại, thấy ở đằng sau là Bùi Đông Lai thì liền cả kinh, sau đó vẻ mặt lại hiện ra vẻ tươi cười. Ca kháo, Đông Lai chú muốn hù chết ca a. Thấy được biểu tình của Ngô Vũ Trạch biến hóa thì Bùi Đông Lai biết Ngô Vũ Trạch có tâm sự, hắn cũng không hỏi mà là tươi cười. Liễu tỷ dẫn ta tới, đây là Tiểu Vũ, đây là... Em gọi là Đông Phương Uyển Nhi, nhủ danh Uyển Nhi. Không đợi Bùi Đông Lai giới thiệu, Đông Phương Uyển Nhi chủ động mở miệng nói. Xuất ca, ca đừng nghe ca ấy nói, ta cùng ca ấy không quen nhau. Ha ha, thật là một tiểu loli xinh đẹp a. Ngô Vũ Trạch bị Đông Phương Uyển Nhi chọc cười, cười nói. Tiểu Vũ, Tiểu La Lị, mọi người tốt, ta gọi là Ngô Vũ Trạch là bạn thân cậu Đông Lai, chúng ta ở chung một phòng. Kháo, Ngô ca, ca sẽ không cùng với Đông Lai ca làm ra cái trò ấy a. Tính khí của Đông Phương Lãnh Vũ vô cùng cao ngạo, chỉ riêng đối với Bùi Đông Lai thì lại cực kỳ thân thiết, hiện giờ biết Ngô Vũ Trạch là bạn thân của Bùi Đông Lai thì tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Đông Lai, nếu không thì chúng ta làm một phát xem sao. Ngô Vũ Trạch giả vờ làm ra bộ dạng ẻo lả, ngón tay chỉ vào Bùi Đông Lai. Cả người Bùi Đông Lai liền dùng mình. Cút! Ha ha! Trong lúc nhất thời, Ngô Vũ Trạch Đông Phương Lãnh Vũ thậm chí là ngay cả Tiểu La Ly đều cười to. Sau một hồi trò chuyện, thấy đám người trên bong tàu dần dần rời đi thì biết rõ tiệc tối sắp bắt đầu cho nên Ngô Vũ Trạch liền cùng đi với ba người Bùi Đông Lai vào nhà ăn ở tầng 7. Ngay khi bốn người Bùi Đông Lai đến nhà ăn thì trong phòng đã bày ra hơn 10 bàn, tất cả mọi người vẫn còn chưa ngồi xuống. Lão Ngô, con của ông làm sao lại ở cùng một chỗ với đám người trẻ tuổi kia? Mắt thấy bốn người Bùi Đông Lai vào nhà ăn thì một gã thương nhân Chiết Giang ở bên cạnh Ngô Sinh có chút nghi hoặc, hỏi han. Ngô Sinh tò mò liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Hắn chính là người ta vừa nói với ông, hai ngày trước ở Đông Hải đánh nhi tử của Phương Trấn. Hả? Nghe được tên thương nhân nói như vậy thì Ngô Sinh liền ngẩn ra, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì, vẻ mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lão Ngô à? Tuy rằng ta không biết con của ông có quan hệ gì với người trẻ tuổi kia, nhưng mà tính khí bao che khuyết điểm của Phương Trấn hẳn ông đã biết, ta khuyên ông nên để con trai ông cách xa người trẻ tuổi kia một ít. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Ngô Sinh thì một tên khác nhắc nhở, nói. Miễn cho Ương Cập Trì Ngư. Ương Cập Trì Ngư. Sắc mặt của Ngô Sinh trắng bệch, cả người liền sụi lơ. Lửa giận của Phương gia, Ngô gia chịu không nổi. Sao, như câu họa vô đơn chí của Việt Nam mình vậy? Ngắn ngủi kinh sợ qua đi, Ngô Sinh liền thở ra vài hơi để cho bản thân tỉnh táo, rồi đứng dậy bước về phía bốn người Bùi Đông Lai. Vũ Trạch. Vài giây sau, Ngô Sinh đi đến bên cạnh bốn người Bùi Đông Lai, hướng về Ngô Vũ Trạch vẫy vẫy tay. Đông Lai, đó là cha của ca. Ngô Vũ Trạch liền nói một câu. Cha, vị này chính là bạn trong nhóm của con, Bùi Đông Lai. Nhìn thấy Ngô Sinh, vẻ mặt Ngô Vũ Trạch mỉm cười giới thiệu nói. Thúc thúc, khỏe. Bùi Đông Lai chủ động vấn an, khẽ khom người, thái độ vô cùng tôn kính. Chào cháu. Bên tai vang lên lời chào hỏi của Bùi Đông Lai, lại thấy được ánh mắt của mấy tên thương nhân Chiết Giang trong phòng nhìn mình thì Ngô Sinh mỉm cười đáp lại, nhưng mà nụ cười lại không được tự nhiên. Thúc thúc, khỏe. Mắt thấy Bùi Đông Lai cùng Ngô Sinh bắt chuyện thì Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu La Lị cũng không cam tâm rất lại, giọng nói vô cùng tôn kính. Cha, hai vị này là bạn của Đông Lai. Ngô Vũ Trạch lại làm ra giới thiệu. Bên tai vang lên lời nói Ngô Vũ Trạch, nụ cười trên mặt Ngô Sinh lại càng không được tự nhiên, sau đó do dự một chút rồi nói. Vũ Trạch, con tới đây một chút, ta có lời nói cho con. Đông Lai, mọi người tìm vị trí ngồi đi. Ca đi một tí rồi quay lại ngay. Ngô Vũ Trạch tươi cười nói với ba người Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cảm nhận được ánh mắt của mấy tên thương nhân Chiết Giang nhìn về mình,
hắn cũng thấy được thái độ của Ngô Sinh có chút khác lạ, bất quá hắn lại không tỏ ra gì cả, hắn mỉm cười gật đầu rồi dẫn Đông Phương Lãnh Vũ và Đông Phương Uyển Nhi tới một bàn ở bên cạnh. Mắt thấy Bùi Đông Lai đi tới thì đám thương nhân Chiết Giang ngồi trên bàn đều có chút khẩn trương. Bá! Bùi Đông Lai mới vừa mang theo Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi ngồi xuống thì vài tên thương nhân Chiết Giang liền không hẹn mà cùng đứng dậy, giống như là thấy ôn thần vậy, đi tới một cái bàn khác. Tại sao bọn hắn lại đi hết? Thật là kỳ quái nha! Tiểu Lô Ly thấy vài tên thương nhân Chiết Giang đứng dậy rời đi thì nháy đôi mắt, vẻ mặt tỏ ra tò mò. Bọn ngốc này, muốn cút thì cút nhanh. Tiểu Lô Ly không đoán được nhưng Đông Phương Lãnh Vũ lại rất rõ ràng. Tính khí hắn táo bạo lập tức tức giận mắng một tiếng. Đối với lời nhục mạ của Đông Phương Lãnh Vũ thì vài tên thương nhân Chiết Giang kia cũng không tỏ thái độ gì, lập tức đi đến một chiếc bàn khác. Thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai cũng không để ý tới. Cùng lúc, Ngô Sinh cùng Ngô Vũ Trạch đi vào một góc nhỏ trong phòng ăn. Cha, cha muốn nói gì thì nói đi, làm gì mà thần thần bí bí như vậy. Ngô Vũ Trạch không biết chuyện tình Bùi Đông Lai hành hung Phương Thế Vinh. Hiện giờ thấy Ngô Sinh tỏ ra thần bí kéo hắn tới đây thì hắn liền có chút không vui. Vũ Trạch, cha mặc kệ con có quan hệ như thế nào với người thanh niên tên là Bùi Đông Lai kia, sau này con phải tránh xa hắn ra, tốt nhất là tuyệt giao luôn. Giọng nói Ngô Sinh vô cùng ngưng trọng. Cùng Bùi Đông Lai tuyệt giao. Nghe được Ngô Sinh nói như vậy thì Ngô Vũ Trạch liền cả kinh. Cha, Bùi Đông Lai là bạn cùng phòng với con, cha kêu con tuyệt giao với hắn. Người có lầm hay không? Con xem đi. Ngô Sinh chỉ chỗ ngồi của Bùi Đông Lai. Ngô Vũ Trạch quay đầu nhìn lại, không thấy có gì khác lạ. Làm sao vậy? Vừa rồi, bàn kia có không ít khách nhân vậy mà hiện tại chỉ còn lại ba người bọn họ. Ngô Sinh trầm giọng nói. Hả? Ngô Vũ Trạch liền ngạc nhiên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cha, vì sao bọn hắn rời đi, còn nữa, vì sao cha bắt con phải tuyệt giao với Đông Lai? Phương Thế Vinh bị Bùi Đông Lai đánh bị thương. Giọng nói Ngô Sinh vô cùng ngưng trọng. Cái gì? Ngô Vũ Trạch là người ở Hàng Châu cho nên biết được đại danh của Phương Thế Vinh, đồng dạng Ngô Vũ Trạch cũng biết địa vị của Phương Thế Vinh ở cả Hàng Châu và Chiết Giang. Lần này nghe được Ngô Sinh nói Bùi Đông Lai đã thương Phương Thế Vinh thì liền sững sờ. Vũ Trạch, tính cách bao che khuyết điểm của Phương Trấn thì hẳn là con đã rõ ràng. Người thanh niên Bùi Đông Lai kia vì có Liễu Nguyệt làm chỗ dựa cho nên Phương Trấn không dám động đến hắn, nhưng mà Phương Trấn tuyệt đối dám động đến Ngô Gia, nếu con cùng người thanh niên kia thân cận quá mực thì sẽ khiến Ngô Gia rơi vào trong trường phong ba này, đối với Ngô Gia mà nói thì đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Cho nên cha bắt con phải tuyệt giao với Đông Lai. Trong nháy mắt Ngô Vũ Trạch đã hiểu ý tứ của Ngô Sinh, khuôn mặt nhăn lại, nét mặt rất khó coi. Ừ. Ngô Sinh rất thẳng thắn gật đầu, nói. Vì không muốn Phương gia giận chó đánh mèo thì nhất định con phải tuyệt giao cùng hắn. Điều đó không có khả năng. Giọng nói của Ngô Vũ Trạch còn kiên định hơn so với Ngô Sinh. Cha, con không muốn đem lòng tự trọng của mình quăng đi cho chó ăn. Dựa vào yêu cầu của cha thì con đã ăn nói khép nép với đám người Tô Văn và Lý Lệ, nhưng mà cũng không sợ Phương gia nổi giận mà sẽ không qua lại với Đông Lai. Vũ Trạch, mày! Ngô Sinh nhất thời nóng nảy. Cha, tuy rằng thời gian quen biết giữa con và Đông Lai rất ngắn, nhưng mà con đã coi hắn là bằng hữu của mình. Nói xong, Ngô Vũ Trạch liền xoay người rời đi. Vũ Tạch, dưới tình thế cấp bách Ngô Sinh liền kéo lấy Ngô Vũ Trạch. Con có nghĩ, một khi làm như vậy sẽ đưa Ngô gia vào chỗ vạn kiếp bất phục không? Cha, nhiều năm như vậy, cha có cảm thấy mệt mỏi không? Nói xong. Đôi mắt của Ngô Vũ Trạch đã hơi hồng. Cha, thật sự bởi vì chúng ta muốn chen vào cái vòng luẩn quẩn kia nên ngay sống như chó chúng ta cũng không bằng cuộc sống của một người bình thường. Cả người Ngô Sinh chấn động, không thể phản bác. Cha, con không cầu vinh hoa phú quý, cũng không cầu quyền thế danh lợi, con chỉ muốn có cuộc sống giống như một người bình thường, có được không? Ngô Vũ Trạch nói xong liền buông tay của Ngô Sinh ra. Lúc này đây. Ngô Vũ Trạch liền bước đi về phía ôn thần Bùi Đông Lai. Cuộc sống giống như một người bình thường. Nhìn vào bóng lưng Ngô Vũ Trạch, bên tai quanh quẩn lời nói của Ngô Vũ Trạch thì Ngô Sinh giống như là bị trúng ma pháp, cả người không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, giống như trong nháy mắt liền già hơn 10 tuổi. Tiểu tử của Ngô gia có phải là đầu bị nhúng vào nước không? Đúng vậy,
người khác còn trốn không kịp mà hắn lại chủ động đưa đầu vào. Người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi a, hắn cứ như vậy thì tương đương gián tiếp đắc tội Phương gia. Xem ra Ngô gia đã xong rồi. Mắt thấy Ngô Vũ Trạch đi đến ba người Bùi Đông Lai thì mấy tên thương nhân Chiết Giang liền bàn tán, đều cho rằng óc của Ngô Vũ Trạch bị nước vào. Bên tai nghe được những lời bàn tán kia, Ngô Sinh thở dài một hơi rồi trở về chỗ ngồi của mình. Lão Ngô, con của ông làm sao thế? Thấy được Ngô Sinh trở lại thì tên thương nhân Chiết Giang lúc nãy nhắc nhở mở miệng hỏi. Ngô Sinh đốt một điếu thuốc, trầm mặc không nói. Cùng lúc đó, nghe được tiếng bàn tán xung quanh, Đông Phương Lãnh Vũ thấy Ngô Vũ Trạch ngồi xuống thì nói. Ngô ca, không cần nhìn đám người ngu ngốc có tầm nhìn hẹp kia. À, người khác cười ta bị khùng bị điên, ta cười người khác không có mắt. Ngô Vũ Trạch tỏ ra không có việc gì, sau đó rút ra một gói thuốc rẻ tiền, vẻ mặt xấu hổ ném cho Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ. Hút thuốc. Vũ Trạch. Trong lòng Bùi Đông Lai cảm thấy ấm áp, cầm lấy điếu thuốc, nhẹ giọng gọi tên Ngô Vũ Trạch. Hỉ. Ngô Vũ Trạch vốn là châm lửa, nghe được Bùi Đông Lai kêu thì ngẩng đầu nhìn về Bùi Đông Lai. Cảm ơn chú đã coi ca là bạn thân. Bùi Đông Lai liền lần bật lửa giúp Ngô Vũ Trạch châm thuốc sau đó gần từng chữ. Ngô Vũ Trạch phun ra một ngụm khói thuốc, cười mắng. Mẹ nó, cái gì là bạn thân? Bạn thân dùng tâm để hiểu nhau, chứ không phải có thể nói bằng miệng. Bùi Đông Lai trầm mặc một lát, nói. Nếu chú đã dùng hành động để chứng minh tâm ý của chú thì ca cũng sẽ như vậy. Cút ma chú đi, cái gì mà yếu với ớt. Khuôn mặt Ngô Vũ Trạch vẫn nở nụ cười tiêu sái nhưng mà đôi mắt lại hơi hồng. Dường như là bị khói thuốc vào mắt, dường như cũng không phải. Bùi Đông Lai không có nói cái gì nữa, mà là cùng Ngô Vũ Trạch hút thuốc. Thời gian dần trôi qua, những khách nhân lần lượt tiến vào phòng ăn, lúc Bùi Đông Lai bóp tắt tàn thuốc thì đột nhiên cả phòng ăn trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thì một đám người xuất hiện ở cửa. Trong đó Phó Dong và Tào Nghiễm Giang đi song song ở phía trước, phía sau là một số quan chức của vùng kinh tế tam giác Trường Giang, sau cùng là đám người chính giới trong đó Liễu Nguyệt đi đầu. Đám người Phó Dong tiến vào phòng ăn thì liền đi đến bàn giữa trung tâm. Trong đám người, Liễu Nguyệt thấy bốn người Bùi Đông Lai thì đột nhiên dừng bước. Sau đó, nàng cũng không chào hỏi Phó Dong mà lập tức bước về bàn của Bùi Đông Lai. Ách! Thấy như vậy một màn, toàn trường một mảnh xôn xao. Hiển nhiên, không một ai nghĩ đến, thân phận của Liễu Nguyệt lại không ngồi ở phía trên kia mà lại xuống ngồi chung với Bùi Đông Lai. Trong lúc những khách nhân ồ lên thì Phó Dong liền hơi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Thấy hành động của Liễu Nguyệt thì lông mày Tào Nghiễm Giang nhíu lại, mà khóe mắt Phó Dong lại nhảy lên hai cái. Còn đám người chính giới Giang Tô cũng không để ý. Không riêng gì Tào Nghiễm Giang và Phó Dong, đám người Phương Trấn và Phương Hiểu Hồng cũng nhìn thấy hành động của Liễu Nguyệt. Trong đó, biểu tình của Phương Hiểu Hồng thì hơi có chút ngưng trọng mà trong đôi mắt của Phương Trấn lại lóe lên vẻ tức giận, trong lòng nảy sinh ác độc, Liễu Nguyệt a Liễu Nguyệt, cô cho rằng có cô bảo vệ hắn thì ta sẽ không dám đụng đến hắn sao? Sau 11 giờ thì không riêng gì hắn mà ngay cả cô cũng sẽ bị xóa tên khỏi bến Đông Hải. Trong lòng Phương Trấn tính kế, Liễu Nguyệt cũng không biết, nàng không để ý đến ánh mắt người khác, vẫn cứ bước về phía Bùi Đông Lai. Dường như nàng muốn dùng phương thức này để cảnh cáo mọi người, nếu muốn động đến Bùi Đông Lai thì phải bước qua xác của ta. Bùi Đông Lai không hề bị cô lập. Tối cùng ngày lúc yến tiệc sắp được bắt đầu, sắc trời bên ngoài đã tối, chân ni hào thả neo, xuất phát. Trong phòng ăn, sau khi vào phòng thì đám người Phó Dong dựa theo sự sắp xếp mà ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh thì trừ bỏ bàn của Bùi Đông Lai ra hầu hết mọi bàn trong phòng đều không dư một chỗ, chỉ có một bàn ở phía trung tâm còn dư hai vị trí, một vị trí dành cho Liễu Nguyệt, vị trí còn lại là của Quý Hồng. Mặc dù Liễu Nguyệt không ngồi đó, bất quá Phó Dong cũng không nói gì theo, sau đó chờ mọi người ngồi xuống hết thì hắn tính toán bước lên phát biểu, sau đó đề nghị nâng chén. Coi như lúc Phó Dong tính toán bước lên phát biểu thì Tống Thư Ký bước nhanh đến. Nói vào tai của hắn nói. Phó thị trưởng, trước khi du thuyền xuất phất thì cổ hiệu trưởng cổ Bồi Nguyên đã lên thuyền, lúc này cổ hiệu trưởng đang đến đây, phỏng chừng là đang ở trong thang máy. Là người chủ trì của bữa tiệc này thì Phó Dong từng hạ thiệp mời cổ Bồi Nguyên, nhưng mà cổ Bồi Nguyên lại vẫn giống như thường ngày,
từ chối các loại giao tiếp, bán buôn này. Hiện giờ, thư ký lại nói Cổ Bồi Nguyên đến. Điều này làm cho Phó Dung ngây ra một lát. Sau đó, khuôn mặt hắn liền hiện lên vẻ vui mừng. Bởi vì hắn biết rõ, lấy thân phận của Cổ Bồi Nguyên, tối nay nếu đến đây thì sẽ đề cao chất lượng của buổi tiệc này. Tào tỉnh trưởng, Dương tỉnh trưởng, Cổ Bồi Nguyên cổ hiệu trưởng đến đây, chúng ta cùng qua chào đón nào. Phó Dung liền lập tức đứng dậy, cũng không lập tức bước lên phát biểu mà cười cười nói với Tào Nghiễm Giang và Dương Kiến. Cổ Bồi Nguyên. Nghe được cái tên này thì Tào Nghiễm Giang hay Dương Kiến đều thất thần. Bọn họ đều biết được địa vị của Cổ Bồi Nguyên, cho dù là các lão đại đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp khi thấy mặt của Cổ Bồi Nguyên cũng phải nể mặt. Mà bọn hắn cũng nghe nói, hai ngày trước nhân vật số một cảnh bị khu Đông Hải là Tôn Tường Vân sở dĩ bị cách chức là do Cổ Bồi Nguyên có quan hệ với vị lão đại kia. Dưới tình hình như thế thì lúc này nghe được Phó Dung nói như vậy, vô luận là Tào Nghiễm Giang hay là Dương Kiến đều đứng lên. Trong phòng ăn, tất cả mọi người đang chờ Phó Dung bước lên phát biểu, kết quả lại thấy Phó Dung, Tào Nghiễm Giang, Dương Kiến ba người có thân phận hiển hách nhất lại đứng lên, cùng bước ra bên ngoài, điều này làm cho bọn họ giật mình. Họ muốn đi đâu a? Hẳn là có một vị nhân vật quan trọng tới, bọn họ muốn đi nghênh đón. Ta xem đúng là như vậy. Thấy ba người Phó Dung bước ra thì một ít khách nhân liền bàn luận. Lúc nghị luận thì toàn bộ đám khách nhân đều hiếu kỳ, rốt cuộc là ai mà khiến cho ba người Phó Dung, Tào Nghiễm Giang, Dương Kiến cùng đi ra nghênh đón. Một lát sau, cót két, khi ba người Phó Dung sắp bước ra tới cửa thì nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng ăn đã bị đẩy ra, một quan viên Đông Hải không có tư cách tiến vào nhà ăn liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cổ hiệu trưởng, xin mời. Đối mắt với ánh mắt của mọi người. Tên quan viên Đông Hải kia cũng không để ý cũng không có hướng vấn an ba người Phó Dung, mà là né qua một bên, làm một động tác mời vào. Cổ Bồi Nguyên. Dầm. Mắt thấy Cổ Bồi Nguyên xuất hiện thì toàn bộ mọi người trong phòng ăn đều xôn xao, trong đó có một số thương nhân sùng bái Cổ Bồi Nguyên lại đứng lên. Cổ hiệu trưởng làm sao tới đây? Không riêng gì đám thương nhân này, ngay cả Bùi Đông Lai cũng Liễu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, trong đó Bùi Đông Lai tự hỏi chính mình. Mà Liễu Nguyệt làm ra bộ dạng như có suy nghĩ gì. Cổ hiệu trưởng. Lúc này, bước chân của ba người Phó Dung, Tào Nghiễm Giang, Dương Kiến trở nên nhanh hơn, hướng về Cổ Bồi Nguyên, không hẹn mà cùng mở miệng nói. Dưới ánh đèn, trên mặt ba người lộ ra bộ dạng tươi cười như nhau. Cổ Bồi Nguyên không có lập tức vào phòng ăn, cũng không nói chuyện với đám người Phó Dung, Cổ Bồi Nguyên cùng với trợ lý Trương Thụy tìm kiếm cái gì đó. Sau đó, hắn đã tìm thấy người mình muốn tìm. Bùi Đông Lai. Cổ hiệu trưởng, sao ngài không nói một tiếng, chúng tôi liền phát người đi đón ngài a. Ngay tại khi Cổ Bồi Nguyên thấy được Bùi Đông Lai thì ba người Phó Dung đi đến trước mặt Cổ Bồi Nguyên, vẻ mặt Phó Dung mỉm cười nói. Không dám làm phiền Phó Thị trưởng. Cổ Bồi Nguyên mỉm cười, nói cho qua chuyện. Nghe được Cổ Bồi Nguyên nói như vậy thì vẻ mặt Phó Dung xấu hổ. Cổ hiệu trưởng thật biết nói giỡn. Chỉ cần ngài nói một câu thì tiểu phó đâu dám không nghe. Mắt thấy Phó Dung cùng Cổ Bồi Nguyên nói chuyện với nhau, hai người Tào Nghiễm Giang và Phó Dung gấp đến độ xoay vòng, bọn hắn muốn xen vào nhưng lại không có cơ hội. Cổ hiệu trưởng, hai vị này là tỉnh trưởng của Chiết Giang cùng Giang Tô. Có lẽ là đoán được tâm tư của hai người TBG và Dương Kiến, vì thế Phó Dung liền giới thiệu, xem như là bán cho hai người một phần nhân tình. Cổ lão, nghe đại danh đã lâu. Hôm nay nhìn thấy quả thật là có cảm giác may mắn và vinh hạnh. Tào Nghiễm Giang liền vươn hai tay ra, gián tiếp nói thân phận của mình. Tôi là Tào Nghiễm Giang, đại biểu cho nhanh dân Chiết Giang hoan nghênh mời ngài đến Chiết Giang làm khách. Chào Tào tỉnh trưởng. Cổ Bồi Nguyên theo lễ tiết bắt tay Tào Nghiễm Giang. Cổ lão, tôi là Dương Kiến, cũng hoan nghênh mời ngài đến Giang Tô làm khách. Dương Kiến không cam lòng rớt lại phía sau. Thấy Tào Nghiễm Giang buông tay ra thì liền chủ động bắt tay Cổ Bồi Nguyên. Dương tỉnh trưởng khách khí rồi. Cổ Bồi Nguyên bắt tay với Dương Kiến, cũng giống như trước, đều là vì lễ tiết. Cổ hiệu trưởng, vừa rồi mới biết ngài muốn tới, chúng tôi đã đặc biệt để lại một vị trí cho ngài. Ngài xem, tất cả mọi người đều đợi ngài ngồi xuống, chúng ta đi qua. Không thể không nói, Phó Dung đúng là một lão hồ ly, nói chuyện vô cùng cẩn thận. Lập tức đem vị trí chủ trì tặng cho Cổ Bồi Nguyên. Phó thị trưởng, không cần.
Cổ Bồi Nguyên thu hồi ánh mắt, nói. Vốn là tôi không muốn tới, nhưng sau lại nghe được đệ tử có tham gia tụ hội ở đêm nay cho nên mới tới đây góp vui, tôi cùng hắn ngồi một bàn là được, mọi người không cần phải lo lắng. Đệ tử. Nghe được lời nói của Cổ Bồi Nguyên thì ba người Phó Dung đều ngẩn ra. Bọn họ biết rõ đời này Cổ Bồi Nguyên chỉ có hai người đệ tử chân truyền, một người làm ở bên trong chính phủ, một người là thương nhân, đều là hai người có tiền đồ vô hạn lượng. Mà ngày hôm nay, hai người ấy lại không có tham gia tụ họp. Dưới tình hình như thế, Cổ Bồi Nguyên nói đến đệ tử ở trong này. Mắt thấy ba người bị lời nói của mình làm cho kinh ngạc thì Cổ Bồi Nguyên cười cười, không nói gì thêm, trực tiếp mang theo Trương Thủy tới chỗ Bùi Đông Lai. Đệ tử của Cổ Bồi Nguyên là ai a? Trong phòng ăn, dường như tất cả mọi người đều nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Cổ Bồi Nguyên và ba người Phó Dung. Lúc này thấy Cổ Bồi Nguyên đi vào phòng ăn thì vẻ mặt mọi người đều trở nên tò mò. Mà ba người Phó Dung thấy thế thì không nói hai lời, vội vàng đuổi theo. Dưới ánh mắt của mọi người, ba người Phó Dung theo sát Cổ Bồi Nguyên. Sau đó, bước chân của Cổ Bồi Nguyên ngừng lại. Hắn đứng ở bên cạnh thiếu niên bị cô lập lúc trước. Ách! Thấy một màn như vậy thì toàn bộ mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Tên tiểu tử kia là đệ tử của Cổ Bồi Nguyên. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy thế giới thật là con ma nó vớ vẩn. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả NS cũng cảm thấy không tin tất cả chuyện này. Trái lại, dường như Liễu Nguyệt đã đoán được điểm này, vẻ mặt rất bình thường. Đông Lai, tại sao tham gia tụ họp mà không nói với ta một tiếng, rõ ràng là không để người thầy này vào mắt a. Cổ Bồi Nguyên cười mắng Bùi Đông Lai một câu, sau đó trực tiếp ngồi bên cạnh của Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên lời nói của Cổ Bồi Nguyên, thấy con đôi mắt của Bùi Đông Lai hiện lên vài phần xin lỗi thì hai người Phó Dung và Tào Nghiễm Giang liền cả kinh mà Dương Kiến cũng không khác gì. Không phải vậy, hiệu trưởng, vốn dĩ cháu muốn nói với ngài, kết quả là Văn Cảnh nói ngài không tham gia mấy loại tụ họp này cho nên cháu. Bùi Đông Lai mang theo vài phần áy náy, giải thích. Cổ Bồi Nguyên cười mắng. Bình thường thì không tham gia không có nghĩa là không thể cho cậu ngoại lệ a. Bùi Đông Lai không phải bác được, trong lòng đầy cảm động. Phó tỉnh trưởng, Tào tỉnh trưởng, Dương tỉnh trưởng, mọi người đi đi, tôi ngồi đây là tốt rồi. Cổ Bồi Nguyên thấy ba người Phó Dung còn đứng ở phía sau thì lập tức quay đầu lại nói. Dù cho nghe được tin tức Bùi Đông Lai là đệ tử của Cổ Bồi Nguyên thì Phó Dung liền cả kinh, bất quá nghe được Cổ Bồi Nguyên nói như thế thì hắn chỉ mỉm cười. Nếu Cổ hiệu trưởng thích ngồi ở chỗ này thì chúng ta cũng ngồi ở đây luôn. Tào tỉnh trưởng, Dương tỉnh trưởng, mọi người không có ý kiến chứ? Không ý kiến. Hai người Tào Nghiễm Giang cùng Dương Kiến đều lắc đầu, nói giỡn, Cổ Bồi Nguyên còn đứng đó thì bọn hắn dám ngồi xuống sao? Nói xong, ba người Phó Dung đều ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, lúc trước chỗ này không có ai ngồi, lúc nãy bỗng dưng trở nên đông đúc. Dưới ánh đèn, người được gọi là ôn thần thiếu niên Bùi gia không hề bị cô lập. Hào quang bắn ra bốn phía. Dựa theo sự sắp xếp của người chủ sự, bên chiếc bàn chính giữa trung tâm kia ngoại trừ Phó Dung, Tào Nghiễm Giang cùng Dương Kiến ngồi phía ngoài, còn có vài vị quan viên cấp sở, còn lại là Liễu Nguyệt, Quý Hồng cùng Phương Hiểu Hồng, ba đại diện của giới thương nhân. Ba người này đi xin mời tới cũng không phải vì thân phận của các nàng rất hiển hách trong giới doanh nhân, mà vì các nàng đều là nữ nhân xinh đẹp. Lãnh đạo đi ăn cơm thích nữ nhân xinh đẹp đi cùng. Bởi vì Quý Hồng không tới tham gia, mà Liễu Nguyệt lại đặc biệt ngồi ở bên cạnh Bùi Đông Lai nên thời điểm hiện tại, bàn trung tâm đang thừa hai chỗ ngồi. Mà hôm nay, bàn chỗ Bùi Đông Lai ngồi, có vẻ lại thiếu ghế. Ngô Vũ Trạch, cậu đến ngồi bên cạnh cha cậu đi. Mắt thấy chỗ ngồi có vẻ không đủ, Phương Hiểu Hồng nhìn quét qua bàn bên cạnh một cái, cuối cùng đi đến bên Ngô Vũ Trạch, mỉm cười nói, giọng nói lại là không cho phép chối từ. Thân là một nhân vật đại biểu trong giới cho vay nặng lãi của Chiết Giang, Phương Hiểu Hồng đối với Ngô gia của Hàng Châu cũng không lạ lẫm gì, thậm chí nàng còn biết Ngô Vũ Trạch khá rõ. Hết thảy, không phải vì Ngô gia ở Hàng Châu huy hoàng ở bên ngoài, mà bởi vì người sắp thành con dâu của Tô Thi Vận đã từng là người yêu của Ngô Vũ Trạch. Nhìn thấy Phương Hiểu Hồng khinh thường Ngô Vũ Trạch quá đáng, mọi người ngồi đây đều có chút cảm thấy khó chịu. Nghe thấy lời nói của Phương Hiểu Hồng. Lại nhìn bộ dáng cao cao tại thượng kia, Ngô Vũ Trạch tự giễu mình một cái rồi chuẩn bị đứng dậy. Vũ Trạch, ngồi đi.
Thấy Ngô Vũ Trạch sắp đứng dậy, Bùi Đông Lai mỉm cười vỗ vỗ lên vai Ngô Vũ Trạch, ý bảo Ngô Vũ Trạch không cần để ý. Bá! Nghe thấy lời của Bùi Đông Lai, cả Phó Dung và Cổ Bồi Nguyên đều đem ánh mắt hướng về phía hắn, chân mày của Phương Hiểu Hồng trong nháy mắt nhíu lại, tỏ vẻ tức giận. Phương Tổng, xin hỏi một câu. Nhận thấy sự tức giận của Phương Hiểu Hồng, Bùi Đông Lai không hề để ý chút nào, cười nhạt, hỏi. Xin hỏi, buổi tiệc hôm nay là do ngài chủ trì sao? Cậu có ý gì? Toàn trường, tất cả mọi người đều biết, buổi tiệc hôm nay là do Đông Hải, Chiết Giang, Giang Tô ba khu cùng cử hành, chủ ý lấy TP Đông Hải làm nơi tổ chức. Bùi Đông Lai hỏi như vậy khiến sắc mặt Phương Hiểu Hồng trở nên cực kỳ khó coi, giọng nói hoàn toàn lạnh xuống. Nếu như cô là người chủ trì, cô bảo huynh đệ của tôi đứng lên thì đó là việc phải làm. Bùi Đông Lai vừa nói vừa khẽ nheo mắt. Nếu như không phải cô chủ trì, vậy cô lấy tư cách gì bảo huynh đệ của ta đi chỗ khác? Cậu! Nghe thấy lời của Bùi Đông Lai nói, Phương Hiểu Hồng giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu, thân là tình nhân của Tào Nghiễm Giang, cộng thêm lá cờ đệ nhất cho vay nặng lãi ở Chiết Giang, đã khi nào hắn gặp vũ nhục như thế? Hừ! Thấy Phương Hiểu Hồng bị Bùi Đông Lai làm cho giận đến run người, nụ cười trên mặt Cổ Bồi Nguyên không sót lại chút nào, không nặng không nhẹ khẽ hừ một tiếng. Phương Tổng, cô qua chỗ khác ngồi cũng được mà. Mắt thấy sắc mặt Cổ Bồi Nguyên có chút khó coi, Tào Nghiễm Giang vội vàng hướng Phương Hiểu Hồng nói, hắn hiểu rất rõ Cổ Bồi Nguyên hôm nay đến đây là vì Bùi Đông Lai, Phương Hiểu Hồng gây hấn với Bùi Đông Lai, chẳng khác nào đập vào mặt Cổ Bồi Nguyên. Tôi biết rồi, Tào tỉnh trưởng. Phương Hiểu Hồng mạnh mẽ ngăn chặn cơn tức trong nội tâm, hướng về phía Tào Nghiễm Giang trả lời một câu, sau đó hướng ánh mắt lạnh lùng, quét qua mặt Bùi Đông Lai và Ngô Vũ Trạch. Mặc dù hận không thể lập tức đem Bùi Đông Lai và Ngô Vũ Trạch thiên đao vạn quả, nhưng Phương Hiểu Hồng cũng biết trước mắt không phải lúc tức giận, cho nên đành bấm bụng rời đi, tiến đến cái bàn ở phía Phương Trấn đang ngồi. Khi Phương Hiểu Hồng rời đi, bàn chỗ Bùi Đông Lai ngồi lập tức trở nên trầm mặc, Phó Dung âm thầm quan sát Cổ Bồi Nguyên. Mà Đông Phương Lãnh Vũ Tê thì bĩu môi, mặt tỏ vẻ khinh thường. Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi thì giống như đã phát hiện ra tân lục địa, sắc mặt tràn đầy vẻ tò mò nhìn Bùi Đông Lai. Cậu trao trẻ thanh niên gọi là Bùi Đông Lai thật cuồng. Đúng thế, dám chính diện đối đầu Phương Hiểu Hồng. Bằng vào sự bảo hộ của Liễu Nguyệt và Cổ Bồi Nguyên, tự nhiên là hắn có tư cách. Hắn quả thật có tư cách, nhưng mà Ngô gia thì có thể bị xong đời. Bàn của Bùi Đông Lai thì trầm mặc, những bàn khác thì lại thấp giọng nghị luận. Nghe thấy bên tai những lời nghị luận của các bàn khác, Ngô Vũ Trạch không nhịn được đưa mắt nhìn cha mình là Ngô Sinh một cái, thấy Ngô Sinh vẻ mặt xám như tro, khe khẽ thở dài. Bùi Đông Lai thấy thế, không có nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Ngô Vũ Trạch, nhưng trong lòng thì quyết định phải đem Phương gia nhổ tận gốc. Cảm nhận được lực lượng từ lòng bàn tay Bùi Đông Lai truyền đến, Ngô Vũ Trạch ngẩng đầu. Giống như mọi ngày, nở ra một nụ cười nhẹ. Cổ hiệu trưởng, người xem, tất cả mọi người đang đợi ngài nói vài lời đó. Phó Dung là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc, cố gắng để cho Cổ Bồi Nguyên phát biểu, sau đó thì đề nghị tụ hội bắt đầu. Cổ Bồi Nguyên ôn hòa nói. Bàn về cấp bậc, mọi người đều là quan cấp tỉnh, bộ, ta tôi đây chẳng qua chỉ là một lão đầu tử sắp vào quan tài. Bàn về thân phận, ông. Phó Dung mới đúng là người chủ trì tụ hội lần này, mà tôi còn thuộc diện không mời mà đến, vô luận là phương diện nào, cũng không đến phiên lão đầu tôi mở miệng nói chuyện. Ngạc nhiên nghe thấy lời của Cổ Bồi Nguyên, nụ cười của Phó Dung lập tức trở nên lúng túng, mà Tào Nghiễm Giang trong nháy mắt nhíu mày, hiển nhiên, hắn biết hành động vừa rồi của Phương Hiểu Hồng đã tương đương với gián tiếp đắc tội Cổ Bồi Nguyên. Điều này làm cho hắn hết sức buồn bực. Nếu Cổ hiệu trưởng nói vậy, tôi đây đành ra mặt dày nói một hai câu. Sau khi lúng túng qua đi, Phó Dung xác định được Cổ Bồi Nguyên chắc chắn sẽ không đứng dậy mở miệng, cũng không ôm hy vọng xa vời, mà thực hiện đúng theo kế hoạch, theo lời hắn nói mà tuyên bố tụ hội bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, thấy Cổ Bồi Nguyên trầm mặc không nói, Phó Dung bưng chén rượu, đứng lên nói hai câu đơn giản, sau đó tiếng vỗ tay rào rào vang lên, mọi người lập tức cùng nâng chén. Sau khi chén rượu thứ nhất vừa cạn, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Chẳng qua là dạ tiệc không có náo nhiệt như dự đoán. Mọi người chỉ ăn qua qua, còn tất cả sự chú ý vẫn dồn lên phía chiếc bàn Bùi Đông Lai đang ngồi. Mặc dù kẻ chủ trì buổi tiệc SM nay là Phó Dung đã nhiều lần mỉm cười mở lời.
nhưng không khí vẫn diễn ra hết sức trầm mặc. Ước chừng 10 phút sau, Bùi Đông Lai hướng về phía cổ Bồi Nguyên đang trầm mặc, nói. Lão hiệu trưởng, ngài cùng chư vị lãnh đạo chậm rãi thưởng thức, cháu cùng với Ngô Vũ Trạch ra ngoài hóng mát một chút. Tiểu cô, cháu cũng đi, nơi này thật là quá buồn bực. Nghe thấy lời của Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ không đợi cổ Bồi Nguyên đáp lời, liền đứng dậy hướng về phía Liễu Nguyệt Tiền trảm hậu tấu. Ta và các cậu cùng đi. Cổ Bồi Nguyên vừa nói, xong cũng lưu lại cho Phó Dong vài phần mặt mũi, quay lại nói với trợ lý Trương Thủy. Tiểu Trương, cậu giúp ta bồi tiếp các lãnh đạo. Vừa dứt lời, cô đợi Phó Dong kịp mở lời, cổ Bồi Nguyên lập tức đứng lên. Nhất thời, Phó Dong và một ít đại lão quan trường vẻ mặt trở nên khó coi, đồng thời còn có một cảm giác cụt hứng. Mà cổ Bồi Nguyên cũng cô để ý nhiều như vậy, trực tiếp mang theo Bùi Đông Lai, Ngô Vũ Trạch cùng Đông Phương Lãnh Vũ rời khỏi phòng ăn. Cùng lúc đó, Phương Hiểu Hồng đang kéo Phương Trấn đi về phía góc phòng rửa tay. Lão bất tử này thật là cậy già lên mặt. Nhìn Bùi Đông Lai cùng cổ Bồi Nguyên rời đi, Phương Hiểu Hồng hận đến nghiến răng. Còn có cả Bùi Đông Lai y và Ngô Vũ Trạch kia nữa, bọn hắn thực sự cho rằng có cổ Bồi Nguyên làm chỗ dựa thì không ai chọc được vào bọn hắn sao? Hiểu Hồng, lão già kia là cậy già lên mặt, đừng chấp nhặt, coi như cho Tào tỉnh trưởng chút mặt mũi. Phương Trấn vừa nói, đột nhiên đổi giọng, vẻ mặt lạnh lẽo nói. Còn con thỏ chết nhát Bùi Đông Lai kia, trước hết cứ để cho hắn đắc ý đi, đợi ta cùng Quý Hồng liên thủ thu thập Liễu Nguyệt, sau đó sẽ quay lại từ từ chơi hắn. Ca, cổ Bồi Nguyên lão già kia nghe nói là một người nhiều mưu trí, nếu hắn che chở cho Bùi Đông Lai kia, chỉ sợ có chút khó đối phó. Mặc dù cho Phương Hiểu Hồng hận không lập tức lột ra được Bùi Đông Lai, nhưng nàng vẫn hiểu rất rõ ràng, có cổ Bồi Nguyên che chở cho Bùi Đông Lai, người có thể động vào Bùi Đông Lai rất ít. Hiểu Hồng à, chính diện đấu quả thực rất khó đối phó, nhưng vẫn có ám đấu mà. Phương Trấn cười lạnh nói. Cái thế giới này tai vạ vẫn luôn khó tránh khỏi, vận khí kém thì có khi uống nước cũng có thể sặc chết. Ý của anh là, Phương Hiểu Hồng trong lòng cả kinh, mơ hồ đoán được cái gì. Khi Liễu Nguyệt xong đời, chính là lúc tiểu tử này nạp mạng. Phương Trấn sát ý nghiêm nghị, đúng là đối với Bùi Đông Lai đã động sát tâm. Phương Hiểu Hồng hiểu được Phương Trấn muốn dùng vài mánh khóe không thể lộ ra ánh sáng, không nhịn được nhắc nhở một câu. Anh, theo Thế Vinh nói, tiểu tử kia công phu không tệ, anh có phái người động thủ, nhất định phải chọn người đáng tin vào, không được để lộ chút phong thanh nào. Hiểu Hồng, những chuyện như thế này em không cần quan tâm, anh sẽ an bài thật tốt. Phương Trấn làm ra một bộ nắm được tất cả mọi chuyện trong tay. Phương Hiểu Hồng gật đầu, lại nhớ ra cái gì đó, nói. Không riêng gì con thỏ chết nhát Bùi Đông Lai kia, còn có phế vật Ngô gia kia nữa, theo em thấy, Ngô gia không cần thiết phải tồn tại ở Hàng Châu nữa. Lấy địa vị của em trong thương giới ở Chiết Giang, chỉnh lại Ngô gia không phải là chuyện trong nháy mắt sao? Phương Trấn buông một câu. Nghe được lời Phương Trấn nói, cơn tức giận trong lòng Phương Hiểu Hồng hơi tiêu tán một chút, sau đó không nhịn được, hỏi một câu. Đúng rồi anh và Quý Hồng ước định khi nào thì bắt đầu động thủ với Liễu Nguyệt. Đã bắt đầu động thủ. Phương Trấn cười âm lãnh. Hiểu Hồng, em xem, không đến 10 phút đồng hồ, Liễu Nguyệt con đàn bà kia tuyệt đối sẽ rời khỏi chỗ ngồi. Hả? Ngạc nhiên nghe được lời của Phương Trấn, Phương Hiểu Hồng sửng sốt, sau đó không nhịn được đưa mắt sang phía Liễu Nguyệt. Tại phương xa, Liễu Nguyệt lấy từ túi đeo trên vai ra một chiếc điện thoại. Sau khi đọc nội dung tin nhắn xong, chân mày trong nháy mắt, đôi chân mày lại nhíu lại với nhau. Trầm ngâm trong chốc lát, Liễu Nguyệt trực tiếp đứng lên. Các vị lãnh đạo, xin lỗi, tôi phải gọi một cuộc điện thoại. Dứt lời, Liễu Nguyệt không đợi Phó Dong đáp lại, lập tức dẫn Đông Phương Uyển Nhi rời đi, vẻ mặt ngưng trọng không nói gì, nhịp bước có vẻ hơi lo lắng. Uyển Nhi, cháu ở nơi này đợi cô đi gọi điện thoại. Ra khỏi phòng ăn. Liễu Nguyệt điều chỉnh lại sắc mặt một phen rồi mỉm cười nói với Đông Phương Uyển Nhi. Cháu biết rồi cô. Dường như nhận ra Liễu Nguyệt có cuộc điện thoại hết sức quan trọng, Đông Phương Uyển Nhi biết điều gật gật đầu, đi vào trong phòng tiếp khách. Thấy Đông Phương Uyển Nhi đi vào trong phòng tiếp khách, Liễu Nguyệt trực tiếp bấm một số điện thoại, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Liễu tiểu thư, vừa mới nhận được tin tức. Món hàng từ Mỹ của chúng ta bị bọn hải tặc đoạt được trên vùng biển quốc tế.
Bên đầu bên kia, thủ lĩnh của huyết sát trả lời. Cậu lập tức dẫn người hành động, bằng mọi giá phải đem hàng đoạt lại. Liễu Nguyệt lạnh lùng hạ lệnh, giọng nói không thể nghi ngờ. Điệu hổ ly sơn, gió lớn, lên. Ban đêm, bầu trời không một ánh sao. Ánh trăng chiếu vào sân trường của Đại học Đông Hải làm cho nơi này có phần u tĩnh. KTX nữ sinh, trong phòng ngủ của Hạ Y Na. Lúc này, Dương Tĩnh vẫn như trước vẫn ngồi ở trên bàn đọc sách để đọc các loại sách về kinh tế, Quách Lệ Na thì đọc một quyển tạp chí, Tăng Khả Tâm thì lại xem phim truyền hình, lúc xem thì lại khóc thút thít mà Hạ Y Na lại nằm trên giường không có việc gì. Khả Tâm, Lê Na, Dương Tĩnh, nếu không thì chúng ta ra ngoài chơi đi. Đột nhiên, Hạ Y Na mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng. Nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì Dương Tĩnh cười cười, không lên tiếng. Mà một bên Tăng Khả Tâm lại lau nước mắt, hướng Hạ Y Na hỏi. Đi chỗ nào chơi? Lệ Na, ta nhớ được Ngô Vũ Trạch là người Hàng Châu ha. Hạ Y Na nói. Nếu không thì cậu hãy nói với Ngô Vũ Trạch đi, nói rằng tháng 11 này chúng ta sẽ đi Hàng Châu chơi một chuyện. Hạ tỷ, có phải là kêu Vũ Trạch xách theo Bùi Đông Lai đi luôn không? Quách Lệ Na cười hỏi. Chán ghét. Lời nói của Quách Lệ Na làm mặt của Hạ Y Na đỏ lên, nàng cầm đối quăng vào Quách Lệ Na một cái giỏi nói. Chúng ta đi chơi, gọi hắn làm gì? Tuy là nói như vậy nhưng mà Hạ Y Na cũng có chút chột dạ. Từ sau khi mẹ của mình Tống Hân bày ra chủ ý kia thì mấy ngày hôm nay, Hạ Y Na vẫn một mực không thấy Bùi Đông Lai chạy tới nói chuyện với mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là quyết định chủ động phóng ra. Sở dĩ nàng đề nghị tháng 11 đi chơi chính là muốn thông qua Quách Lệ Na và Tăng Khả Tâm để lôi kéo đám người Ngô Vũ Trạch cùng đi. Ở nàng xem ra, chỉ cần Ngô Vũ Trạch và TPP cùng đi thì chắn chắn đến lúc đó hơn phân nữa Bùi Đông Lai sẽ đi, như vậy thì nàng sẽ có cơ hội để tiếp xúc với Bùi Đông Lai. Hạ tỷ, tỷ xác định là không gọi Bùi Đông Lai đúng không? Quách Lệ Na cười hỉ hỉ, hỏi. Lệ Na, sắc mặt của Hạ Y Na lại càng thêm đỏ. Sau đó lại nói. Đương nhiên là phải gọi hắn. Khanh khách. Nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì ba người liền cười rộ lên. Khuôn mặt Hạ Y Na đỏ giống như là muốn nhỏ ra nước, nhưng trong lòng lại âm thầm nảy sinh ác độc. Bùi Đông Lai, em không tin là không theo đuổi được anh, nếu không em sẽ không mang họ Hạ. Lúc này, trên biển, Trần Ni Hào hướng Đông Hải mà chạy vào. Trong phòng ăn, yến hội vẫn còn tiếp tục. Những khách nhân lợi dụng lúc này để bàn bạc sinh ý với nhau, không ngừng khuếch trương nguồn nhân mạch của mình. Cùng lúc đó, Cổ Bồi Nguyên để cho Ngô Vũ Trạch và Đông Phương Lãnh Vũ hai người đi tới quán bar của du thuyền, còn hắn lại mang theo Bùi Đông Lai đến một gian phòng u tĩnh. Lão hiệu trưởng, cảm ơn ngài. Tuy rằng không biết Cổ Bồi Nguyên sẽ cùng mình nói chuyện gì, nhưng mà sau khi vào phòng thì Bùi Đông Lai liền nói tiếng cảm ơn đối với Cổ Bồi Nguyên. Đông Lai, nào, ngồi xuống. Cổ Bồi Nguyên thở dài, phất tay ý bảo Bùi Đông Lai ngồi ở bên cạnh hắn. Bùi Đông Lai gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh Cổ Bồi Nguyên, tư thế ngồi thực đoan chính. Đông Lai, ta nhìn ra được, Liễu Nguyệt mang theo cậu tới tham gia buổi tụ họp này mục đích là muốn cấp cho cậu một nền tảng, cho cậu kết bạn với những đại nhân vật ở khu tam giác trường giang này. Thấy Bùi Đông Lai ngồi xuống, Cổ Bồi Nguyên trầm mặc một lát rồi nói. Mà hôm nay, ta phá lệ đến đây. Mục đích chính là muốn cùng cậu tâm sự, nói chính xác ra là ta muốn cậu nói ra suy nghĩ của mình. Ta nói rồi, cậu chính là một viên ngọc tốt, cần được gọt rũa thích hợp, tương lai sẽ trở thành châu báu. Đây cũng là nguyên nhân mà vào lúc tuổi già ta nhận cậu làm đệ tử. Đồng dạng, ta cũng nhìn ra được so với người một lòng một dạ nghiên cứu học thuật mà nói thì cậu là càng ưa thích phồn hoa bên ngoài. Ta muốn biết, quyết định của cậu là cái gì? Nói xong. Cổ Bồi Nguyên vẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn Bùi Đông Lai, đợi Bùi Đông Lai mở miệng, trong ánh mắt có chờ mong cũng có lo lắng. Đối mặt với vấn đề bất thình lình của Cổ Bồi Nguyên thì Bùi Đông Lai cũng không có trả lời ngay mà hắn đang tìm lý do thoái thác. Thấy Bùi Đông Lai không có trả lời ngay thì Cổ Bồi Nguyên liền rời ánh mắt sang chỗ khác, bưng lên một ly trà, kiên nhẫn chờ đợi. Cổ hiệu trưởng, thật sự là cháu vô cùng cảm ơn sự trợ giúp của ngài. Sau khi trầm mặc một lúc khá lâu thì vẻ mặt Bùi Đông Lai tôn kính nhìn Cổ Bồi Nguyên, sắc mặt phức tạp nói. Cháu biết, đời này ngài chỉ thu hai người đệ tử, bọn họ đều là người có tiếng ở thương trường cũng như quan trường,
mà vào lúc tuổi già, ngài tính toán muốn thu cháu làm đệ tử. Chính là ngài muốn cho cháu kế thừa y bát của ngài. Ừ. Cổ Bồi Nguyên đặt chén trà xuống, nhẹ gật đầu. Lúc trước, ta cố gắng để hai người bọn hắn kế thừa y bát của ta nhưng mà đều không có kết quả, xem như đây là một việc mà ta tiếc nuối trong đời này. Cổ hiệu trưởng, thật sự hết sức xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân, cháu chỉ sợ không thể làm được yêu cầu kia của ngài. Mặc dù trong lòng Bùi Đông Lai có vài phần không đành lòng để Cổ Bồi Nguyên một người gần 70 tuổi phải thất vọng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nói thật. Hai, mặc dù Cổ Bồi Nguyên đã nhìn ra Bùi Đông Lai không muốn dành sức lực vào việc nghiên cứu học thuật, nhưng lúc này nghe được chính miệng BDM nói ra thì trong lòng hắn khó tránh có chút thất vọng, rất thất vọng, hắn thở dài, cười khổ nói. Rốt cuộc là thời đại bất đồng, tại thời đại xã hội mạnh mẽ này đối mặt với quyền lực, tiền tài thì muốn một người chú tâm vào nghiên cứu học thuật thì đó chẳng khác nào là một việc khó hơn lên trời. Lão hiệu trưởng, Bùi Đông Lai cố gắng nói cái gì đó, nhưng khi hắn hô lên ba chữ lão hiệu trưởng thì hắn lại không biết nói thêm cái gì. Đông Lai, Cổ Bồi Nguyên cắt đứt lời nói của Bùi Đông Lai, giận dữ nói. Mọi người đều có chí riêng, nếu cậu đã có ý nghĩ như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng cậu. Thiên tư của cậu xuất chúng, lại có nghị lực, muốn có thành quả trong khu vực cũng không khó. Sau này, bất luận cậu đi vào quan trường hay vào thương thường, ta đều hy vọng cậu có thể bớt chút ít thời gian để nghiên cứu học thuật. Ta tin tưởng rằng những thứ này sẽ có vai trò rất quan trọng sau này đối với cậu. Cảm ơn lão hiệu trưởng nhắc nhở, cháu sẽ. Bùi Đông Lai nặng nề gật đầu. Đông Lai, coi như đêm nay ta cậy già lên mặt, giúp đỡ cho cậu một lần, sau này ta sẽ không làm như vậy nữa. Cổ Bồi Nguyên cười khổ nói. Bởi vì, tạm thời không đề cập tới ta có hay không có năng lực kia, mà bản thân ta lại không thích lục đục với những kiểu người trong quan trường. Cũng không thích những kẻ hám lợi trong thương giới. Không trả lời, Bùi Đông Lai trực tiếp đứng lên, cúi người vái tạ Cổ Bồi Nguyên thật sâu. Sau này khi nào cậu có thời gian muốn nghiên cứu học thuật thì hãy tới tìm ta sẽ cung cấp cho cậu một ít đề tài. Cổ Bồi Nguyên nói xong, phất phất tay nói. Bằng hữu của cậu đang chờ cậu đi qua đi. Lão hiệu trưởng, kỳ thật thì Văn Cảnh là người thích hợp nhất. Bùi Đông Lai không có lập tức rời đi. Mà là nhắc nhở một câu. Cổ Bồi Nguyên ngẩn ra, theo sau cười phất phất tay. Đi đi. Bùi Đông Lai không nói lời vô ích, xoay người lui ra khỏi phòng, Cổ Bồi Nguyên tựa vào trên ghế ngồi, nhìn trần nhà, suy nghĩ xuất thần. Mấy phút sau, khi Bùi Đông Lai đến quán ba thì trên bàn của Ngô Vũ Trạch và Đông Phương Lãnh Vũ đã đầy những chai rượu. Đông Lai ca, mau khuyên nhủ Ngô ca, hắn không biết làm sao vậy, vừa vào cửa đã liền uống rượu. Những lời ta khuyên thì căn bản hắn không nghe. Thấy Bùi Đông Lai đi tới, vẻ mặt Đông Phương Lãnh Vũ lo lắng nói. Ta sợ nếu ca ấy uống tiếp thì sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Vũ, người trước tiên đi tìm tiểu cô, ta cùng Vũ Trạch trò chuyện. Thấy Ngô Vũ Trạch uống rượu như uống nước thì Bùi Đông Lai khẽ nhíu mày nói. Được. Đông Phương Lãnh Vũ trần chờ một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi. Thấy Đông Phương Lãnh Vũ rời đi, Bùi Đông Lai ngồi xuống, không nói gì, mà là mở ra một bình rượu, rót một ngụm lớn. Sau đó, hắn cầm lấy gói thuốc lá có giá 45 đồng trên bàn lên, rút ra một điếu, châm lên rồi đưa đến trước mặt Ngô Vũ Trạch. Vẻ mặt Ngô Vũ Trạch ngà say tiếp lấy, mảy may không thèm để ý mà là hít sâu một hơi, kết quả là bởi vì hút quá mạnh cho nên liền ho khan. Bùi Đông Lai thấy thế. Tiến lên vỗ nhẹ nhẹ lên phía sau lưng của Ngô Vũ Trạch. Vỗ, Ngô Vũ Trạch ngưng ho khan, dưới ánh đèn đôi mắt của hắn có chút hồng, hắn run rẩy đem điếu thuốc trên miệng vứt đi, nhìn Bùi Đông Lai nói. Đông Lai, chú có người yêu chưa? Có. Bùi Đông Lai gật gật đầu, sau đó từ trong túi rút ra một chiếc Nokia cũ đưa cho Ngô Vũ Trạch. Đây là ảnh chụp của nàng. Ta kháo, chú đừng có gạt ca. Trên đời này làm gì có người nào đẹp như tiên. Ngay cả khi say nhưng khi nhìn vào tấm ảnh chụp của Tần Đông Tuyết thì Ngô Vũ Trạch vẫn giật mình. Ca lừa chú làm gì? Bùi Đông Lai cười nói. Đây là người học chung lớp với ca ở trung học, hiện giờ đang học ở Đại học Thanh Hoa. Đại học Thanh Hoa. Nghe được bốn chữ này, Ngô Vũ Trạch ngẩn ra, bàn tay run lên, thiếu chút nữa là làm rớt chiếc điện thoại xuống đất. Vậy vì cái gì mà chú không vào Đại học Thanh Hoa học?
Ngắn ngủi trầm mặc đi qua, Ngô Vũ Trạch đưa điện thoại di động trả lại cho Bùi Đông Lai, hút một hơi thuốc rồi hỏi. Bùi Đông Lai không trả lời, ngay, mà là châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng hút một hơi rồi thở ra một ngụm khói, ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa sổ, thản nhiên nói. Ba của ca sợ ta đi Yến Kinh sẽ bị người khác xem thường, sợ ca không chịu nổi đả kích, cho nên để cho ca tới Đông Hải. Nhà nàng rất có quyền, rất có thế sao? Ngô Vũ Trạch tỉnh ngộ. Bùi Đông Lai cười hỏi lại. Chỉ một câu của nàng mà làm cho sắc mặt của một nữ nhân có quyền cả Đông Bắc phải trắng bệch, chú nói có quyền không? Ách! Ngô Vũ Trạch kinh ngạc được há to miệng, sau đó trầm mặc sau một lúc lâu, sắc mặt phức tạp hỏi. Vậy chú định làm như thế nào? 4 năm sau, đi nhà nàng. Bùi Đông Lai chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng ngữ khí vô cùng kiên quyết. Ngô Vũ Trạch trầm mặc không nói. Còn chú thì sao? Bùi Đông Lai hỏi. Có. Trước tiên Ngô Vũ Trạch uống một ngụm rượu, sau đó cười cười. Nhưng mà, nàng chuẩn bị đính hôn cùng người ta. Vì sao lại không bắt nàng lại? Bùi Đông Lai nhíu mày hỏi. Bắt lại ư? Ngô Vũ Trạch nghe xong, nở nụ cười, cười đến đỏ tròng mắt. Biết không, Đông Lai, gia đình của nàng chẳng những tốt hơn ca, hơn nữa phẩm chất lại vô cùng tốt, nàng học giỏi, thứ gì cũng tốt, những thứ đó đều là bản thân nàng cố gắng phấn đấu. Mà ca sinh ra đã đắm mình trong trụy lạc, ca cùng nàng căn bản là hai người của hai thế giới khác nhau. Bùi Đông Lai phun ra một ngụm khói, không có hé răng. Ca đã nghĩ qua, nếu ca cố gắng phấn đấu, có thể sẽ xứng với nàng sao? Ngô Vũ Trạch nhả ra một ngụm khói, cười tự giễu, nói. Chú có biết vị hôn phu tương lai của nàng là ai không? Giờ khắc này, hắn như là đang hỏi Bùi Đông Lai, hoặc như là đang hỏi chính hắn. Bùi Đông Lai lắc đầu. Phương Thế Kiệt, chính là nhi tử của người đàn bà lúc nãy. Ngô Vũ Trạch hung hăng hít lấy thuốc lá, giống như muốn dùng ni cổ đinh mê hoặc bản thân. Người đàn bà kia gọi là Phương Hiểu Hồng là muội muội của Phương Trấn ở Chiết Giang, tuy rằng ở Chiết Giang thì Phương gia chưa thể nói là lấy thung úp voi nhưng vẫn là một gia tộc có tiếng. Ngô Vũ Trạch nói tới đây, tốc độ hút thuốc của hắn cũng nhanh hơn. Mẫu thân của nàng sợ ca sẽ phá hư hôn sự của Phương Thế Kiệt cho nên cảnh cáo ta cách xa nàng một chút. Vũ Trạch, nếu cô bé kia là một người tốt, bởi vì gia đình áp bách thì ta nên khuyên chú nên đuổi theo nàng ấy. Nếu nàng ấy là kiểu người nịnh hót thì như vậy nàng ta không phải là người đáng để chú yêu thương. Ca hy vọng chú có thể giống một người đàn ông, đừng bao giờ để cho nàng ta xem thường chú. Nàng là một cô gái tốt. Ngô Vũ Trạch trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi mở miệng. Nói xong thì Ngô Vũ Trạch liền ngã sấp ở trên bàn, không nhúc nhích. Hàng Châu. Bùi Đông Lai nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Hành trình mênh mông. Thiếu niên đi ra từ trong núi, muốn đặt trận chiến đầu tiên ở Hàng Châu. Vẻ đẹp ở Hàng Châu là đẹp ở Tây Hồ. Tây Hồ cũng được xưng là Võ Lâm Thủy, Hồ Tiền Đường, Hồ Tây Tử, Tống Đại Thủy xưng Tây Hồ, nằm ở thành Tây Hàng Châu, ba mặt giáp núi. Mặt đông giáp với nội thành, là một danh thắng cấp quốc gia. Lúc chạng vạng, ánh mắt trời chiều dần ngã về phía tây, mặt hồ Tây Hồ có nhiều điểm kim quang. Dưới trời chiều, có vài du khách đứng ở trên cầu đưa lưng về tháp Lôi Phong chụp ảnh, còn đa phần du khách là sau khi đi du ngoạn xong là đi ra. Đông Lai, chúng ta tới phụ cận ăn một chút gì rồi đi quán ba BBS, thế nào? Ra khỏi cổng Tây Hồ thì Ngô Vũ Trạch liền hỏi. 3 ngày trước. Hạ Y Na để Quách Lệ Na tìm Ngô Vũ Trạch đề ngày quốc khánh đến Hàng Châu chơi, Ngô Vũ Trạch liền đa ứng, hơn nữa dựa theo đề nghị của Hạ Y Na là mời cả những người trong phòng 108 cùng đi. Đối với Ngô Vũ Trạch kêu gọi, Bùi Đông Lai chẳng những cự tuyệt tham gia nhưng mà lại đề nghị đám người Ngô Vũ Trạch không cần đi tới Hàng Châu trước, mà là đi một địa phương khác. Bởi vì, hắn đã quyết định ngày 11 động thủ với Phương gia. Nhưng mà... Hạ Y Na lại đề nghị ngày 11 đến Hàng Châu, mục đích là muốn thân cận với Bùi Đông Lai. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai không thể nào nói chân tướng cho mọi người biết, lại không muốn mọi người mất hứng, cuối cùng là hắn đi với đám người Ngô Vũ Trạch đến Hàng Châu, đồng thời quyết định du ngoạn ở đây, tìm cơ hội động thủ với Phương gia. Ăn cái gì cho no một chút rồi chúng ta đi về nghỉ ngơi, vòng vo một ngày tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi. Đối mặt đề nghị của Ngô Vũ Trạch, Bùi Đông Lai lắc đầu cự tuyệt. Hắn biết rõ,
Ngô Vũ Trạch không phải người nhỏ mọn, đề nghị đi quán ba nhất định là quán ba đẳng cấp ở Hàng Châu, việc đó chắc chắn là sẽ không thoát khỏi liên quan đến Phương gia. Hắn đã quyết định đêm nay khi đám người Ngô Vũ Trạch ngủ hết thì hắn sẽ thực hiện hành động trảm thủ. Bùi Đông Lai, cậu rất không có suy nghĩ. Mắt thấy Bùi Đông Lai cự tuyệt, không đợi Ngô Vũ Trạch mở miệng, Hạ Y Na liền tức giận nói. Đến Hàng Châu thì cậu liền cự tuyệt, hiện giờ đi quán ba cậu cũng tự tuyệt, không cần phải làm mất hứng như vậy có được không? Đông Lai, mọi người khó khăn lắm mới đi ra chơi một lần, chú cứ làm mất hứng. Ngô Vũ Trạch cười khổ nói. Huống chi ở Hàng Châu này thì ca là chủ nhà, nếu không chiêu đãi tốt thì trong lòng của ca cũng không yên tâm a. Bùi Đông Lai, Hạ Tỷ là muốn cùng cậu ở chung một chỗ cho nên mới đề nghị đi đến Hàng Châu, làm sao cậu lại không cho Tỷ ấy một cơ hội. Quách Lệ Na liền ghép đôi Hạ Y Na và Bùi Đông Lai. Bá! Nghe được lời nói của Quách Lệ Na thì Hạ Y Na vốn là cả kinh, theo sau vừa thẹn vừa giận nói. Quên đi, hắn không đi, tự chúng ta đi. Nói xong, Hạ Y Na liền cố ý xoay đầu sang một bên, tránh xấu hổ. Cho tới nay, Bùi Đông Lai có thể rõ ràng nhận thấy được thái độ của Hạ Y Na đối với mình không giống như đối với những nam sinh khác. Lúc này nghe được Quách Lệ Na nói như thế thấy Hạ Y Na lại không giải thích thì Bùi Đông Lai liền có chút ngạc nhiên. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức mở miệng nói, mà là hướng Hạ Y Na nói. Hạ Y Na, ba của cậu hoặc là ông ngoại của cậu có người quen ở đây không? Là sao? Hạ Y Na quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc, mà đám người Ngô Vũ Trạch cũng không hiểu. Tớ cùng với Vũ Trạch đều đã đắc tội với lão đại SSD ở Hàng Châu là Phương Trấn, mà Vũ Trạch đề nghị đến quán ba thì sẽ khó tránh có quan hệ với Phương Trấn, một khi phát sinh chuyện thì xử lý không tốt. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đem lo lắng trong lòng nói a. Hạ Y Na cũng không biết chuyện tình Bùi Đông Lai làm bị thương Phương Thế Vinh, cũng không biết bạn gái của Ngô Vũ Trạch là Tô Thi Vận đính hôn với Phương Thế Kiệt, lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy, lại thấy nụ cười trên khuôn mặt của Ngô Vũ Trạch cứng đờ. Biết được Bùi Đông Lai nói sự thật cho nên nàng vỗ ngực, cam đoan, nói. Tư lệnh viên của quân khu Chiết Giang cùng với ông ngoại tớ là chiến hữu. Coi như cho dù Phương Trấn có 10 lá gan thì hắn cũng không dám đụng đến một đầu ngón tay của bọn ta. Bùi Đông Lai tuy rằng sớm nhận thấy được có người âm thầm bảo hộ Hạ Y Na, nhưng mà người nọ thực lực cũng không mạnh gì, một khi Phương Trấn quyết tâm muốn động thủ thì căn bản không có bao nhiêu người bảo hộ nổi. Thậm chí, cho dù là hắn không có biện pháp gì bảo vệ nhiều người như vậy cho nên trong lòng hắn cũng có chút ít bận tâm. Hiện giờ biết được nhân vật số 1 của quân khu Chiết Giang là chiến hữu của ông ngoại Hạ Y Na thì hắn lập tức yên lòng, cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta hãy đi đi. Cậu sớm nói đắc tội với Phương Trấn, vậy thì tớ liền cho người gõ chuông cảnh tỉnh hắn. Hạ Y Na trách cứ nhìn liếc mắt Bùi Đông Lai một cái, sau đó nói. Vũ Trạch, nếu Phương Trấn dám tìm đến cậu gây phiền phức thì cậu hãy nói cho tớ biết. Ngô Vũ Trạch chua xót cười, vẫn chưa mở miệng. Hắn chỉ biết là mấy ngày nữa Tô Thi Vận sẽ đính hôn với Phương Thế Kiệt, cũng không biết PSS có khai đao với Ngô gia hay không, dưới tình hình như vậy thì hắn không dám mở miệng thỉnh cầu Hạ Y Na hỗ trợ, dù sao hắn cũng biết rõ, cho dù Hạ Y Na nguyện ý giúp hắn thì ngăn được đám hỏi thì sao, cũng không có cách nào để Tô Thi Vận trở lại bên cạnh hắn. Giống như suy đoán của Bùi Đông Lai, quán bar BBS là sở hữu của Phương gia, nó nằm ở nơi phồn hoa nhất trong nội thành. Lúc màn đêm buông xuống, Ngô Vũ Trạch lái chiếc Cayenne chở Bùi Đông Lai, Trang Bích Phàm cùng CVC còn Hạ Y Na thì lái chiếc đỏ Land Rover màu đỏ chở Quách Lệ Na, Tăng Khả Tâm, Dương Tĩnh ba người. Sau khi xe đến trước cửa quán rượu thì phóng mắt nhìn ra thì đâu đâu cũng là xe, trong đó phần lớn là những xe có rèm che đắt tiền, thậm chí còn có mấy chiếc xe hơi thể thao. Xuống xe, tiểu thư đứng trước cửa liền cúi đầu mỉm cười, đoàn người Bùi Đông Lai liền đi vào quán bar. Tiến vào quán bar, tiếng nhạc vang lên dồn dập, một gã phục vụ nhiệt tình dẫn đám người Bùi Đông Lai đến một cái bàn, cùng lúc đó đa số nam nhân trong quán bar đều đem ánh mắt nhìn về Hạ Y Na. Đây không phải là Ngô Vũ Trạch sao? Là hắn, ta nghe nói bạn gái của hắn là Tô Thi Vận đã đính hôn với Phương Thế Kiệt, lễ đính hôn sẽ diễn ra vào ngày 11, hôm nay hắn đến đây không phải là tự tìm nhục nhã vào bản thân sao? Thế thì cũng chưa chắc. Ngươi không thấy mấy vị em bên cạnh hắn có chất lượng rất cao sao? Nếu thật là như vậy thì hắn rất nghiêu rồi. Không riêng như thế à,
ta còn nghe nói trong lúc tụ họp ở Đông Hải thì hắn đã đắc tội với Phương gia, ta xem hắn tới nơi đây là muốn đùa với lửa rồi. Chấm. Ngay khi đại bộ phận nam nhân đem ánh mắt ném về hướng Hạ Y Na thì cũng có không ít tên công tử ăn chơi trác táng phát hiện được Ngô Vũ Trạch, lập tức âm thầm nghị luận. Bởi vì tiếng nhạc trong quán không nhỏ, trừ Bùi Đông Lai thì đám người Ngô Vũ Trạch cũng không nghe thấy được. Dưới sự chỉ dẫn của tên phục vụ thì đám người Bùi Đông Lai đi đến một cái bàn, mọi người phân biệt ra ngồi trên ba ghế xa lần. Không biết là cố ý hay vô ý mà Hạ Y Na ngồi bên cạnh Bùi Đông Lai. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không có để ý, mà là âm thầm nhìn Ngô Vũ Trạch liếc mắt một cái. Lúc trước hắn đã nghe mấy tên kia nghị luận, trực giác nói cho hắn biết hôm nay Ngô Vũ Trạch đưa mọi người đến quán ba này, trừ bỏ việc chiêu đãi mọi người ra sợ là hắn còn mang theo một ý nghĩ khác. Làm như đã nhận ra ánh mắt của Bùi Đông Lai, Ngô Vũ Trạch ảm đạm cười, không có giải thích. Ngô Vũ Trạch liền hướng tên phục vụ kêu đồ ăn và thức uống. Mắt thấy Ngô Vũ Trạch không có chủ động giải thích, Bùi Đông Lai cũng không có hỏi nhiều. Để ăn mừng việc đến Hàng Châu chơi thì chúng ta hãy cạn ly nào. Sau khi rượu, bia được mang ra thì Hạ Y Na là người thứ nhất bưng chén lên, đề nghị cạn ly. Phanh! Trong quán bar, dưới sự chú ý của không ít người thì đám người Bùi Đông Lai liền cạn ly. Sau khi uống xong một chén thì mọi người ngồi xuống. Có lẽ là do ở lúc nãy Quách Lệ Na nói chuyện ghép đôi giữa Hạ Y Na và Bùi Đông Lai cho nên thủy chung Hạ Y Na vẫn không có dũng khí bắt chuyện với Bùi Đông Lai, chỉ có chủ nhà Ngô Vũ Trạch là vẻ mặt tiêu sái tươi cười, theo thứ tự cùng mọi người chạm cốc. Thời gian trôi đi, khách trong quán bar càng ngày càng nhiều hơn, âm nhạc cũng được mở to hơn, không khí càng ngày càng nóng liệt. Không biết qua bao lâu, coi như lúc Hạ Y Na xung phong càn quét hết rượu thì ánh mắt của Bùi Đông Lai liền phát hiện được Ngô Vũ Trạch đang nhìn ra ngoài cửa. Không riêng gì một mình Ngô Vũ Trạch mà dường như là toàn bộ khách nhân trong quán bar đều ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Dưới sự chăm chú của mọi người thì có vài người bước vào quán bar, trong đó có một nam nhân có khí độ bất phàm, một nữ nhân có dáng người cao gầy, tư sắc không tầm thường. Hơn nữa để người khác chú ý chính là đi tuốt ở đàng trước là một đôi nam nữ. Nam dáng người thon dài, thân cao gần 1m8, diện mạo tuấn mỹ không nói, lúc tươi cười thì vô cùng mê người, mà cô gái bên cạnh thì trên người mặc một bộ đầm màu xanh nhạt, tóc được uốn lên, dưới chân không mang giày cao gót mà là đi một đôi giày màu đen, có vẻ vô cùng thanh thuần. So với những nữ tử trong quán bar này thì vô cùng trái ngược nhau. Ánh mắt của Ngô Vũ Trạch dừng lại trên người cô gái, vẫn không nhúc nhích. Từ tư liệu thì Bùi Đông Lai đã thấy qua ảnh chụp của Phương Thế Kiệt. Liếc mắt một cái thì biết nam tử đó chính là Phương Thế Kiệt, đồng thời thông qua ánh mắt phức tạp của Ngô Vũ Trạch thì đoán được cô bé ấy là Tô Thi Vận. Có lẽ là Hạ Y Na thật sự rất chói mắt, thế cho nên lúc đi vào quán bar, hai người Phương Thế Kiệt và Tô Thi Vận đang nói chuyện thì đều nhìn thoáng qua chỗ bàn của Bùi Đông Lai. Trong phút chốc, ánh mắt gặp nhau. Ánh mắt của Phương Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào Hạ Y Na, sau đó hắn phát hiện Ngô Vũ Trạch ở bên cạnh. Mà cô bé mặc bộ đầm màu xanh nhạt cũng dường như là cảm ứng được ánh mắt của Ngô Vũ Trạch, đầu tiên nàng liền thấy Ngô Vũ Trạch. Dưới ánh đèn nhìn thấy bàn tay của Quách Lệ Na thân mật đặt trên đùi của Ngô Vũ Trạch thì đồng tử của Tô Thi Vận liền phóng đại. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của nàng thì người mà đã từng yêu nàng, thiếu niên Ngô gia nở ra một nụ cười đối với nàng, trong nụ cười có vẻ chua xót, nhưng phần lớn là chúc phúc. Tô Thi Vận, đối với cô ta đã hết hy vọng, chúc cô hạnh phúc. Sau khi cười thì trong lòng Ngô Vũ Trạch thầm nghĩ một câu, sau đó nhịn đau, quay lại ôm vòng eo của Quách Lệ Na, rồi hôn lên khuôn mặt của Quách Lệ Na. Tô Thi Vận giống như là bị sét đánh, vẻ mặt trắng bệch đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Sau đó, nàng không kìm lòng được mà bước tới bàn của Bùi Đông Lai. Thấy được điểm này thì trong nháy mắt, vẻ mặt của Phương Thế Kiệt liền trở nên lạnh. Dưới ánh đèn, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sắc mặt của Tô Thi Vận trở nên trắng bệch đi tới chỗ cái bàn của Bùi Đông Lai và Ngô Vũ Trạch, Phương Thế Kiệt âm trầm đi ở phía sau, mà Ngô Vũ Trạch đối với tất cả chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn hôn Quách Lệ Na. Lúc trước Quách Lệ Na đã nhận ra ánh mắt Ngô Vũ Trạch nhìn về phía Tô Thi Vận mang theo tình ý giạt rào, bằng vào trực giác của nữ nhân, nàng phán đoán được Ngô Vũ Trạch và Tô Thi Vận có quan hệ. Lúc này, nàng không hiểu ra sao cả, bị Ngô Vũ Trạch hôn. Còn chứng kiến Tô Thi Vân đang đi tới chỗ Ngô Vũ Trạch, nhất thời nàng sững sờ trên ghế salon, đối với hết thảy mọi chuyện, nàng không thể lý giải được một chút.
Không riêng gì Quách Lệ Na, ngoại trừ Bùi Đông Lai biết được hết thảy tin tức, đám người Trang Bích Phàm và Hạ Y Na cũng vô pháp lý giải. Làm sao vậy, uống rượu à? Mắt thấy mọi người đều chăm chú nhìn về phía mình, Ngô Vũ Trạch cố gắng che giấu cảm xúc dao động trong nội tâm, một bộ tiêu sái như cũ cười cười. Không trả lời, trừ Bùi Đông Lai ra, cả đám người Hạ Y Na đều đem ánh mắt hướng về chỗ Tô Thi Vận đang đi đến phía sau Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch thấy thế, ngạc nhiên quay đầu lại. Đã lâu không gặp, Tô Thi Vận dừng bước lại, còn cách Ngô Vũ Trạch khoảng 1 mét, nhìn khuôn mặt Ngô Vũ Trạch đã khắc sâu trong nội tâm nàng, mỉm cười, cười đến có chút khiến cho người ta thương cảm. Đã lâu không gặp, bên tai vang lên tiếng nói mang theo vài phần thương cảm, vài phần thân tình, vài phần giả tạo kiên cường của Tô Thi Vận, Ngô Vũ Trạch như là bị xé toang bộ dáng giả tạo thông thường, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn khuôn mặt quen thuộc mà cả đời này hắn cũng không thể quên được, chua xót cười. Đã lâu không gặp, anh có khỏe không? Tô Thi Vận nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cũng không kìm lại đánh giá Quách Lệ Na. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của Tô Thi Vận, Quách Lệ Na giữ im lặng cầm bàn tay phải lạnh như băng của Ngô Vũ Trạch, ôm bả vai của hắn. Vẫn bình thường. Nhận thấy trong tay Quách Lệ Na truyền đến hơi ấm, cả người Ngô Vũ Trạch lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, đứng lên, bưng 2 ly rượu, 1 ly đưa tới trước Tô Thi Vận, lộ ra chiêu bài tiêu sái cười cười. Nghe nói cô sắp đính hôn, chúc mừng cô. Chứng kiến bộ dáng thân mật của Quách Lệ Na và Ngô Vũ Trạch, bên tai vang lên tiếng chúc phúc của Ngô Vũ Trạch, thân thể Tô Thi Vận run rẩy, trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó gượng cười, tiếp nhận chén rượu. Cảm ơn. Ngô Vũ Trạch không nói cái gì nữa, mà ra hiệu một chút, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Ngô Vũ Trạch, vì cái gì mà đến hôm nay anh vẫn không rõ tâm ý của em? Anh nghĩ rằng em thật sự sẽ gả cho Phương Thế Kiệt sao? Nhìn Ngô Vũ Trạch uống một hơi cạn sạch, trong lòng Tô Thi Vận trong lòng đau xót, đôi mắt nóng lên, run rẩy đưa ly rượu lên miệng sau đó nhắm mắt lại, uống một hơi cạn sạch, nhưng cũng không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Mở mắt ra, Tô Thi Vận giống như đã khôi phục bình thường, nàng đặt chén rượu xuống, sau đó mỉm cười nói một câu. Cô cũng như vậy. Ngô Vũ Trạch tỉnh bơ đáp lại đồng thời nhìn thấy Phương Thế Kiệt đi ở phía sau Tô Thi Vận. Tô Thi Vân không nói cái gì nữa, mà trực tiếp xoay người. Trong nháy mắt xoay người, nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình như đang vỡ vụn, đau nhức vô cùng, nàng cố nén không cho rơi lệ. Đi tới chỗ Phương Thế Kiệt nói. Tôi hơi mệt một chút, muốn trở về nghỉ ngơi. Được. Phương Thế Kiệt nhíu mày rồi đáp ứng yêu cầu của Tô Thi Vận. Tô Thi Vận điều chỉnh lại cảm xúc, rời đi, Phương Thế Kiệt không có lập tức đuổi theo Tô Thi Vận, mà đưa ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch, từ nay về sau, nếu mày dám liên hệ với Thi Vận hoặc là để tao gặp được ở Hàng Châu, tao sẽ cắt chân của mày. Phương Thế Kiệt mở miệng. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Nguyên bản hắn nhìn thấy Ngô Vũ Trạch cùng với cô gái bên cạnh hành động thân mật, nghĩ tới Tô Thi Vận sẽ tuyệt vọng đối với Ngô Vũ Trạch, hết hy vọng, hắn đang mừng thầm trong lòng thì đã thấy Tô Thi Vận đi tới trước mặt Ngô Vũ Trạch chủ động chào hỏi. Theo ý nào đó mà nói, hành động lần này của Tô Thi Vận đã vô tình đánh vào thể diện của Phương Thế Kiệt, khiến cho Phương Thế Kiệt cảm thấy khó chịu, cho nên hắn đứng lại, đồng thời cảnh cáo Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch trầm mặc không nói. Mà Bùi Đông Lai thì hơi nheo mắt lại. Lúc trước, Bùi Đông Lai nghe được những tên công tử ăn chơi nghị luận, đã từng suy đoán nguyên nhân Ngô Vũ Trạch đến quán bar, nhưng vừa rồi sau khi nghe được Ngô Vũ Trạch và Tô Thi Vận nói chuyện với nhau thì đã minh bạch hết thảy. Hắn nhìn ra được, vô luận là Ngô Vũ Trạch hay là Tô Thi Vận, đều còn rất yêu nhau. Mà Ngô Vũ Trạch là cố ý làm trò trước mặt Tô Thi Vận, biểu hiện thân mật với Quách Lệ Na, hơn nữa còn hôn Quách Lệ Na. Ngô Vũ Trạch muốn thông qua phương thức này khiến cho Tô Thi Vận hết hy vọng đối với hắn, hoàn toàn quên hắn, bắt đầu một cuộc sống mới. Dù sao, nếu Tô Thi Vận không thể quên Ngô Vũ Trạch, nàng đính hôn với Phương Thế Kiệt, nhất định sẽ hết sức thống khổ. Mày là ai? Khẩu khí so với bị bệnh phù chân còn lớn hơn a. Không đợi Bùi Đông Lai có hành động gì, Hạ Y Na mở miệng, ngữ khí tương đối khó chịu. Đàn bà, có tin tao tìm người xử lý cô hay không? Tâm tình Phương Thế Kiệt khó chịu, chỉ là bên trong quán rượu có quá nhiều người, thêm nữa là Tô Thi Vận cũng ở đây, không thể trực tiếp giáo huấn Ngô Vũ Trạch, hiện giờ thấy Hạ Y Na nhảy ra ngữ khí càng thêm lạnh như băng. Tỷ tỷ không tin đấy,
Luận về hung hăng càn quấy, có cha là Ngọc Thạch Chi Vương của Trung Quốc và quân khu Tư Tỉnh và ông ngoại của nàng là tư lệnh quân khu so với Phương Thế Kiệt chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Hiện giờ hắn làm ra một bộ dữ tợn, Hạ Y Na chẳng những không có sợ hãi, mà cười lạnh nói. Nếu không tin mày gọi người tới thử xem. Vù! Không đợi Phương Thế Kiệt trả lời, một gã trung niên nam tử ngồi ở một góc tối trong quán đứng dậy, ngay tại chỗ bắn ram cả người trong nháy mắt đứng ở trước người của Hạ Y Na, đem nàng che chắn phía sau. Ách! Phương Thế Kiệt muốn nói cái gì, nhìn thấy nam tử trung niên xuất hiện trước người Hạ Y Na, sắc mắt đột nhiên biến đổi. Phương Thế Kiệt, tiểu thư nhà ta không phải là người ngươi có thể đắc tội được, cút ra xa. Nam nhân trung niên lạnh lùng nói. Cút ra xa. Nguyên bản Phương Thế Kiệt nghe thấy lời nói của Hạ Y Na đã tức giận, nhưng mà ngại Tô Thi Vận vẫn đứng ở phía sau cách hắn không xa, hắn nhất thời do dự không biết có nên giáo huấn đám người Ngô Vũ Trạch hay không. Hiện giờ thấy nam tử trung niên xuất hiện, bảo hắn cút ra xa, nhất thời khiến cho hắn nổi giận. Phẫn nộ cực điểm. Phương Thế Kiệt chứng kiến chủ quán ba mang thủ hạ bước nhanh tới, lập tức cười lạnh nói. Được lắm, tao ở Hàng Châu lâu như vậy, nhưng cũng không thấy con đàn bà nào kiêu ngạo như vậy, hôm nay tao sẽ mở mắt một phen. Phương Thiếu, làm sao vậy? Thanh âm của Phương Thế Kiệt vừa hạ xuống, chủ quán ba dẫn thủ hạ đi tới bên cạnh hắn, quan tâm hỏi han. Lưu ca, có người muốn ta cút ra khỏi quán của ngươi, ông nói ta phải làm sao bây giờ? Phương Thế Kiệt cười lạnh hướng tới chỗ chủ quán nói. Ân. Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Phương Thế Kiệt, nam nhân tên là Lưu Vĩ cả kinh không nhẹ. Ông chủ của BBS chính là Phương Trấn. Có người muốn Phương Thế Kiệt cút ra khỏi quán rượu BBS. Nếu không phải Phương Thế Kiệt chính miệng nói ra, có đánh chết Lưu Vĩ cũng không tin. Bằng hữu, ta mặc kệ các người tới từ chỗ nào, nhưng mà, từ lúc quán ba mở cửa cho tới bây giờ. Chưa có người nào dám ở trong quán ba gây sự, càng không có người nào dám bất kính đối với Phương Thiếu. Sau khi kinh ngạc, Lưu Vĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên nói. Ta cho các người một cơ hội, quỳ xuống nhận sai, sau đó cút hết ra ngoài cho ta. Sau khi nói xong, Lưu Vĩ lại vung tay lên, tám gã đại hán áo đen phía sau tiến lên vài bước, xếp thành vòng tròn đem đám người Bùi Đông Lai vậy ở giữa. Đối mắt với khí thế của đám người vây quanh như thế, nam tử trung niên âm thầm bảo vệ Hạ Y Na không sợ chút nào, mà lạnh lùng nói. Ông chủ của ta là Hạ Hà. Hạ Hà. Sau khi nghe được hai chữ này, sắc mặt của Lưu Vĩ không khỏi biến đổi. Hạ Hà tuy rằng được xưng là vua Ngọc Thạch Trung Quốc, nhưng mà lấy đổ thạch để lập nghiệp, cho đến nay vẫn một mình chiếm lấy cái bánh ngọt lớn này, lại có cha vợ là tư lệnh quân khu, danh khí trong giới hắc đạo phương Nam thật không nhỏ. Thân là thủ hạ của Phương Trấn, Lưu Vĩ tự nhiên nghe nói qua đại danh Hạ Hà. Phương Thiếu, Hạ Hà rất có thế lực ở phương Nam, hơn nữa bố vợ hắn còn là tư lệnh quân khu tỉnh, việc này có chút khó giải quyết. Sau khi khiếp sợ, Lưu Vĩ lập tức đến bên cạnh Phương Thế Kiệt nhỏ giọng nói vào tai hắn. So với Phương Thế Vinh, thì Phương Thế Kiệt từ nhỏ đã được Tào Nghiễm Giang hôn đúc, biết rõ đạo lý cao thấp làm việc, sở dĩ hôm nay hắn tức giận cũng là bởi vì bị khiêu khích. Lúc này nghe được lời nói của Lưu Vĩ, biết rõ Hạ Y Na không thể trêu chọc được. Đồng dạng hắn cũng biết, nếu chuyện này cứ như thế rút lui, thì sau này hắn không thể sống yên được ở Hàng Châu, thậm chí là cả Chiết Giang. Phương Thế Kiệt, anh muốn làm gì? Ngay trong lúc Phương Thế Kiệt đang tiến thối lưỡng nan, Tô Thi Vận thấy Lưu Vĩ dẫn người vây quanh cái bàn của Bùi Đông Lai, lập tức đi tới, nhíu mày chất vấn. Thi Vận, không có việc gì. Chỉ là một chút chuyện hiểu lầm mà thôi. Nghe được lời nói của Tô Thi Vận, Phương Thế Kiệt trong lòng chợt động, mỉm cười, sau đó nhìn lại nhìn nam nhân trung niên, nói. Nể mặt Thi Vận, việc hôm nay dừng lại ở đây. Đi thôi, Thi Vận. Phương Thế Kiệt tìm được một cái thang xuống đài, không nói lời vô ích, cố gắng mang theo Thi Vận rời đi, đồng thời âm thầm quyết định, sau này nhất định phải làm cho Ngô Vũ Trạch ăn đau khổ, hắn không dám trở mặt với Hạ Y Na. Nhưng có thể làm cho Ngô Vũ Trạch cút ra khỏi Hàng Châu như một con chó. Tô Thi Vận nhìn không được liếc nhìn Ngô Vũ Trạch trong đám người một cái, sau đó cùng với Phương Thế Kiệt rời đi. Tên nam nhân trung niên kia, sau khi thấy đám người Phương Thế Kiệt rời đi, không đợi Hạ Y Na phân phó đã chủ động đi về chỗ ngồi của hắn. Không dám thì nói không dám, giả bộ cái gì. Hạ Y Na nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Thế Kiệt và Hạ Y Na rời đi,
hừ lạnh một tiếng, cũng không có truy đuổi không tha, tựa hồ nàng không muốn vì vậy mà phá hư không khí ở chung với Bùi Đông Lai. Sau đó Hạ Y Na ngồi xuống, đồng thời một trong Hàng Châu tứ thiếu, Phương Thế Vinh xuất hiện ở cửa quán rượu. Anh, Phương Thế Kiệt và Tô Thi Vận đến đây hôm nay, hoàn toàn là vì tăng thêm cảm tình của Tô Thi Vận trước khi đính hôn, vì muốn tăng thêm không khí, hắn chẳng những kêu mấy bằng hữu không tầm thường, còn gọi cả Phương Thế Vinh tới, lúc này thấy Phương Thế Vinh tiến vào quán bar, lập tức vẫy tay gọi. Thế Kiệt, chú tới đây là... Phương Thế Vinh nhìn thấy Thế Kiệt, cũng nhìn thấy mấy tên đại hán áo đen và Lưu Vĩ lập tức nghi hoặc hỏi han. Bẩm Phương Thiếu, Thế Kiệt thiếu gia vừa mới cùng con gái của Hạ Hà xảy ra tranh chấp, không xảy ra đại sự gì. Lưu Vĩ vội vàng đáp lại. Con gái của Hạ Hà. Nghe được lời nói của Lưu Vĩ, Phương Thế Vinh có chút buồn bực, tùy miệng hỏi. Con gái của Hạ Hà sao lại chạy tới Hàng Châu này? Là người nào? Ở bên kia, Phương Thiếu. Lưu Vĩ chỉ cái bàn chỗ Bùi Đông Lai. Phương Thế Vinh lập tức nhìn theo hướng Lưu Vĩ chỉ. Ngay sau đó, ánh mắt hắn và Bùi Đông Lai gặp nhau trên không trung. Chứng kiến khuôn mặt của Bùi Đông Lai, đồng tử Phương Thế Vinh đột nhiên trợn trừng tròn xoe, thần tình khiếp sợ. Hắc, tiểu tạp chủng, thật không nghĩ tới mày dám xuất hiện ở Hàng Châu. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trong con ngươi của Phương Thế Vinh hiện lên sát ý, trong lòng cười lạnh không dứt. Quả nhiên là đạp nát hài sắt không tìm được, đến khi tìm được chẳng uổng công, mày đã vội vã tìm chết như vậy, lão tử liền thỏa mãn nguyện vọng của mày. Trong lòng thầm nghĩ, đồng thời rút ra bài học lần trước, Phương Thế Vinh không có hổ đồ tiến lên trước, mà phân phó Lưu Vĩ. Lưu ca, nhất định phải phái người đem tên thanh niên tóc húi cua kia tiếp cận cho ta. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Đã rõ, Phương Thiếu. Lưu Vĩ tuy rằng không biết vì sao lại muốn hắn chú ý Bùi Đông Lai, nhưng hắn nhận ra vẻ tức giận trên mặt Phương Thế Vinh, tự nhiên không dám chậm trễ. Thấy Lưu Vĩ đồng ý, Phương Thế Vinh lạnh lùng liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái, sau đó không đợi Phương Thế Kiệt truy vấn, liền xoay người đi ra bên ngoài quán bar. Vũ Trạch, các người cứ ngồi chơi, ca đi ra ngoài gọi điện thoại. Thấy Phương Thế Vinh lấy điện thoại ra, đi ra khỏi quán bar, Bùi Đông Lai đoán được Phương Thế Vinh lấy điện thoại làm gì, hơi trầm ngâm, liền quyết định. Sau khi nói xong, Bùi Đông Lai không đợi đám người Ngô Vũ Trạch đáp ứng, đứng dậy hướng tới chỗ cửa quán rượu đi tới. Cuộc chiến ở Hàng Châu được mở màn. Dưới ánh đèn, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, sắc mặt của Tô Thi Vận trở nên trắng bệch đi tới chỗ cái bàn của Bùi Đông Lai và Ngô Vũ Trạch, Phương Thế Kiệt âm trầm đi ở phía sau. Mà Ngô Vũ Trạch đối với tất cả chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn hôn Quách Lệ Na. Lúc trước Quách Lệ Na đã nhận ra ánh mắt Ngô Vũ Trạch nhìn về phía Tô Thị Vận mang theo tình ý giạt rào, bằng vào trực giác của nữ nhân, nàng phán đoán được Ngô Vũ Trạch và Tô Thị Vận có quan hệ. Lúc này, nàng không hiểu ra sao cả, bị Ngô Vũ Trạch hôn, còn chứng kiến Tô Thị Vân đang đi tới chỗ Ngô Vũ Trạch, nhất thời nàng sững sờ trên ghế salon, đối với hết thảy mọi chuyện, nàng không thể lý giải được một chút. Không riêng gì Quách Lệ Na, ngoại trừ Bùi Đông Lai biết được hết thảy tin tức, đám người Trang Bích Phàm và Hạ Y Na cũng vô pháp lý giải. Làm sao vậy, uống rượu à? Mắt thấy mọi người đều chăm chú nhìn về phía mình, Ngô Vũ Trạch cố gắng che giấu cảm xúc dao động trong nội tâm, một bộ tiêu sái như cũ cười cười. Không trả lời, trừ Bùi Đông Lai ra, cả đám người Hạ Y Na đều đem ánh mắt hướng về chỗ Tô Thi Vận đang đi đến phía sau Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch thấy thế, ngạc nhiên quay đầu lại. Đã lâu không gặp, Tô Thi Vận dừng bước lại, còn cách Ngô Vũ Trạch khoảng 1 mét, nhìn khuôn mặt Ngô Vũ Trạch đã khắc sâu trong nội tâm nàng, mỉm cười, cười đến có chút khiến cho người ta thương cảm. Đã lâu không gặp, bên tai vang lên tiếng nói mang theo vài phần thương cảm, vài phần thân tình, vài phần giả tạo kiên cường của Tô Thi Vận, Ngô Vũ Trạch như là bị xé toang bộ dáng giả tạo thông thường, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn khuôn mặt quen thuộc mà cả đời này hắn cũng không thể quên được. Chua xót cười. Đã lâu không gặp. Anh có khỏe không? Tô Thi Vận nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cũng không kìm lại đánh giá Quách Lệ Na. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của Tô Thi Vận, Quách Lệ Na giữ im lặng cầm bàn tay phải lạnh như băng của Ngô Vũ Trạch, ôm bả vai của hắn. Vẫn bình thường. Nhận thấy trong tay Quách Lệ Na truyền đến hơi ấm, cả người Ngô Vũ Trạch lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, đứng lên, bưng 2 ly rượu, 1 ly đưa tới trước Tô Thi Vận. Lộ ra chiêu bài tiêu sái cười cười.
Nghe nói cô sắp đính hôn, chúc mừng cô. Chứng kiến bộ dáng thân mật của Quách Lệ Na và Ngô Vũ Trạch, bên tai vang lên tiếng chúc phúc của Ngô Vũ Trạch, thân thể Tô Thi Vận run rẩy, trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó gượng cười, tiếp nhận chén rượu. Cảm ơn. Ngô Vũ Trạch không nói cái gì nữa, mà ra hiệu một chút, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Ngô Vũ Trạch, vì cái gì mà đến hôm nay anh vẫn không rõ tâm ý của em? Anh nghĩ rằng em thật sự sẽ gả cho Phương Thế Kiệt sao? Nhìn Ngô Vũ Trạch uống một hơi cạn sạch, trong lòng Tô Thi Vận trong lòng đau xót, đôi mắt nóng lên, run rẩy đưa ly rượu lên miệng sau đó nhắm mắt lại, uống một hơi cạn sạch, nhưng cũng không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Mở mắt ra, Tô Thi Vận giống như đã khôi phục bình thường, nàng đặt chén rượu xuống, sau đó mỉm cười nói một câu. Cô cũng như vậy. Ngô Vũ Trạch tỉnh bơ đáp lại đồng thời nhìn thấy Phương Thế Kiệt đi ở phía sau Tô Thi Vận. Tô Thi Vân không nói cái gì nữa, mà trực tiếp xoay người. Trong nháy mắt xoay người, nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình như đang vỡ vụn, đau nhức vô cùng, nàng cố nén không cho rơi lệ, đi tới chỗ Phương Thế Kiệt nói. Tôi hơi mệt một chút, muốn trở về nghỉ ngơi. Được. Phương Thế Kiệt nhíu mày rồi đáp ứng yêu cầu của Tô Thi Vận. Tô Thi Vận điều chỉnh lại cảm xúc, rời đi, Phương Thế Kiệt không có lập tức đuổi theo Tô Thi Vận, mà đưa ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch, từ nay về sau, nếu mày dám liên hệ với Thi Vận hoặc là để tao gặp được ở Hàng Châu, tao sẽ cắt chân của mày. Phương Thế Kiệt mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo nói. Nguyên bản hắn nhìn thấy Ngô Vũ Trạch cùng với cô gái bên cạnh hành động thân mật, nghĩ tới Tô Thi Vận sẽ tuyệt vọng đối với Ngô Vũ Trạch, hết hy vọng, hắn đang mừng thầm trong lòng thì đã thấy Tô Thi Vận đi tới trước mặt Ngô Vũ Trạch chủ động chào hỏi. Theo ý nào đó mà nói, hành động lần này của Tô Thi Vận đã vô tình đánh vào thể diện của Phương Thế Kiệt, khiến cho Phương Thế Kiệt cảm thấy khó chịu, cho nên hắn đứng lại, đồng thời cảnh cáo Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch trầm mặc không nói. Mà Bùi Đông Lai thì hơi nheo mắt lại. Lúc trước, Bùi Đông Lai nghe được những tên công tử ăn chơi nghị luận, đã từng suy đoán nguyên nhân Ngô Vũ Trạch đến quán bar, nhưng vừa rồi sau khi nghe được Ngô Vũ Trạch và Tô Thi Vận nói chuyện với nhau thì đã minh bạch hết thảy. Hắn nhìn ra được, vô luận là Ngô Vũ Trạch hay là Tô Thi Vận, đều còn rất yêu nhau. Mà Ngô Vũ Trạch là cố ý làm trò trước mặt Tô Thi Vận, biểu hiện thân mật với Quách Lệ Na, hơn nữa còn hôn Quách Lệ Na. Ngô Vũ Trạch muốn thông qua phương thức này khiến cho Tô Thi Vận hết hy vọng đối với hắn, hoàn toàn quên hắn, bắt đầu một cuộc sống mới. Dù sao, nếu Tô Thi Vận không thể quên Ngô Vũ Trạch, nàng đính hôn với Phương Thế Kiệt, nhất định sẽ hết sức thống khổ. Mày là ai? Khẩu khí so với bị bệnh phù chân còn lớn hơn a. Không đợi Bùi Đông Lai có hành động gì, Hạ Y Na mở miệng, ngữ khí tương đối khó chịu. Đàn bà, có tin tao tìm người xử lý cô hay không? Tâm tình Phương Thế Kiệt khó chịu, chỉ là bên trong quán rượu có quá nhiều người, thêm nữa là Tô Thi Vận cũng ở đây, không thể trực tiếp giáo huấn Ngô Vũ Trạch, hiện giờ thấy Hạ Y Na nhảy ra ngữ khí càng thêm lạnh như băng. Tỷ tỷ không tin đấy. Luận về hung hăng càn quấy, có cha là Ngọc Thạch Chi Vương của Trung Quốc và quân khu Tư Tỉnh và ông ngoại của nàng là tư lệnh quân khu so với Phương Thế Kiệt chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn, hiện giờ hắn làm ra một bộ dữ tợn, Hạ Y Na chẳng những không có sợ hãi. Mà cười lạnh nói. Nếu không tin mày gọi người tới thử xem. Vù. Không đợi Phương Thế Kiệt trả lời, một gã trung niên nam tử ngồi ở một góc tối trong quán đứng dậy, ngay tại chỗ bắn ram cả người trong nháy mắt đứng ở trước người của Hạ Y Na, đem nàng che chắn phía sau. Ách! Phương Thế Kiệt muốn nói cái gì, nhìn thấy nam tử trung niên xuất hiện trước người Hạ Y Na, sắc mắt đột nhiên biến đổi. Phương Thế Kiệt! Tiểu thư nhà ta không phải là người ngươi có thể đắc tội được, cút ra xa. Nam nhân trung niên lạnh lùng nói. Cút ra xa. Nguyên bản Phương Thế Kiệt nghe thấy lời nói của Hạ Y Na đã tức giận, nhưng mà ngại Tô Thi Vận vẫn đứng ở phía sau cách hắn không xa. Hắn nhất thời do dự không biết có nên giáo huấn đám người Ngô Vũ Trạch hay không. Hiện giờ thấy nam tử trung niên xuất hiện, bảo hắn cút ra xa, nhất thời khiến cho hắn nổi giận. Phẫn nộ cực điểm. Phương Thế Kiệt chứng kiến chủ quán ba mang thủ hạ bước nhanh tới, lập tức cười lạnh nói. Được lắm, tao ở Hàng Châu lâu như vậy, nhưng cũng không thấy con đàn bà nào kiêu ngạo như vậy, hôm nay tao sẽ mở mắt một phen. Phương Thiếu, làm sao vậy? Thanh âm của Phương Thế Kiệt vừa hạ xuống,
chủ quán ba dẫn thủ hạ đi tới bên cạnh hắn, quan tâm hỏi han. Lưu ca, có người muốn ta cút ra khỏi quán của ngươi, ông nói ta phải làm sao bây giờ? Phương Thế Kiệt cười lạnh hướng tới chỗ chủ quán nói. Ân. Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Phương Thế Kiệt, nam nhân tên là Lưu Vĩ cả kinh không nhẹ. Ông chủ của BBS chính là Phương Trấn. Có người muốn Phương Thế Kiệt cút ra khỏi quán rượu BBS. Nếu không phải Phương Thế Kiệt chính miệng nói ra, có đánh chết Lưu Vĩ cũng không tin. Bằng hữu, ta mặc kệ các người tới từ chỗ nào, nhưng mà, từ lúc quán ba mở của cho tới bây giờ, chưa có người nào dám ở trong quán ba gây sự, càng không có người nào dám bất kính đối với Phương Thiếu. Sau khi kinh ngạc, Lưu Vĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên nói. Ta cho các người một cơ hội, quỳ xuống nhận sai, sau đó cút hết ra ngoài cho ta. Sau khi nói xong, Lưu Vĩ lại vung tay lên, tám gã đại hán áo đen phía sau tiến lên vài bước, xếp thành vòng tròn đem đám người Bùi Đông Lai vậy ở giữa. Đối mắt với khí thế của đám người vây quanh như thế, nam tử trung niên âm thầm bảo vệ Hạ Y Na không sợ chút nào, mà lạnh lùng nói. Ông chủ của ta là Hạ Hà. Hạ Hà. Sau khi nghe được hai chữ này, sắc mặt của Lưu Vĩ không khỏi biến đổi. Hạ Hà tuy rằng được xưng là vua Ngọc Thạch Trung Quốc, nhưng mà lấy đổ thạch để lập nghiệp, cho đến nay vẫn một mình chiếm lấy cái bánh ngọt lớn này, lại có cha vợ là tư lệnh quân khu, danh khí trong giới hắc đạo phương Nam thật không nhỏ. Thân là thủ hạ của Phương Trấn, Lưu Vĩ tự nhiên nghe nói qua đại danh Hạ Hà. Phương Thiếu, Hạ Hà rất có thế lực ở phương Nam, hơn nữa bố vợ hắn còn là tư lệnh quân khu tỉnh, việc này có chút khó giải quyết. Sau khi khiếp sợ, Lưu Vĩ lập tức đến bên cạnh Phương Thế Kiệt nhỏ giọng nói vào tai hắn. So với Phương Thế Vinh, thì Phương Thế Kiệt từ nhỏ đã được Tào Nghiễm Giang hôn đúc, biết rõ đạo lý cao thấp làm việc, sở dĩ hôm nay hắn tức giận cũng là bởi vì bị khiếu khích, lúc này nghe được lời nói của Lưu Vĩ, biết rõ Hạ Y Na không thể trêu chọc được. Đồng dạng hắn cũng biết, nếu chuyện này cứ như thế rút lui, thì sau này hắn không thể sống yên được ở Hàng Châu, thậm chí là cả Chiết Giang. Phương Thế Kiệt, anh muốn làm gì? Ngay trong lúc Phương Thế Kiệt đang tiến thối lưỡng nan, Tô Thi Vận thấy Lưu Vĩ dẫn người vây quanh cái bàn của Bùi Đông Lai, lập tức đi tới, nhíu mày chất vấn. Thi Vận, không có việc gì, chỉ là một chút chuyện hiểu lầm mà thôi. Nghe được lời nói của Tô Thi Vận, Phương Thế Kiệt trong lòng chợt động, mỉm cười, sau đó nhìn lại nhìn nam nhân trung niên, nói. Nể mặt Thi Vận, việc hôm nay dừng lại ở đây. Đi thôi, Thi Vận. Phương Thế Kiệt tìm được một cái thang xuống đài, không nói lời vô ích, cố gắng mang theo Thi Vận rời đi, đồng thời âm thầm quyết định, sau này nhất định phải làm cho Ngô Vũ Trạch ăn đau khổ, hắn không dám trở mặt với Hạ Y Na, nhưng có thể làm cho Ngô Vũ Trạch cút ra khỏi Hàng Châu như một con chó. Tô Thi Vận nhìn không được liếc nhìn Ngô Vũ Trạch trong đám người một cái, sau đó cùng với Phương Thế Kiệt rời đi. Tên nam nhân trung niên kia, sau khi thấy đám người Phương Thế Kiệt rời đi, không đợi Hạ Y Na phân phó đã chủ động đi về chỗ ngồi của hắn. Không dám thì nói không dám, giả bộ cái gì. Hạ Y Na nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Thế Kiệt và Hạ Y Na rời đi, hừ lạnh một tiếng, cũng không có truy đuổi không tha, tựa hồ nàng không muốn vì vậy mà phá hư không khí ở chung với Bùi Đông Lai. Sau đó Hạ Y Na ngồi xuống, đồng thời một trong Hàng Châu tứ thiếu, Phương Thế Vinh xuất hiện ở cửa quán rượu. Anh! Phương Thế Kiệt và Tô Thi Vận đến đây hôm nay, hoàn toàn là vì tăng thêm cảm tình của Tô Thi Vận trước khi đính hôn, vì muốn tăng thêm không khí, hắn chẳng những kêu mấy bằng hữu không tầm thường, còn gọi cả Phương Thế Vinh tới, lúc này thấy Phương Thế Vinh tiến vào quán bar, lập tức vẫy tay gọi. Thế Kiệt, chú tới đây là... Phương Thế Vinh nhìn thấy Thế Kiệt, cũng nhìn thấy mấy tên đại hán áo đen và Lưu Vĩ lập tức nghi hoặc hỏi han. Bẩm Phương Thiếu... Thế Kiệt thiếu gia vừa mới cùng con gái của Hạ Hà xảy ra tranh chấp, không xảy ra đại sự gì. Lưu Vĩ vội vàng đáp lại. Con gái của Hạ Hà. Nghe được lời nói của Lưu Vĩ, Phương Thế Vinh có chút buồn bực, tùy miệng hỏi. Con gái của Hạ Hà sao lại chạy tới Hàng Châu này? Là người nào? Ở bên kia, Phương Thiếu. Lưu Vĩ chỉ cái bàn chỗ Bùi Đông Lai. Phương Thế Vinh lập tức nhìn theo hướng Lưu Vĩ chỉ. Ngay sau đó. Ánh mắt hắn và Bùi Đông Lai gặp nhau trên không trung. Chứng kiến khuôn mặt của Bùi Đông Lai, đồng tử Phương Thế Vinh đột nhiên trợn trừng tròn xoe, thần tình khiếp sợ. Hắc, tiểu tạp chủng, thật không nghĩ tới mày dám xuất hiện ở Hàng Châu.
Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trong con ngươi của Phương Thế Vinh hiện lên sát ý, trong lòng cười lạnh không dứt. Quả nhiên là đạp nát hài sắt không tìm được, đến khi tìm được chẳng uổng công, mày đã vội vã tìm chết như vậy, lão tử liền thỏa mãn nguyện vọng của mày. Trong lòng thầm nghĩ, đồng thời rút ra bài học lần trước, Phương Thế Vinh không có hổ đồ tiến lên trước, mà phân phó Lưu Vĩ. Lưu ca, nhất định phải phái người đem tên thanh niên tóc húi cua kia tiếp cận cho ta, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Đã rõ, Phương Thiếu. Lưu Vĩ tuy rằng không biết vì sao lại muốn hắn chú ý Bùi Đông Lai, nhưng hắn nhận ra vẻ tức giận trên mặt Phương Thế Vinh, tự nhiên không dám chậm trễ. Thấy Lưu Vĩ đồng ý, Phương Thế Vinh lạnh lùng liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái, sau đó không đợi Phương Thế Kiệt truy vấn, liền xoay người đi ra bên ngoài quán bar. Vũ Trạch, các người cứ ngồi chơi, ca đi ra ngoài gọi điện thoại. Thấy Phương Thế Vinh lấy điện thoại ra, đi ra khỏi quán bar, Bùi Đông Lai đoán được Phương Thế Vinh lấy điện thoại làm gì, hơi trầm ngâm, liền quyết định. Sau khi nói xong, Bùi Đông Lai không đợi đám người Ngô Vũ Trạch đáp ứng, đứng dậy hướng tới chỗ cửa quán rượu đi tới. Cuộc chiến ở Hàng Châu được mở màn. Dưới ánh đèn u tối, bởi vì xung đột tạm thời được loại bỏ nên không khí quán bar đã khôi phục lại bình thường, những khách nhân đã thu hồi ánh mắt, bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, mà vì muốn điều hòa lại không khí nên DJ đã phát ra một bản nhạc vui nhộn. Lưu Vĩ được Phương Thế Vinh chỉ thị, không dám lãnh đạm, bắt tám gã thủ hạ đứng canh ở cửa chính, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Bùi Đông Lai. Mắt thấy Bùi Đông Lai đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tám gã thủ hạ dưới tay Lưu Vĩ trao đổi ánh mắt, cuối cùng đều nhất trí, nếu Bùi Đông Lai muốn đi ra ngoài thì mạnh mẽ ngăn lại. Chứng kiến tám tên thủ hạ của Lưu Vĩ giống như tám cây cột lớn đứng ở đó, trong lòng Bùi Đông Lai chợt động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cũng không có hướng tới chỗ cửa quán rượu, mà đi dọc theo cầu thang, hướng tới toilet ở tầng 2. Bởi vì trong lúc huấn luyện ở huyết sát đã thành thói quen, mỗi khi đến một nơi, Bùi Đông Lai đều quan sát trước địa hình, lúc trước khi vào quán ba hắn đã phát hiện ở góc lầu 2 có toilet, hơn nữa còn ở gần cửa sổ. Mắt thấy Bùi Đông Lai đi lên toilet ở lầu 2, tám gã thủ hạ của Lưu Vĩ âm thầm thở nhẹ, vẫn đứng im tại chỗ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài quán bar, trước tiên Phương Thế Vinh gọi điện cho Phương Trấn. Cha, cái tên tiểu tạp chủng kia đến Hàng Châu rồi. Bên kia vừa nhấc máy, Phương Thế Vinh mang theo vài phần hận ý, vài phần hưng phấn mà nói. Ai tới Hàng Châu cơ? Đầu bên kia điện thoại, Phương Trấn đang đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc đối phó Liễu Nguyệt, ngạc nhiên nghe được lời nói của Phương Thế Vinh, nhất thời không kịp phản ứng. Tên tiểu tạp chủng làm bị thương tay trái của con ở Đông Hải, Bùi Đông Lai. Vẻ mặt Phương Thế Vinh hận ý nói. Hắn đến Hàng Châu sao? Ngạc nhiên nghe được lời nói của con mình, Phương Trấn vốn là ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Quả thật là thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại xông tới a. Vốn ta còn muốn đợi sau khi thu thập Liễu Nguyệt xong, chậm rãi đùa chết hắn, không nghĩ tới hắn lại muốn chết nhanh như vậy. Tục ngữ nói. Cha nào con nấy, giọng nói khi nói chuyện của Phương Trấn và Phương Thế Vinh có sự giống nhau kinh người, mà trên thực tế Phương Thế Vinh từ nhỏ đến lớn đều bắt chước cách nói chuyện của Phương Trấn. Cha, bây giờ hắn đang ở quán bar BBS, con đã bảo Lưu Vĩ cho người theo dõi, cha mau cho Dương Ca hoặc là Triệu Ca lại đây. Phương Thế Vinh hưng phấn nói, Dương Ca và Triệu Ca trong miệng của hắn, theo thứ tự là Dương Bình và Triệu Hùng, là cánh tay đắc lực của Phương Trấn. So với hai tên Liên Hoa và Cửu Chỉ bị Bùi Đông Lai giết chết căn bản là không cùng một đẳng cấp, thực lực cũng khác xa nhau tới vạn dặm. Phương Thế Vinh biết được thực lực của Bùi Đông Lai, hắn cũng rất rõ ràng, chỉ có hai người Dương Bình và Triệu Hùng mới có thể đối phó với Bùi Đông Lai. Tiểu tử đó đánh nhau không tệ, tuy rằng Triệu Hùng có thể giết hắn như giết gà, nhưng ít nhiều cũng có chút phiền toái, cứ để có Dương Bình đi đi. Phương Trấn trầm ngâm một phen, nói. Dù sao tiểu tử đó có quan hệ không bình thường với Cổ Bồi Nguyên, việc này không thể lưu lại dấu vết. Biết rồi, còn tiếp tục cho người theo dõi hắn, tùy thời báo lại cho người. Biết được Phương Trấn phái ra Dương Bình, người từng là mũi nhọn của bộ đội đặc chủng để đối phó Bùi Đông Lai, trong lòng Phương Thế Vinh đại thịnh. Ừ, Phương Trấn gật đầu, cúp điện thoại. Đô đô, nghe được thanh âm ấy, Phương Thế Vinh cười lạnh một tiếng, xoay người, quay lại bán ba BBS. Hắn đương đắc ý không có phát hiện, một đạo thân ảnh ở phía xa đang nhìn hắn. Sau đó, khi Phương Thế Vinh đi vào trong quán bar,
đạo thân ảnh kia vẫy một chiếc taxi, biến mất trong đêm tối. Bên trong thư phòng của một tòa biệt thự nằm trong khu nhà giàu Mân Côi Viên, Phương Trấn cúp điện thoại xong nhấn một cái nút màu đỏ trên bàn làm việc. Két! Rất nhanh, cửa thư phòng bị đẩy ra, người được xưng là quyền vương ngầm phía Nam, cũng từng là mũi nhọn của bộ đội đặc chủng Triệu Bình đi vào thư phòng, đồng thời cung kính hướng tới Phương Trấn chào hỏi. Phương gia, tên nhóc làm bị thương Thế Vinh ở Đông Hải đã đến Hàng Châu, hiện tại đang ở trong quán Ba BBS. Phương Trấn ngậm một điếu xì gà, khuôn mặt âm trầm nói. Triệu Bình, người tới thu lại mạng của hắn, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được lưu lại dấu vết. Vâng, Phương gia. Nghe được mệnh lệnh của Phương Trấn, Triệu Bình nhận lệnh, cung kính rời khỏi. Từng là mũi nhọn của bộ đội đặc chủng, là cận vệ của Phương Trấn, lại là mũi đao sắc bén nhất của Phương Trấn. Mỗi khi Phương Trấn gặp khó khăn động đến xương cốt thì Triệu Bình đều hành động, lợi dụng bản lĩnh ám sát học được trong thời gian nhập ngũ, bí mật giải quyết. Qua nhiều năm như vậy hắn còn chưa bao giờ thất thủ. Trong lúc Triệu Bình dựa theo mệnh lệnh của Phương Trấn phân phó, đi tới quán Ba BBS ám sát Bùi Đông Lai, ở Đông Hải, bên trong biệt thự cung đà Liễu Nguyệt cũng giúp Đông Phương Lãnh Vũ mua cái kia. Liễu Nguyệt không có giống như hàng ngày, cùng tiểu la lị Đông Phương Uyển Nhi ở dưới lầu xem TV, mà là ngồi một mình bên trong thư phòng, vẻ mặt mang theo vài phần băng lãnh. Ba ngày trước, nàng nhận được điện thoại, chủ nhân Đông Nguyệt Bang cùng với gia tộc Mafia Mỹ Quốc giao dịch một đám ô tô buôn lậu xa hoa ở trên biển bị hải tặc cướp đi. Vì đoạt lại đám hàng kia, muốn bù đắp lại tổn thất, Liễu Nguyệt trực tiếp phái đầu lĩnh huyết sát Tàng Thiên dẫn dắt toàn thể thành viên của huyết sát tới hải vực kia. Mà vừa rồi, Tàng Thiên truyền đến tin tức, hắn và toàn thể thành viên huyết sát còn chưa kịp đến vùng biển bị cướp kia, thì đã bị người ta công kích, tổn thất thảm trọng. Tin tức này đối với Liễu Nguyệt mà nói quả thực là ác mộng. Bởi vì, tổ chức huyết sát là đòn sát thủ Đông Phương Thần lưu lại cho Liễu Nguyệt có thể thành công thay chân. Chế trụ nguyên lão hoàn toàn là nhờ vào huyết sát, có được phương bài này trong tay, có thể quyết định sinh tử của các nguyên lão. Hiện giờ, thành viên huyết sát lọt vào công kích không rõ, tổn thất thảm trọng, không cần nói cũng biết điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với Liễu Nguyệt. Trừ điều đó ra, chủ nhân của đám hàng hóa kia nhưng năm gần đây đã giúp Liễu Nguyệt rất lớn trong các hoạt động buôn lậu, không thể tìm được đám hàng hóa trị giá 12 triệu về, tạm thời không đề cập đến tổn thất thảm trọng cỡ nào. Mà đám nguyên lão sẽ đẩy chuyện này lên cao ngất trời, bọn hắn nắm giữ cổ phần của tập đoàn Thiên Tường, hàng hóa bị mất cũng có ý nghĩa một phần hoa hồng lớn của bọn họ bị giảm bớt. Reng, reng. Ngay trong lúc Liễu Nguyệt đang nhíu mày trầm tư, thì tiếng chuông điện thoại giống như bùa đòi mạng đánh vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Chuông điện thoại đánh thức Liễu Nguyệt, khiến cho Liễu Nguyệt từ trong tầm tư lấy lại được tinh thần, nàng đưa tay nhấc điện thoại lên, ngũ khí lạnh như băng. Alo. Tiểu Nguyệt, là ta. Một cái thanh âm thô lỗ truyền qua điện thoại vào trong tai Liễu Nguyệt. Hoa ca, có chuyện gì sao? Liễu Nguyệt mở miệng hỏi, ngữ khí thoáng nhu hòa một ít. Bởi vì, chủ nhân đầu bên kia điện thoại chính là nguyên lão trợ giúp tuyệt đối cho Liễu Nguyệt, Tạ Hoa. Tạ Hoa là phụ tá đắc lực thời kỳ Đông Phương Thần chiếm lấy bãi ở Đông Hải, lúc ấy là nhân vật số 2 của Đông Nguyệt Bang. Sau này khi Đông Phương Thần hoàn toàn đứng vững gót chân ở Đông Hải, sáng lập ra tập đoàn Thiên Tường, chậm rãi đem Đông Nguyệt Bang giao cho Tạ Hoa quản lý, mãi cho đến khi sắp chết, sợ Liễu Nguyệt không áp chết được Tạ Hoa, hắn mới mạnh mẽ tước quyền của Tạ Hoa, hơn nữa còn xử lý hết vài tên thủ hạ có thực lực của Tạ Hoa, rồi cất nhắc Mạc Nhận lên làm quản lý Đông Đông Nguyệt Bang trợ giúp cho Liễu Nguyệt. Sau khi bị tước mất quyền hành, bởi vì trong tay Tạ Hoa không còn thủ hạ nên càng thêm kiêng kỵ huyết sát trong tay Liễu Nguyệt. Không dám phản kháng, mà ở trong tập đoàn Thiên Tường trở thành một thành viên trong ban giám đốc, hàng năm ăn theo hoa hồng được chia của tập đoàn Thiên Tường, những ngày sau cũng coi như tự do tự tại. Tiểu Nguyệt, đám huynh đệ kia đều đã biết chuyện đám hàng kia bị cướp đi, bọn hắn sôi nổi gọi điện thoại tới cho ta để đề nghị mời cô dự một cuộc họp ban giám đốc. Tạ Hoa trầm giọng nói, ta cũng hiểu việc này có quan hệ trọng đại, thập phần khó giải quyết, có cần phải họp nghiên cứu một cái phương án giải quyết. Bây giờ, ngạc nhiên nghe được lời nói của Tạ Hoa, ngữ khí của Liễu Nguyệt lạnh xuống, nàng cũng từng nghĩ tới sẽ có ngày, các nguyên lão dựa vào việc đối với Đông Nguyệt Bang lập nhiều công lao mà sinh sự, nhưng thật không ngờ tới lại nhanh như vậy. Ta sợ cô hoãn không được, cho nên nói với bọn hắn nói là đúng một tiếng sau. Tạ Hoa trầm giọng nói, điển hình tiền trảm hậu tấu.
Được. Trong con ngươi Liễu Nguyệt hiện lên sát ý, lạnh giọng đáp ứng. Cúp điện thoại, vẻ mặt Liễu Nguyệt vẫn lạnh như băng bấm số của Mạc Nhận. Ngươi mang theo người, 40, sau chờ ta ở dưới lầu. Điện thoại vừa nhấc, Liễu Nguyệt dùng một giọng nói không thể nghi ngờ ra lệnh. Đã rõ. Đầu bên kia điện thoại, Mạc Nhận giống như ngày thường, tỉnh bơ đáp ứng. Sau đó không đợi Mạc Nhận nói cái gì nữa, trong điện thoại vang lên tiếng, đô đô. Bên tai vang lên tiếng cúp máy, Mạc Nhân không có lập tức thu hồi lại di động, mà ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, sau đó nhắm mắt lại, thì thào tự nói. Liễu Nguyệt, có trách thì trách cô đối với ta quá vô tình, hết thảy đều là cô bức ta. Có phải là băng mỹ nhân của chúng ta gọi cho ngươi không? Bên tai vang lên lời nói của Mạc Nhận, Quý Hồng đang ngồi ở ghế salon trong đại sảnh, vẻ mặt nũng nịu tươi cười hỏi han. Hôm nay, nàng mặc một bộ áo màu đỏ tươi. Nửa mình dưới là một cái quần da cũng màu đỏ, phối hợp với đôi giày nhỏ màu đỏ, dáng người ma quỷ càng được thể hiện tinh tế. Mạc Nhận thấy Quý Hồng biết rõ còn cố hỏi, vẻ mặt lạnh lùng nói. Ta đã dựa theo ước định đem người có quan hệ với Liễu Nguyệt bên trong bang hội bí mật giải quyết toàn bộ, hy vọng cô chớ quên ước định của chúng ta. Người đối với băng mỹ nhân si tình như thế, ta rất thích. Quý Hồng cười khúc khích, nói. Yên tâm, ta sẽ theo như ước định. Cho ngươi chiếm được nàng như ý nguyện. Quý lão bản, cô cũng chớ quên ước định của chúng ta. Quý Hồng đang nói, nam nhân trung niên ngồi ở phía đối diện Quý Hồng mở miệng. Hắn không phải là người khác, đúng là người từng là phụ tá đắc lực cho Đông Phương Thần, người vừa gọi điện cho Liễu Nguyệt, Tạ Hoa. Đống bánh ngọt to lớn như thế, một mình ta sao có thể nuốt được? Yên tâm, mỗi người một phần. Quý Hồng cười cười, vẻ mặt chờ mong nói. Các ngươi nói, một giờ sau, băng mỹ nhân của chúng ta nhìn thấy ta ở trong đại lâu của tập đoàn Thiên Tường thì sẽ có biểu cảm như thế nào? Không trả lời, vô luận là Mạc Nhận hay Tạ Hoa đều cảm thấy mặc dù là Quý Hồng đang cười, nhưng mà hơi thở toàn thân đều tràn ngập nguy hiểm. Sở dĩ bọn hắn phản bội Liễu Nguyệt, nguyên nhân rất lớn cũng là do Quý Hồng bức bách, tiếp theo mới là vì bất mãn đối với Liễu Nguyệt. Tiếp theo nên là người của Phương Trấn xuất thủ. Không để ý đến biểu tình biến hóa của Mạc Nhận và Tạ Hoa, Quý Hồng mỉm cười lấy từ bên trong túi ra một cái điện thoại, chuẩn bị liên hệ với Phương Trấn. Dựa theo kế hoạch của nàng, Điệu Hổ Ly Sơn, dùng tiền thuê lính nước ngoài cướp đi đám hàng của Đông Nguyệt Bang, khiến cho huyết sát xuất động là bước đầu tiên, lợi dụng Mạc Nhận tiêu diệt nhưng người ủng hộ Liễu Nguyệt ở Đông Nguyệt Bang là bước thứ hai, kế tiếp nàng muốn nhờ Phương Trấn giết chết toàn bộ những cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt trong tập đoàn Thiên Tường. Kể từ đó, nàng âm thầm thu mua cổ phần và trở thành đại cổ đông thứ hai của tập đoàn Thiên Tường, như vậy liền có thể lợi dụng cổ đông còn lại, bãi miễn chức vụ chủ tịch của Liễu Nguyệt, do đó lật đổ được Liễu Nguyệt, thành công trở thành công cầm quyền của tập đoàn Thiên Tường và Đông Nguyệt Bang. Ông, một lát sau, bên trong thư phòng của khu biệt thự, điện thoại của Phương Trấn nằm trên bàn vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh uyển chuyển như quỷ mị tiến nhập vào đại viện của khu biệt thự 18 tầng. Trong màn đêm, thiếu niên Bùi Gia mang theo khẩu súng lục P210 được xưng là vua súng lục, sát ý lẫm liệt. Các ngươi bọn này phế vật, cho các ngươi theo dõi hắn, các ngươi lại có thể để cho hắn chạy. Trước cửa buồng vệ sinh tầng 2 của quán bar BBS, Phương Thế Vinh chửi má nó đồng thời tát vào mặt mấy tên đại hán trước mặt. Lúc trước, sau khi tiến vào quán bar thì không thấy Bùi Đông Lai ở chỗ ngồi, vì thế hỏi Lưu Vĩ. Từ Lưu Vĩ biết được Bùi Đông Lai đã đến phòng vệ sinh. Ngay từ đầu, Phương Thế Vinh cũng không có nghĩ đến, thẳng cho đến khi 10, sau vẫn không thấy Bùi Đông Lai xuất hiện thì Phương Thế Vinh liền cảm giác được có điều khác thường. Hắn liền mang theo người đến phòng vệ sinh ở tầng 2, làm cho người ta không thể tin được là Bùi Đông Lai không có ở bên trong. Kết quả này trực tiếp khiến cho mấy tên đại hán đi tìm Bùi Đông Lai trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn nhớ rõ ràng, sau khi Bùi Đông Lai đi vào phòng vệ sinh thì chưa bao giờ bước ra khỏi cửa. Phương Thiếu, tôi cũng thấy hắn vào bên trong, bây giờ lại không thấy hắn nữa. Vẻ mặt Lưu Vĩ buồn bực hỏi. Không phải là hắn nhảy từ trên này xuống chứ? Nói xong, ngay cả bản thân của Lưu Vĩ cũng không tin. Từ trên này cách mặt đất khoảng 8 mét, nhảy xuống nếu không chết thì khẳng định cũng gãy chân. Phế vật. Phương Thế Vinh cảm thấy vịt đã đến bên miệng rồi đột nhiên lại bay mất, hắn tức giận đến mức muốn giết người.
Bảo tiêu của ta từng bị hắn đánh trọng thương, ông nói như thế nào lại không thấy hắn? Chẳng lẽ là hắn nhảy ra ngoài? T. Nghe được Phương Thế Vinh nói như thế thì toàn bộ mọi người đều hít vào một hơi thật sâu, sau đó bọn hắn liền tỉnh ngộ. Tên thanh niên vừa rồi chính là người ở Đông Hải làm bị thương Phương Thế Vinh. Phương Thế Vinh tức giận đến đi qua đi lại, cuối cùng cũng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Phương Trấn, nói cho Phương Trấn biết nếu Bùi Đông Lai đã chạy trốn khỏi thì đành phải hủy bỏ kế hoạch ám sát. Xin lỗi, thuê bao quý khách. Trong điện thoại truyền ra giọng nói dễ thương, Phương Thế Vinh tức giận đến thiếu chút nữa là đem điện thoại đập nát. Lúc này, tại biệt thự số 18 Cửu Khê Mân Côi, trong đại sảnh biệt thự, Phương Trấn ngồi ở trên ghế salon, bưng một ly rượu đỏ, nghe điện thoại. Thân là một trong những hắc quyền vương có tiếng ở phía nam, lúc này Triệu Hùng giống như là một cây thương đứng ở phía sau Phương Trấn. Phương lão đại, hiện giờ mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió xuân ở bên ông, chỉ cần ông có thể dựa theo ước định của chúng ta, đem những tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt ở tập đoàn Thiên Tường kia xuống gặp Diêm Vương, Đông Nguyệt Bang sẽ bị xóa tên khỏi bảng hắc đạo Trung Quốc. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Quý Hồng truyền vào tai của Phương Trấn. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, vẻ mặt Phương Trấn mỉm cười, lắc lắc chén rượu đỏ, nói. Quý lão đại cứ yên tâm, 3 ngày trước người của ta đã bí mật lẻn vào Đông Hải, hiện giờ đã chia ra theo dõi mấy tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt rồi, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng thì bọn hắn sẽ để những kẻ kia xuống gặp Diêm Vương. Một khi đã như vậy, tôi đây xin đợi tin tốt lành của Phương lão đại. Nghe được câu trả lời thuyết phục của Phương Trấn thì Quý Hồng yên tâm cười, rồi tính toán cúp điện thoại. Không thành vấn đề. Phương Trấn ha ha cười, nhắc nhở nói. Nhưng mà, hy vọng quý lão đại chớ quên lời ước định cùng Phương mỗ là tốt rồi. Một khối bánh ngọt to lớn như thế, làm sao lại không thể chia nhau ra được. Quý Hồng nói xong thì cười khanh khách. Tốt lắm, Phương lão đại, hiện giờ tôi liền đi tới tập đoàn Thiên Tường, hẹn gặp lại. Nói xong, Quý Hồng không đợi Phương Trấn trả lời thì liền cúp điện thoại, sau đó bấm một số điện thoại khác, dùng giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ, nói. Truyền mệnh lệnh xuống dưới, để mọi người bên dưới động thủ, động tĩnh càng lớn càng tốt, tốt nhất là hãy hấp dẫn toàn bộ cảnh sát của Đông Hải. Vâng thưa lão bản, bên tai vang lên câu trả lời của thuộc hạ, Quý Hồng không nói lời vô ích trực tiếp cúp điện thoại, trên mặt nở ra một nụ cười. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Quý Hồng, dù là một người âm hiểm như Mạc Nhận cũng không khỏi nổi lên một cảm giác sợ hãi, luận về quỷ kế thì hắn còn cách xa Quý Hồng cả vạn dặm. Ở hắn xem ra, kế hoạch của Quý Hồng không thể chê vào đâu được. Băng mỹ nhân của chúng ta đã muốn đi, chúng ta không thể để nàng đợi lâu như thế được. Mắt thấy Mạc Nhận cùng Tạ Hoa hai người mang theo vài phần sợ hãi nhìn mình thì nụ cười trên mặt của Quý Hồng vẫn không giảm. Không có nói lời vô ích. Quý Hồng thu hồi di động, đứng dậy cùng Ân Ly đi ra ngoài, mà Mạc Nhận cùng Tạ Hoa hai người cũng không dám lãnh đạm, vội vàng theo sau. Cùng lúc đó, Hàng Châu, biệt thự Cửu Khê Mân Côi. Sau khi vào biệt thự thì Bùi Đông Lai lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện ở trước cửa sổ của biệt thự, hắn đứng nghiêng người, thấy được trong biệt thự chỉ có hai người là Phương Trấn cùng Triệu Hùng. Phát hiện này khiến trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi vui vẻ. Sở dĩ hắn không có đi bằng cửa chính rời khỏi quán ba BBS là hắn muốn để cho Phương Thế Vinh gọi điện cho Phương Trấn, đồng thời không để cho Phương Thế Vinh biết được mình hành động. Hắn làm như vậy là để Phương Trấn phái thủ hạ ra, như vậy lực lượng bên người của Phương Trấn sẽ giảm bớt đi, thuận tiện cho hắn thực hiện hành động trảm thủ. Sự thật so với dự đoán của Bùi Đông Lai thì lại còn tốt hơn, bên ngoài biệt thự của Phương Trấn không có một bóng người, không có một tên bảo tiêu mà bên người của Phương Trấn chỉ có một mình TH. Điều này làm cho hành động trảm thủ của hắn sẽ dễ dàng hơn. Bùi Đông Lai cũng không biết, bởi vì Phương Trấn cùng liên hợp với Quý Hồng đối phó với Liễu Nguyệt, xử lý những tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt ở tập đoàn Thiên Tường, cho nên trừ TH và Dương Bình hai người ra thì toàn bộ bảo tiêu đã được Phương Trấn phái ra ngoài. Những tên bảo tiêu kia tuy rằng thực lực không bằng Dương Bình hay TH, nhưng đều là những kẻ đã được huấn luyện ở châu Âu. Không chỉ nói đối phó với người thường cho dù là những tên trinh sát cũng chưa chắc là đối thủ của bọn hắn. Mà bởi vì Dương Bình đi ám sát Bùi Đông Lai cho nên bị Phương Trấn phái ra ngoài. Rất vui mừng, thân thể của Bùi Đông Lai từ từ lui về sau, dựa trên vách tường, vẫn không nhúc nhích. Trong màn đêm, hai mắt của hắn nhắm lại,
trong lòng một lần nữa nhớ lại phương thức đồng thời hắn đem hơi thở của mình trở lại bình thường. Giờ phút này, tinh thần của hắn tập trung cao độ, chiến ý trong lòng không ngừng tăng lên, ở sâu trong lòng của hắn, dường như có một loại sát khí muốn bay ra ngoài. Mà loại sát khí này bị hắn mạnh mẽ áp bách xuống, ẩn giấu đi. Chiến ý không ngừng sôi trào, sát ý không ngừng che giấu. Tới lui lui mấy lần, chiến ý của Bùi Đông Lai đã đạt tới đỉnh phong, bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên một đạo linh quang, mơ hồ bắt giữ đến cái gì. Ân, nhận thấy được điểm này, Bùi Đông Lai hiểu được bản thân đã đụng đến cánh của ám kính, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, cố gắng nhớ lại cảm giác lúc nãy. Ngay tại Bùi Đông Lai kiệt lực nhớ lại cái loại cảm giác này thì trong đại sảnh biệt thự, Phương Chấn nhận được điện thoại của Phương Thế Vinh. Lại nghe được giọng nói của Phương Chấn, Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu, hắn không hề nhớ lại cảm giác vừa rồi mà giống như một u linh, biến mất ở tại trong bóng đêm. 30 giây sau, Bùi Đông Lai thoải mái đi vào biệt thự, mang theo khẩu súng P210, lặng yên không phát ra hơi thở hướng tới cửa cầu thang tới gần. 5 thước, 4 thước, 3 thước, 2 thước. Ta đã biết, ngươi trở về đi, chờ ta đêm nay cùng Quý Hồng liên thủ đối phó xong với Liễu Nguyệt thì chúng ta tiếp tục chậm rãi chơi với tên vương bát đản kia. Sau đó, coi như lúc Bùi Đông Lai vừa đến cửa cầu thang thì hắn nghe được giọng nói của Phương Chấn vang lên. Ở dưới lầu Phương Chấn biết được Bùi Đông Lai chạy thoát, tuy rằng hắn có chút tiếc nuối nhưng lại không để ý, mà là bảo Phương Thế Vinh trở về biệt thự. Phương Chấn muốn liên thủ Quý Hồng đối phó Liễu Nguyệt ư. Bên tai vang lên lời nói của Phương Chấn, trong lòng của Bùi Đông Lai liền ngẩn ra. Xem ra, bản thân mình nhất định phải động thủ ngay lập tức. Sau đó, Bùi Đông Lai lại làm ra quyết định, hắn nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, đem toàn bộ tinh thần tập trung, chậm rãi bước ra, đồng thời súng trong tay của hắn cũng chĩa lên. Trong đại sảnh, sau khi Phương Chấn chấm dứt nói chuyện với Phương Thế Vinh thì hắn liền cúp điện thoại. Hắn lại lần nữa cầm điện thoại, cố gắng liên lạc với tên đầu mục ở Đông Hải. Dưới ánh đèn, Phương Chấn chuẩn bị bấm số điện thoại. Bùi Đông Lai thò đầu ra, chìa nòng súng. Nghìn cân treo sợi tóc. Bằng. Cò súng bị bóp vàng, viên đạn từ nòng súng bét ra. Phương ra cẩn thận. Trong nháy mắt lúc viên đạn bay ra khỏi nòng súng ở Triệu Hùng đứng ở phía sau Phương Chấn đột nhiên cảm nhận được sát khí, cả người hắn liền chấn động, vội vàng nhảy chồm lên. Dầm. Viên đạn bay qua, ghim thẳng vào bình hoa phía sau lưng Triệu Hùng. Loảng xoảng loảng xoảng. Trong nháy mắt bình hoa vỡ vụn, rơi xuống đất, tiếng động vô cùng chói tai. Phương Chấn cả kinh vứt bỏ điện thoại di động, cả người liền ngồi chồm hổm, lợi dụng bàn trà được làm từ đá cẩm thạch che giấu bản thân. Bằng. Không đợi Phương Chấn hoàn toàn ngồi xuống, Bùi Đông Lai lại bóp cò, viên đạn bắn trúng đầu gối của Phương Chấn. Phương Chấn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người ngã xuống đất. Một phát trúng Phương Chấn, chắc chắn đảm bảo Phương Chấn sẽ không có khả năng chạy trốn, Bùi Đông Lai liền thay đổi nòng súng, đem súng nhắm ngay một chiếc ghế sofa, một bên dọc cầu thang đi xuống, một bên làm ra động tác bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ súng. Bởi vì, vừa rồi sau khi Triệu Hùng thoát khỏi một súng thì hắn liền núp ở sau ghế sofa. Vèo. Coi như lúc Bùi Đông Lai đi xuống thì một tiếng xé gió truyền ra, một đạo hàn quang bay thẳng vào người hắn mang theo vẻ sát ý mãnh liệt, thẳng người Bùi Đông Lai mà bay đến. Trong lòng Bùi Đông Lai hiện lên một cỗ hơi thở nguy hiểm, lông tơ cả người dựng lên, hắn không dám lãnh đạm vội vàng nghiêng người né qua một bên. Leng keng. Nương theo một tiếng vang giòn, hoa hoa lửa văng khắp nơi, một thanh chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào tường, lực đạo vô cùng mãnh liệt, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh hiện lên, vô thanh vô tức, thẳng phía Bùi Đông Lai mà đến. Bùi Đông Lai cảm nhận khí tức nguy hiểm càng ngày càng tới gần, hắn không có kinh sợ mà là làm ra một tư thế nhắm bắn. Nhắm, bắn, bằng, tiếng súng vang lên, viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Ầm, viên đạn bắn vào khoảng không, trực tiếp ghim vào vách tường. Mày không có cơ hội nổ súng. Không đợi Bùi Đông Lai nổ súng một lần nữa. Một giọng nói âm lãnh vang lên. Triệu Hùng giống như u linh thông thường xuất hiện ở phía bên phải Bùi Đông Lai, hóa thủ vi đao, chém về phía cổ của Bùi Đông Lai. Trong lòng Bùi Đông Lai cả kinh, không kịp nổ súng, bằng vào năng lực cảm ứng khủng bố của mình hắn nghiêng người né qua. Thủ đao chém vào khoảng không, Triệu Hùng cũng không ngừng lại,
đùi phải vô thanh vô tức đá ra, tốc độ nhanh như tia chớp, nhắm ngay cổ tay của Bùi Đông Lai. Không kịp ngăn cản, cổ tay của Bùi Đông Lai co rụt lại. Bịch! Dưới ánh đèn, một cước của Triệu Hùng đá trúng vào khẩu súng P-210, lực lượng vô cùng khủng bố, trực tiếp đập nát khẩu P-210. Ám kính! Trong lòng Bùi Đông Lai rung mạnh, chẳng quan tâm đến đau đớn trên cánh tay, thân hình lui về sau. Căn cứ theo tư liệu do Liễu Nguyệt cung cấp thì thân là Hắc Quyền Vương của phía Nam thì Triệu Hùng chỉ đạt tới cảnh giới minh kính, cùng giống như Bùi Đông Lai. Dưới một dạng tình hình như thế, Bùi Đông Lai tự tin có thể thông qua phương thức ám sát thần không hay quỷ không biết có thể xử lý Triệu Hùng, sau đó bắt sống Phương Chấn, từ đó mở miệng Phương Chấn ra đạt được những thứ mà mình muốn biết. Nhưng mà, vượt ra ngoài sự dự đoán của Bùi Đông Lai, chẳng những trước khi Bùi Đông Lai nổ súng thì Triệu Hùng đã nhận ra nguy hiểm, trước tiên Triệu Hùng liền làm ra động tác tránh né, tránh khỏi một kích chí mạng. Điều này làm cho tâm tình của Bùi Đông Lai trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ám sát thì không thể xử lý được Triệu Hùng, hiện giờ mất đi súng lục, cùng đánh nhau với Triệu Hùng thì phần thắng quả thật là quá ít. Không cần phải tránh làm gì, mày không là đối thủ của tao. Vẻ mặt Triệu Hùng hài hước nhìn Bùi Đông Lai, lộ ra tư thế đã nắm lấy toàn bộ cục diện. Triệu Hùng, không cần giết chết hắn, đánh cho tàn phế là tốt rồi, mẹ nó, ta muốn để cho hắn sống không bằng chết. Mắt thấy Triệu Hùng nắm lấy thế cục thì Phương Chấn từ sau bàn bò lên. Dưới ánh đèn, bởi vì đầu gối của hắn bị bắn nát, đổ máu quá nhiều cho nên khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệch, toàn thân vặn vẹo lại với nhau, nhìn qua có chút dọa người. Vù! Nghe được lời nói của Phương Chấn thì trong lòng của Bùi Đông Lai liền động, hắn liền ngay tại chỗ nhảy lên giống như một con hổ đói vồ mồi, tốc độ cực nhanh hướng về phía Phương Chấn. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần hắn bắt lấy Phương Chấn thì có thể khiến Triệu Hùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, tốc độ của Triệu Hùng so với Bùi Đông Lai thì lại còn nhanh hơn. Dưới ánh đèn chỉ thấy dưới chân Triệu Hùng khẽ động, cả người giống như là bay lượn trên không, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Bùi Đông Lai, giống như một ngọn núi lớn thông thường, ngăn cản đường đi của Bùi Đông Lai. Đồng thời tay phải của Triệu Hùng đột nhiên chém ra, hóa trưởng thành chảo, chụp vào bả vai của Bùi Đông Lai. Hô! Đối mặt với một chảo hung tàn của Triệu Hùng, Bùi Đông Lai không né không tránh. Mà là hắn vung tay phải lên, lực lượng toàn thân dồn vào đó, một kích đánh thẳng tay của Triệu Hùng. Hừ! Triệu Hùng khinh miệt hừ lạnh một tiếng, đồng thời ngay lập tức hóa chảo thành trưởng. Trưởng khắc quyền. 3. Âm thanh vang giòn truyền ra, nắm tay của Bùi Đông Lai đánh thẳng vào lòng bàn tay của Triệu Hùng, thốn kình đột nhiên bạo phát, hắn chỉ cảm thấy được dường như bàn tay của mình đụng phải bông, không có tạo ra thương tổn gì đối với Triệu Hùng. Ân! Bùi Đông Lai phát ra kinh lực khủng bố như thế này làm cho Triệu Hùng hơi kinh ngãi, rất kinh hãi, hắn lập tức biến trưởng thành chảo, một phát bắt lấy cổ tay của Bùi Đông Lai, căn bản không có Bùi Đông Lai có cơ hội thu quyền. Trong con người Bùi Đông Lai hiện lên một tia tàn nhẫn, rồi đột nhiên cổ tay Bùi Đông Lai phát lực, dùng sức vừa chuyển nắm lấy cổ tay của Triệu Hùng. Cầm nã thủ. Giờ phút này, Bùi Đông Lai lại dùng ra chiêu cầm nã thủ quen thuộc trong quân đội. Hắc. Triệu Hùng cười lạnh một tiếng, cổ tay run lên, ám kình tập trung vào cổ tay, rồi đột nhiên bùng nổ. Bá! Bùi Đông Lai chụp vào tay của Triệu Hùng chỉ cảm thấy chụp vào một khối thiết bản, năm ngón tay truyền đến một cơn đau nhức không tưởng, hơn nữa lực phản chấn này thiếu chút nữa đem bàn tay của hắn đánh gãy. Lúc này, tay phải của Triệu Hùng chém ra, thuận thế đổi thành chảo, bắt lấy cánh tay của Bùi Đông Lai rồi dùng sức kéo lên, đem Bùi Đông Lai kéo tới hướng mình. Sau đó hắn tại chỗ nhảy lên, dùng gối hướng về phía ngực của Bùi Đông Lai nện vào. Bùi Đông Lai biến sắc, chẳng quan tâm đến cơn đau đớn trên bàn tay, song trưởng của hắn liền đẩy ra, che ở trước người. Phanh! Đầu gối của Triệu Hùng hung hăng nện vào cánh tay của Bùi Đông Lai, ám kình đột nhiên bùng nổ, lực đạo khủng bố làm cho hai tay của Bùi Đông Lai run lên, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng, đồng thời cả người bay ngược ra sau. Dầm! Trong phút chốc thân thể của Bùi Đông Lai đã bị đánh vào trên vách tường trong phòng khách, chỉ cảm thấy cả người giống như tan rã, đau đớn khó chịu. Bùi Đông Lai cố nén đau đớn, hắn liền búng dậy, vẻ mặt so với lúc trước thì càng tỏ ra ngưng trọng. Nguyên bản hắn cố gắng thông qua tốc độ cùng sức bật vượt xa người thường của mình để cùng Triệu Hùng đánh một trận, kết quả lại phát hiện căn bản bản thân mình không phải đối thủ của Triệu Hùng.
Điều này không khỏi làm cho Bùi Đông Lai nghĩ tới việc chạy trốn, hắn nhìn ra được Triệu Hùng đạt tới cảnh giới minh kính, nếu hắn muốn chạy trốn thì căn bản Triệu Hùng không thể ngăn cản hắn được. Triệu Hùng, đừng để hắn chạy. Có lẽ là nhận thấy được Bùi Đông Lai muốn chạy trốn, Phương Trấn cố gắng nén đau đớn trên thân mình, âm trầm nói một câu, sau đó nhặt điện thoại di động lên, bấm số vừa rồi chưa kịp gọi, dùng giọng điệu ra lệnh, nói. Những người ủng hộ Liễu Nguyệt chuẩn bị ra khỏi cửa, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nhất định không thể để cho bọn hắn còn sống mà đến Thiên Tường tập đoàn được. Nói xong, thậm chí Phương Trấn còn không chờ thủ hạ của mình trả lời, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, híp mắt lại, ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Vương bát đản, tao vốn định đợi sau khi liên thủ cùng Quý Hồng xử lý xong Liễu Nguyệt thì mới giết mày, thế nhưng mày lại dám ăn gan hùm mật gấu đến ám sát ta. Hôm nay, ta sẽ cho mày đời này hối hận vì đã đầu thai làm người. Bá! Ngạc nhiên nghe được lời nói của Phương Trấn, sắc mặt Bùi Đông Lai không khỏi biến đổi. Lúc trước nghe được cuộc nói chuyện của Phương Trấn thì hắn mơ hồ cảm thấy được Liễu Nguyệt có thể gặp phiền toái gì, hiện giờ nghe Phương Trấn vừa nói như thế thì trong nháy mắt hắn liền hiểu ra. Trước mắt có thể nói tình thế của Liễu Nguyệt vô cùng nguy hiểm. Ngay tại lúc Bùi Đông Lai bởi vì lời nói của Phương Trấn mà cảm thấy kinh ngạc thì Triệu Hùng liền âm trầm hướng về phía Bùi Đông Lai đi tới. Bước chân của hắn không nhanh không vội, cơ hồ không phát ra âm thanh gì, ánh mắt thủy chung tập trung vào Bùi Đông Lai. Tình cảnh bây giờ của Liễu Tỷ rất nguy hiểm, nếu làm không tốt thì sẽ táng thân trong tay của Quý Hồng cùng Phương Trấn, nhưng mà nếu ta không chạy trốn, căn bản cũng không phải là đối thủ của Triệu Hùng, kéo dài chỉ có con đường chết mà thôi. Mắt thấy Triệu Hùng không nóng không vội đi tới, Triệu Hùng lại dùng một loại ánh mắt đùa giỡn nhìn vào hắn thì trong lòng Bùi Đông Lai liền phập phồng. Giờ khắc này hắn suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần. Hay là trốn thôi, lưu lại chỉ có chịu chết. Dù sao thì chưa chắc Liễu Tỷ đã chết, mà một khi bản thân mình chết đi thì như vậy chẳng những mất đi cơ hội bước chân vào Tần gia, còn có Đông Tuyết, lại càng không thể hoàn thành di nguyện của Tiêu Phi. Bên trong tuyệt cảnh, tâm tư của Bùi Đông Lai càng lúc càng rối bời, dù sao thì hắn đã bắt đầu giai đoạn dung hợp lần thứ hai với linh hồn Tiêu Phi, công phu không ngừng tăng lên, tiền năm vô hạn, chỉ cần đạt đến cảnh giới ám kính thì tuyệt đối có thể đánh chết Phương Trấn và Triệu Hùng, hoàn toàn không đáng để liều mạng. Cái gì gọi là núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt chính là như thế. Không, mắt thấy Triệu Hùng càng ngày càng tới gần, áp lực càng ngày càng tăng thì đột nhiên trong lòng của Bùi Đông Lai phát ra một tiếng không cam lòng, vẻ do dự trong con mắt đã biến mất thay vào đó chính là sự kiên định. Từ sau khi dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì con đường luyện võ của ta vô cùng suôn sẻ, không có một chút bất lợi. Jason đã nói qua, khuyết điểm duy nhất của bản thân ta chính là sinh tử tôi luyện. Hiện giờ gặp phải quyết chiến sinh tử, nếu như bản thân lui bước thì trong lòng sẽ lộ ra một lỗ hỏng lớn, sau này làm sao có thể đề tăng cảnh giới được. Lại làm thế nào có thể thực hiện lời hứa với Tiêu Phi? Nếu bản thân mình cam lòng làm người nhu nhược, không muốn làm kẻ yếu, muốn trở thành cường giả thì như vậy, bản thân phải đánh cược một lần thử sao? Trong phút chốc, Bùi Đông Lai trừ bỏ tạp niệm trong đầu, cả người hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chưa có lúc nào mà Bùi Đông Lai lại lộ ra vẻ kiên định giống như lúc này. Hắn chỉ cảm thấy cảm giác lùi bước trong lòng hắn đã biết mất không còn tâm hơi, sự tự tin trong lòng hắn đã khôi phục lại, đồng thời một cỗ chiến ý đáng sợ đang thiêu đốt cơ thể hắn, không ngừng tăng lên, tiếp tục tăng lên. Ách! Nhận thấy được khí thế biến hóa của Bùi Đông Lai thì Triệu Hùng nao nao, theo sau không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Theo ý nào đó mà nói thì thực lực của Bùi Đông Lai đã vượt qua dự đoán của Triệu Hùng. Triệu Hùng rất rõ ràng, bằng vào sức bật khủng bố của Bùi Đông Lai nếu hắn quyết tâm muốn bỏ trốn thì bản thân Triệu Hùng sẽ không có cách nào ngăn cản được. Hiện giờ thấy Bùi Đông Lai chẳng những không chạy trốn, hơn nữa lại lộ ra bộ dáng muốn cùng hắn liều mạng thì nhất thời Triệu Hùng liền thở nhẹ ra. Ở hắn xem ra, tuy rằng hắn không thể ngăn cản được Bùi Đông Lai chạy trốn nhưng nếu muốn chiến thắng được Bùi Đông Lai thì quả thật có chút lo lắng. Đường đường là một cao thủ ám kính thế mà ăn nhờ ở đậu, làm chó cho người ta, quả thật là ngươi đã làm mất mặt người luyện võ. Mắt thấy bước chân của Triệu Hùng thoáng dừng lại thì một bên Bùi Đông Lai gia tăng chiến ý, một bên châm chọc. Thân là Hắc Quyền Vương Phương Nam, bởi vì lúc nhỏ nhà hắn quá nghèo cho nên hắn được mẫu thân đưa đến Thiếu Lâm tự luyện võ đồng thời để cho hắn có thể no bụng. Thiên phú võ học của Triệu Hùng cực cao, không đến 5 năm liền bước vào cảnh giới minh kính.
hơn nữa vào năm 25 tuổi thì hắn đã bước vào cảnh giới minh kính đại thành. Đồng dạng là một năm kia, hắn nghe tin mẫu thân bị bệnh nặng, vì thế hắn liền trở về nhà. Vì muốn chữa bệnh cho mẫu thân, cuối cùng hắn đã lựa chọn rời Thiếu Lâm, đến vùng Duyên Hải đánh hắc quyền, lấy tư thế vô địch quét ngang giới cao thủ. Cho tới khi hắn trở lại nhà của mình thì phát hiện mẫu thân của hắn đã được đưa vào bệnh viện tốt nhất, tiếp nhận trị liệu tốt nhất. Người đưa mẫu thân hắn vào viện không ai khác đó chính là Phương Chấn. Mà từ bác sĩ hắn biết được nếu không phải là do Phương Chấn đưa mẫu thân hắn đến bệnh viện để điều trị thì chờ sau khi hắn trở về nhà, bệnh tình của mẫu thân hắn sẽ hoàn toàn chuyển biến xấu đi, cho dù là Hoa Đà cũng không có cách nào cứu chữa nổi. Bởi vì muốn đáp tạ cho nên hắn đi theo Phương Chấn, trở thành bảo tiêu của Phương Chấn, 5 năm qua như một ngày lúc nào hắn cũng như hình như bóng bên cạnh Phương Chấn. Cho dù ở 3 tháng trước, hắn bước chân vào cánh cửa ám kính, cũng chưa từng nghĩ tới rời đi. Dưới tình hình như thế, mắt thấy Bùi Đông Lai muốn châm ngoài ly gián thì giọng nói của Triệu Hùng hoàn toàn lạnh xuống. Mày không cần phải phí công vô ích. 3. Không đợi cho Triệu Hùng nói hết lời, Bùi Đông Lai liền nhảy lên, cả người hắn giống như là một mũi tên rời khỏi cung, bay thẳng về phía Triệu Hùng. Hô, hô. Có thể nói một kích này là Bùi Đông Lai đã tính toán từ lâu, tốc độ vô cùng khủng khiếp, thân ảnh giống như là quỷ mị. Bá! Trong chớp mắt, Bùi Đông Lai đến trước người của Triệu Hùng, hóa thủ vi đao, chém về phía Triệu Hùng. Hừ! Triệu Hùng hừ lạnh một tiếng cũng không né tránh mà là vung tay lên đỡ một đòn của Bùi Đông Lai. Hắn đã đạt tới cảnh giới ám kính cho nên có thể lợi dụng ám kình để đỡ một kích này, hơn nữa hắn có thể lợi dụng ám kình để gây tổn thương cho đối phương, cho nên hắn không hề e ngại một đòn của Bùi Đông Lai. Dường như Bùi Đông Lai cũng nhìn ra điểm này, mắt thấy Triệu Hùng lấy cứng đối cứng thì tay của hắn liền dừng lại, cổ tay liền thay đổi, năm ngón tay liền hơi nắm lại giống như là một con rắn, hướng yết hầu của Triệu Hùng đâm vào. Đối mặt với Bùi Đông Lai biến chiêu thì Triệu Hùng tùy ra vỗ, trực tiếp chụp lấy cánh tay của Bùi Đông Lai. 3. Đỡ một đòn của Bùi Đông Lai, đồng thời thân hình của Triệu Hùng thu lại, sau đó đột nhiên đến gần Bùi Đông Lai, dùng bả vai húc về phía Bùi Đông Lai. Thiết Sơn Kháo. Bịch. Bùi Đông Lai không kịp đề phòng, trực tiếp đụng thẳng vào Triệu Hùng, sau đó thân thể của Bùi Đông Lai liền bay ra ngoài, hắn giống như là diều đứt dây vật, bay ngược trở ra. Trên không. Bởi vì bị một đòn nghiêm trọng của Triệu Hùng cho nên sắc mặt của Bùi Đông Lai trở nên trắng bệch, từng khúc xương trên người hắn giống như là bị gãy ra, đau đớn làm cho hắn thiếu chút nữa ngạt thở. Chẳng qua là hắn vẫn duy trì được sự tỉnh táo, trong đầu không ngừng hiện lên chiêu mới vừa rồi của Triệu Hùng. Trong lúc phát kình thì phải hoàn toàn phong bế lỗ chân lông, không cho kình lực thoát ra ngoài, lực lượng phải tập trung lại một điểm, hơn nữa trong quá trình phát kình, khung xương cùng bản thân. Hai thứ đó phải đồng bộ với nhau. Cùng lúc, những lời nói của Qua Tử không ngừng vang lên bên tai của Bùi Đông Lai, lúc trước hắn không thể nắm bắt được cảm giác này nhưng bây giờ thì lại có thể, cả người hắn đạt đến trạng thái không minh mà bao lâu nay chưa có. Bịch! Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai hoàn toàn tìm được cảm giác này, thân thể hắn đã hung hăng đập vào một bồn hoa, đem bồn hoa ngã rơi xuống đất. Không có gì hơn mà thôi. Lúc chạm đất, Bùi Đông Lai liền bừng tỉnh, trong lòng dường như đã minh bạch được điều gì, khóe miệng không khỏi nở ra nụ cười hưng phấn. Phốc! Ngắn ngủi hưng phấn trôi qua, Bùi Đông Lai phun ra một ngụm nước miếng, trong đó có lẫn với máu, hắn cố nén đau đớn mà đứng dậy. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mắt thấy Bùi Đông Lai chẳng những xuất khẩu cuồng ngôn hơn nữa lại đứng đến, muốn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, trong lòng của Triệu Hùng liền giận dữ, quát một tiếng. Cả người hắn lẳng lặng không phát ra một hơi thở, rồi tới gần Bùi Đông Lai. Phịch! Triệu Hùng vẫn như cũ, vẫn hóa thủ vi đao, trong đó hắn có rót vào ám kính, uy lực có thể so với một thanh đại đao. Lúc này đây, Bùi Đông Lai cũng không lui lại, cũng không có né tránh, mà là vung tay đón lấy. Triệu Hùng thấy thế, khóe miệng lập tức nổi lên một tia cười lạnh. Phanh! Tay của Triệu Hùng hung hăng chém vào cánh tay của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai vẫn không nhúc nhích. Trong chớp mắt, cánh tay của Triệu Hùng đã bị văng ra, từ bàn tay truyền đến một cơn đau. Ách! Tại sao có thể như vậy? Trong chớp mắt, nụ cười lạnh trên miệng của Triệu Hùng đã biến mất, thay vào đó là hắn sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Ngay sau đó, không đợi Triệu Hùng lấy lại tinh thần, tay phải của Bùi Đông Lai đột nhiên vung lên,
thuận thế làm ra một cái tát tai. Kình phong đánh úp vào mắt, Triệu Hùng lấy làm ngạc nhiên, sau đó hắn cố gắng giơ cánh tay lên ngăn cản. Đã quá muộn. Dưới ánh đèn, tốc độ bàn tay của Bùi Đông Lai đang từ từ bỗng nhiên tăng nhanh. Bốp! Một tát của Bùi Đông Lai vào mặt của Triệu Hùng giống như là đập chết một con ruồi, so với lực lượng ám kính khi nãy của Triệu Hùng thì chỉ có cao hơn mà thôi, lực lượng khủng bố trực tiếp đem Triệu Hùng đánh bay ra ngoài. Này, làm sao có thể? Mắt thấy Triệu Hùng giống như là quả banh tennis bị đánh bay ra xa, cả người Phương Chấn liền trợn tròn mắt, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, dùng sức lắc lắc đầu, sau đó lại thử đem ánh mắt trừng lớn, cố gắng để bản thân nhìn rõ ràng thêm một chút. Giờ khắc này, hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Ảo giác? Thân thể của Triệu Hùng hung hăng đạp vào trên tường, ngã rầm xuống đất, nửa bên mắt trực tiếp bị lún vào, máu tươi chảy đầm đìa. Ngươi cũng biết ám kính. Không để ý đau đớn trên mặt, ánh mắt Triệu Hùng trợn tròn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn vào Bùi Đông Lai. Ngươi đã đánh đủ chưa? Đã đánh thoải mái chưa? Có đã chưa? Tới phiên ta. Nói xong, bóng người liền xuất hiện. Lúc trước Bùi gia thiếu niên không hề có năng lực hoàn thủ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước người Triệu Hùng, chân phải nâng lên, hung hăng dậm xuống. Nói riêng về tố chất thân thể thì Bùi Đông Lai cũng không thua gì so với Triệu Hùng. Lúc trước hắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ là bởi vì hắn chưa bước qua được cánh cửa ám kình, mà Triệu Hùng thì ngược lại, có thể lợi dụng ám kình để công kích Bùi Đông Lai. Sau khi tiến vào cảnh giới ám kính thì kinh lực của Bùi Đông Lai cũng được tăng lên, hắn lợi dụng ám kính để ngăn cản thủ đao của Triệu Hùng, hơn nữa thừa dịp Triệu Hùng ngây người thì Bùi Đông Lai liền một tát đánh bay Triệu Hùng. Lúc này, hắn nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, vội vàng sử dụng phách thối, bổ về phía đầu của Triệu Hùng, muốn đem Triệu Hùng giết chết. Mắt thấy một chiêu của Bùi Đông Lai thì Triệu Hùng cũng không dám lấy cứng đối cứng, hắn giống như là một con lừa, liền lăn qua một bên để né một đòn này của Bùi Đông Lai. Dầm! Một cước của Bùi Đông Lai liền đánh lên trên mặt đất, trong nháy mắt gạch sàn nhà liền vỡ vụn. Một kích không trúng, đột nhiên thân thể của Bùi Đông Lai cúi xuống, tay phải chém ra hướng về phía Triệu Hùng. Bởi vì Bùi Đông Lai đột nhiên phát ra lực lượng khủng bố nên làm cho Triệu Hùng hoảng sợ, nhất thời không thể hoàn toàn phong kín lỗ chân lông cho nên kình lực thoát ra ngoài, cả người giống như là quả bóng xì hơi. Mồ hôi đổ đầy ra người, hơn nữa tốc độ lẫn lực lượng đều đã giảm đi đáng kể. Mắt thấy Bùi Đông Lai không buông tha, Triệu Hùng lại cố gắng trốn tránh, phát hiện mình đã đi vào góc tường, không có cách nào trốn tránh nữa. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể vung tay đỡ lấy. Phạch! Âm thanh trầm đục truyền ra, năm ngón tay Bùi Đông Lai vỗ mạnh vào cánh tay của Triệu Hùng, trong nháy mắt ám kình bùng nổ, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của Triệu Hùng. Rắc! Tiếng xương vang lên, máu tươi văng khắp nơi, Bùi Đông Lai đã đánh gãy cánh tay phải của Triệu Hùng, sau đó hắn dùng sức kéo, trực tiếp kéo nát cánh tay của Triệu Hùng. Đau đớn kịch liệt làm cho Triệu Hùng có cảm giác hít thở không thông, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng. Chết cho ta! Thấy Triệu Hùng mất đi sức chiến đấu thì Bùi Đông Lai cũng không ngừng lại, hắn quát lên một tiếng rồi sau đó cầm nửa cánh tay của Triệu Hùng lên. Nhắm ngay yếu hầu của Triệu Hùng rồi dùng chính cánh tay của hắn đâm xuống. Phốc! Trong nháy mắt yếu hầu của Triệu Hùng vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. A! À, phía sau, Phương Chấn thấy Bùi Đông Lai ra tay tàn nhẫn, thì hắn liền hoảng sợ, hét to lên một tiếng. Mà về phần Triệu Hùng thì hai mắt hắn trừng to nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, đồng thời theo bản năng, cố gắng vươn tay trái ra để che miệng vết thương, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Vài giây sau, thân thể Triệu Hùng run rẩy lên một cái rồi sau đó tắt thở ngay tại chỗ. Dưới ánh đèn, hai mắt của hắn không nhắm lại mà nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, cảm giác kia như muốn hỏi, làm sao mày có thể phát ra được ám kình? Không để ý để Triệu Hùng đã chết đi, Bùi Đông Lai xoay người, cả người đều là máu hướng về phía Phương Chấn. Không, không nên qua đây. Nhìn cả người Bùi Đông Lai đều là máu. Thì Phương Chấn chỉ cảm thấy Bùi Đông Lai giống như là một tên ác ma đến từ đi đan ngục, theo bản năng hắn liền lui về phía sau. Lui về phía sau. A a a. Lui ra, đột nhiên, một trận kình phong hướng mặt của Phương Chấn mà quét vào, hai mắt của Phương Chấn liền nhắm lại rồi hét to lên một tiếng. Sau đó, khi hắn mở mắt ra thì rõ ràng thấy được cả người Bùi Đông Lai đều là máu đang đứng bên người hắn,
thiếu chút nữa thì hắn đã bị hù mà chết. Bùi Đông Lai không nói hai lời, liền trực tiếp xách Phương Chấn lên giống như là xách một con gà. Theo bản năng thì Phương Chấn liền chống lại, cả người vung quyền đánh về phía Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế, đột nhiên tay phải của hắn phát lực, cầm lấy Phương Chấn dùng sức quăng về cái bàn trà ở bên cạnh. Dầm! Loảng xoảng, a! À, ba thanh âm lần lượt vang lên, cả người Phương Chấn nhuộm đầy máu, hắn giống như là một con chó chết, cả người cuộn lại nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Bùi Đông Lai thấy thế cũng không động thủ nữa, hắn cúi người xuống nhặt chiếc đờ ti ở dưới đất lên, sau đó cầm một mảnh cẩm thạch vỡ, đặt trên cổ của Phương Chấn, lạnh lùng nói. Lập tức kêu người của mày dừng lại, nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Nói xong, tay phải của Bùi Đông Lai hơi phát lực, mảnh cẩm thạch liền hơi cứa vào cổ của Phương Chấn, nhất thời máu từ cổ của Phương Chấn nhỏ ra. Bên tai vang lên lời nói Bùi Đông Lai, lại cảm nhận được trên cổ truyền đến cơn đau thì Phương Chấn sợ tới mức cả người run lên, chất lỏng màu vàng giữa hai chân hắn không khống chế được mà phải chảy ra. Phương gia. Ngay khi điện thoại được chuyển thì giọng nói của tên Bảo Tiêu liền vang lên. Vẫn chưa trả lời, cả người Phương Chấn run lên, mỗi lần run thì một ít chất lỏng giữa hai quần hắn lại càng chảy ra thêm. Sắc mặt Bùi Đông Lai phát lạnh, tay phải lại phát lực, mảnh cẩm thạch liền đâm vào cổ của Phương Chấn. Ngươi, các ngươi lập tức dừng lại. Cảm nhận được Bùi Đông Lai thật sự sẽ ra tay, Phương Chấn sợ tới mức hồn phi phách tán, giống lên. Phương gia, ngài. Ngài nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại, tên Bảo Tiêu liền cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Phương Chấn nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy được lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Dừng, dừng lại. Phương Chấn sắp khóc, hắn có một vạn lý do tin tưởng, nếu hắn không làm theo như lời của Bùi Đông Lai thì Bùi Đông Lai tuyệt đối sẽ giết hắn. Phương gia, vì sao phải dừng lại? Các huynh đệ lập tức liền muốn động thủ. Chỉ cần giết được vài tên ủng hộ Liễu Nguyệt thì kế hoạch của ngài cùng với quý tiểu thư sẽ thành công. Ta nói CMN, ngươi dừng lại. Không đợi tên Bảo Tiêu kia nói xong, Phương Chấn liền dùng toàn lực hét lớn. Giọng nói của Phương Chấn làm cho tên Bảo Tiêu kia thiếu chút nữa làm rớt đờ ti xuống đất. Vâng, Phương gia. Tên Bảo Tiêu kia hít sâu một hơi rồi liền trả lời một câu thuyết phục, tuy rằng hắn không biết vì sao trong lúc nguy cấp này Phương Chấn lại dừng hành động. Nhưng mà người ra lệnh chính là Phương Chấn cho nên hắn không dám chống lại. Nói xong thì hắn liền lấy ra một cái máy truyền tin, trầm giọng nói. Mọi người nghe rõ, Phương gia yêu cầu chúng ta lập tức đình chỉ hành động. Nói lại một lần nữa, Phương gia yêu cầu chúng ta lập tức đình chỉ hành động. Lôi ca, vì sao Phương gia lại muốn dừng lại hành động lần này a? Đúng vậy a, Lôi ca, lúc này tại sao Phương gia lại có thể để chúng ta dừng lại? Lôi ca, người không lầm chứ? Nếu không thì người hãy hỏi lại Phương gia đi. Chấm. Sau khi nghe được mệnh lệnh của người gọi là Lôi ca thì thủ hạ dưới tay của Phương Chấn liền nghi ngờ. Hô. Đối mặt với những lời nghi ngờ này thì Lôi ca liền hít một hơi thật sâu, sau đó nổi giận, giống lớn. Ta CMN, làm sao ta biết Phương gia lại làm như thế? Nếu các ngươi có dũng khí thì tự mà đi hỏi Phương gia đi. Nghe được tiếng giống của Lôi ca thì tất cả đám người liền ngậm miệng lại, trong đó không ít người trơ mắt nhìn mục tiêu cách mình không xa. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai trực tiếp cúp điện thoại. Âm mưu của mày và Quý Hồng là gì? Cúp điện thoại, Bùi Đông Lai lạnh giọng hướng Phương Chấn hỏi. Lúc này đây, Phương Chấn không có trả lời ngay, thậm chí, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt hắn đã giảm đi rất nhiều. Dường như, thông qua một trận giày vò vừa rồi thì cả người liền bình tĩnh trở lại. Cậu thả ta sẽ nói cho cậu biết. Vài giây đồng hồ sau, Phương Chấn mở miệng. Nghe Phương Chấn nói như vậy thì Bùi Đông Lai cũng không nói gì, hắn liền nắm mảnh cẩm thạch lên rồi đột nhiên vung lên. Phốc! Lỗ tai của Phương Chấn liền bị cắt đứt, máu tươi phun ra. A! Phương Chấn liền kêu lên một tiếng thảm, đồng thời theo bản năng che lấy cái lỗ tai, bất quá lại là không có cầu xin tha thứ, mà là thở hổn hển giống lớn nói. Có dũng khí thì giết tao đi. Bùi Đông Lai không có lại ra tay, mà là nheo lại ánh mắt. Hắc, tao nói cho mày biết, cho dù mày có giết tao đi chăng nữa thì đêm nay Liễu Nguyệt cũng sẽ chết. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Phương Chấn nghĩ đến bản thân mình đã nắm được chỗ yếu hại của Bùi Đông Lai, cố ý đe dọa. Mặt khác, muội muội của tao chính là tình nhân của Tào Nghiễm Giang,
nếu mày giết tao thì nàng tuyệt đối sẽ giúp ta báo thù, tao thừa nhận là thực lực của mày rất mạnh. Nhưng mà, trước mặt cơ quan quốc gia thì mày chắc chắn phải chết. Nói đủ chưa? Thấy Phương Trấn nói hết thì Bùi Đông Lai ngồi xổm xuống, đối mặt với Phương Trấn. Thả ta sẽ nói cho mày biết kế hoạch của Quý Hồng. Phương Trấn nhịn đau, cắn răng. Liễu Nguyệt có ân đối với ta, cho nên ta sẽ cố gắng cứu nàng, nếu không cứu được thì ta cũng không có cách nào. Bùi Đông Lai cười lạnh. Còn về phần, muội muội của mày giúp mày báo thù, mày cảm thấy rằng, nếu tao đã dám ám sát mày thì tao còn sợ bị muội muội mày trả thù sao? Mày! Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì Phương Trấn liền ngây ra, sau đó hắn điên cuồng lắc đầu. Mày không cần nói lung tung như thế, nếu mày không quan tâm đến sinh tử của Liễu Nguyệt thì vì sao lại bắt tao gọi điện, ngăn cản hành động của đám thủ hạ? Không thể không nói. Phương Trấn có thể trở thành kiêu hùng một phương thì quả thật có chỗ hơn người, ngay cả lúc nằm trong tuyệt cảnh thì cả người hắn vẫn giữ được vài phần bình tĩnh. Mắt thấy không thể lừa gạt Phương Trấn, Bùi Đông Lai dứt khoát không muốn diễn kịch nữa, lạnh lùng nói. Nếu như tao nhớ không lầm thì lúc trước mày có nói qua đêm nay tao sẽ sống không bằng chết, đúng không? Ách! Phương Trấn há to mồm, không phản bác được. Tao đã được huấn luyện ở căn cứ huyết sát cho nên có học vài thủ đoạn, dường như là có đến 108 loại thủ đoạn để bức cung. Bùi Đông Lai nói xong thì cố ý dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Tao nghĩ, cho dù là 108 loại thủ đoạn này không thể lấy được tin tức gì trong miệng của mày, nhưng mà cũng có thể để cho mày cảm nhận được cái cảm giác sống không bằng chết, mày cảm thấy thế nào? Trong nháy mắt, hơi thở của Phương Trấn liền trở nên dồn dập, thân mình cũng run lên. Lột da, rút xương, mày thích cái nào trước? Bùi Đông Lai nói xong, cố ý cầm lấy một mảnh cẩm thạch, đồng thời đưa từ từ vào ngay đồng tử của Phương Trấn. Hoặc là tự nói, hoặc là tao đâm vào. Không, không cần, ta nói cho. Ta sẽ đem toàn bộ những gì ta biết nói ra. Phương Trấn bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, hoàn toàn sụp đổ. Bóng đêm dần trôi, gió đêm phe phẩy, trong chiếc Rolls Royce Phantom, Quý Hồng bưng một ly rượu đỏ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, ý cười trên mặt càng đậm. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Quý Hồng thì ở một bên, Mạc Nhận và Tạ Hoa hai người đều rất rõ, qua đêm nay, Giang Sơn Hắc Đạo của Đông Hải sẽ thuộc về Quý Hồng, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên cũng sẽ biến mất kể từ đây. Chỉ còn lại một hỏa mỹ nhân lưu lại ở Đông Hải này. Reng, reng. Đột nhiên, tiếng chuông di động vang lên, đánh vỡ không khí im lặng trong ô tô. Quý Hồng thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm rượu rồi sau đó mỉm cười nhận điện thoại. Lão bản. Dường như là toàn bộ cảnh sát đã xuất động, trong đó bao gồm cả đặc công. Không ít huynh đệ của chúng ta đã bị bắt, người xem, còn muốn gây ra náo loạn, hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát hay không? Sau khi điện thoại được chuyển, thì giọng nói của tên thủ hạ vang lên. Hẳn là người của Phương Trấn đã động thủ, các ngươi có thể dừng lại. Quý Hồng cười, nói. Đối với Quý Hồng mà nói. Sở dĩ nàng để cho thủ hạ của mình gây ra động tĩnh lớn như vậy thì muốn thu hút cảnh sát, để cho người của Phương Trấn có thể thuận lợi thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch. Sau đó rồi rút lui khỏi Đông Hải, khiến cho cảnh sát vô kế khả thi. Còn về phần những tên bị cảnh sát mang đi thì Quý Hồng cũng không để ý. Trong bàn cờ, luôn luôn phải có binh sĩ hy sinh, đối với Quý Hồng mà nói thì những tên này ngay cả tư cách làm binh sĩ cũng không có. Vâng, lão bản. Đầu bên kia điện thoại, tên thủ hạ liền vội vàng lĩnh mệnh. Quý Hồng không nói lời vô ích, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó bấm điện thoại của Phương Trấn, dùng một ngữ khí như cũ, hỏi. Phương Trấn, người của ông hành động chưa? Người của ta đã không đợi kịp nữa rồi. Ta mới nhận được tin của thủ hạ, người của ta vẫn dựa theo kế hoạch như cũ mà hành động. Đầu bên kia điện thoại, bởi vì Phương Trấn bị Bùi Đông Lai uy hiếp cho nên hành đành phải đưa ra câu trả lời thuyết phục. Bên tai vang lên lời nói Phương Trấn, nụ cười của Quý Hồng càng thêm quyến rũ. Phương lão đại, vì muốn chào đón thắng lợi của chúng ta, giọng nói của ông hẳn là cần phải hưng phấn, cao hứng lên một ít, chứ đừng nên nghiêm túc giống như bây giờ. Quý lão đại không quên ước định giữa chúng ta là tốt rồi. Phương Trấn trầm mặc sau một lúc lâu, dựa vào hình dáng của miệng khi phát âm của Bùi Đông Lai mà hắn liền trả lời một câu chắc chắn. Yên tâm, phần của ông cũng không ít đâu. Quý Hồng cười cười, nói. Tốt lắm, ta rất muốn gặp băng mỹ nhân rồi, cứ như vậy đi.
Nói xong, Quý Hồng không đợi Phương Trấn trả lời thuyết phục, liền cúp điện thoại. Ta đã hoàn toàn dựa theo yêu cầu của mày làm. Đầu bên kia đờ ti, sắc mặt Phương Trấn trắng bệch nhìn vào Bùi Đông Lai. Thả ta. Giúp tao làm hai chuyện, tao sẽ tha cho mày. Bùi Đông Lai nói, sắc mặt bình tĩnh. Mày. Phương Trấn tức giận đến cả người phát run. Hai việc cuối cùng, chỉ cần làm cho tao hai việc này thì tao cam đoan sẽ thả mày đi. Vẻ mặt Bùi Đông Lai nghiêm túc, nhìn qua tuyệt đối không giống nói dối. Không thể. Phương Trấn dùng sức lắc đầu. Phương Trấn, tao hy vọng mày hiểu được, mày không có tư cách bàn điều kiện với tao. Giọng nói của Bùi Đông Lai trở nên phá lạnh. Cả người Phương Trấn chấn động, không phản bác được. Chắc hẳn là băng mỹ nhân đã đến, Ân Ly, đi nhanh hơn một chút. Quý Hồng cũng không biết chuyện tình của Phương Trấn cho nên nàng cảm thấy kế hoạch của mình đã thành công, trong lòng vô cùng vui sướng, lập tức kêu Ân Ly tăng tốc. Ân Ly không có hé răng mà là đạp chân ga, trong chớp mắt chiếc Rolls Royce Phantom liền hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng tập đoàn Thiên Tường chạy nhanh đến. Lúc này trong ô tô, hai người Mạc Nhận và Tạ Hoa đều rõ ràng, thế cục đã đại định, sau đêm nay Đông Nguyệt Bang cùng Thiên Tường sẽ chính thức xóa tên khỏi Đông Hải. 15. Sau, chiếc Rolls Royce Phantom của Quý Hồng đã thuận lợi đi đến dưới lầu của tập đoàn Thiên Tường. Khi xe dừng lại thì Quý Hồng rõ ràng nhìn thấy được chiếc Lincoln Liễu Nguyệt của Liễu Nguyệt, khóe miệng nàng không khỏi nở ra một nụ cười của người thắng lợi. Xem ra băng mỹ nhân của chúng ta đã chờ lâu rồi, đi thôi. Chúng ta đi lên, cho nàng một kinh hỉ. Thu hồi ánh mắt, Quý Hồng mỉm cười, dẫn đầu từ trong ô tô đi ra. Mạc Nhận cùng Tạ Hoa nhìn nhau rồi lần lượt xuống xe. Xuống xe, dưới sự bảo vệ của Ân Ly thì Quý Hồng đi ở phía trước, mà Mạc Nhận cùng Tạ Hoa thì đi ở sau cùng. Bảo vệ của tập đoàn Thiên Tường thấy Quý Hồng thì vốn là ngẩn ra, sau đó muốn ngăn trở nhưng kết là thấy Mạc Nhận cùng Tạ Hoa. Phát hiện này làm cho bọn họ nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Đông Nguyệt Bang cùng Mãnh Hổ Bang đối lập với nhau, trong thế giới ngầm của Đông Hải thì ai ai cũng biết điều này. Mà bảo vệ của tập đoàn Thiên Tường đều là người của Đông Nguyệt Bang cho nên rất rõ việc này. Mạc Lão Đại, Tạ Gia. Mặc dù trong lòng cảm thấy khiếp sợ khi thấy Mạc Nhận và Tạ Hoa đi chung với Quý Hồng nhưng mà hai tên bảo vệ cũng không hỏi nhiều, trước tiên lên chào hỏi Mạc Nhận và Tạ Hoa. Đối mặt với lời chào hỏi của hai tên bảo vệ thì Mạc Nhận và Tạ Hoa cũng không lên tiếng, mà một bên Quý Hồng nũng nịu tươi cười. Liễu tiểu thư ở trên lầu sao? Mắt thấy Quý Hồng mở miệng, hai gã bảo vệ chị An có chút không biết phải làm sao. Quý tiểu thư hỏi các ngươi đấy. So sánh với Mạc Nhận mà nói thì hận ý của Tạ Hoa đối với Liễu Nguyệt càng đậm hơn, ước gì thấy được Liễu Nguyệt sớm sụp đổ. Hiện giờ thấy hai gã bảo vệ không trả lời câu hỏi của Quý Hồng thì hắn liền mở miệng khiển trách. Bẩm Tạ gia, lão bản ở trên lầu. Đối mặt với lời của mắng của Tạ Hoa thì trong lòng hai gã bảo vệ khiếp sợ không thôi, bất quá lại là không có nghĩ nhiều, mà là trước tiên cấp ra câu trả lời thuyết phục. Khanh khách, thấy một màn như vậy thì một lần nữa Quý Hồng nở nụ cười, phong tình vạn trùng. Từ sau khi trở thành người đứng đầu của Mãnh Hổ Bang thì chưa bao giờ Quý Hồng cao hứng như ngày hôm nay vậy. Bên tai vang lên tiếng cười của Quý Hồng, nhìn vào bóng lưng của bốn người thì hai tên bảo vệ sững sờ ngay tại chỗ. Sao lại thế này, Mạc Lão Đại, Tạ gia như thế nào sẽ cùng Quý Hồng cùng một chỗ? Theo ta thấy, rất có thể lão bản cùng với Quý Hồng nói chuyện làm ăn, nếu không Quý Hồng sẽ không tới nơi này. Ta cảm giác không thích hợp, người cẩn thận nhớ lại xem. Mạc Lão Đại cùng Tạ gia dường như là tôn kính với Quý Hồng a. Hư, con mẹ nó người muốn chết a. Lời này mà ngươi cũng có thể nói lung tung được sao? Mặc dù đã đi xa nhưng Quý Hồng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của hai tên bảo vệ, nàng không nhịn được mà quay sang nhìn Mạc Nhận và Tạ Hoa, nụ cười trên mặt càng đậm. Đồng thời, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ chờ mong. Chờ mong cùng Liễu Nguyệt gặp mặt. Đinh! Mấy phút đồng hồ sau, nương theo một tiếng vang thì thang máy đã đến tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Tường. Ra thang máy, Quý Hồng vẫn đi đầu. Rất nhanh, dưới sự bảo vệ của Ân Ly thì Quý Hồng đã mang theo Mạc Nhận cùng Tạ Hoa đi đến trước phòng hội nghị, Ân Ly giữ im lặng tiến lên từng bước, đẩy cửa phòng ra. Két! Cửa phòng liền mở ra. Nương theo ánh đèn thì Quý Hồng có thể thấy được trong phòng họp cố vài người đang ngồi trước bàn hội nghị, toàn bộ những người này đều là cổ đông của tập đoàn Thiên Tường. Quý lão bản,
Ngay khi Quý Hồng ngạc nhiên thì trong phòng họp đã có vài tên cổ đông đứng dậy chào hỏi Quý Hồng, đồng thời thở nhẹ một hơi. Bọn hắn bị ép buộc đem một phần cổ phần bán ra cho Quý Hồng, hơn nữa còn biết được kế hoạch của Quý Hồng. Lúc trước thấy Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng không xuất hiện thì bọn hắn cảm giác được có một cây kiếm đang treo trên đỉnh đầu. Hiện giờ Quý Hồng đã đến, làm cho bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Ở bọn hắn xem ra, mấy tên ủng hộ Liễu Nguyệt còn chưa đến, như vậy chứng tỏ kế hoạch của Quý Hồng đã thành công viên mãn. Thành công sao? Dưới ánh đèn, nụ cười trên mặt Quý Hồng đọng lại, trong lòng xuất hiện một trực giác không tốt. Bởi vì, dựa theo lời nói của hai tên bảo vệ thì Liễu Nguyệt đã tới tập đoàn Thiên Tường, như vậy mà hiện giờ Liễu Nguyệt lại không có trong này. Cũng giống như Quý Hồng, Mạc Nhận và Tạ Hoa cũng không thấy Liễu Nguyệt đâu cả, sắc mặt hai người hơi đổi. Liễu Nguyệt còn chưa tới sao? Quý Hồng trầm giọng hỏi. Quý lão đại, ta chờ cô đã lâu. Không đợi mấy tên cổ đông kia trả lời thì từ đằng sau đã truyền đến giọng nói của Liễu Nguyệt. Nói xong, bóng người xuất hiện. Liễu Nguyệt thân mặc một bộ đồ màu đen xuất hiện ở phía sau. Bá! Nghe được giọng nói của Liễu Nguyệt thì bốn người Quý Hồng liền ngạc nhiên, sau đó quay đầu lại thì thấy vẻ mặt Liễu Nguyệt âm trầm, đang đi lại đây. Trừ Liễu Nguyệt ra thì bên cạnh nàng còn mấy tên cổ đông ủng hộ nàng nữa. Thời gian chậm dần, hình ảnh nhưng đứng lại. Thấy mấy tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt thì bất kể là Mạc Nhận, Tạ Hoa hay là người có tâm lý mạnh như Quý Hồng cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Nếu không phải tiếng bước chân của đám người Liễu Nguyệt vang lên, thì bọn hắn hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Bởi vì lúc nãy, Phương Trấn đã nói cho Quý Hồng biết rằng đám người này đã bị Phương Trấn xử lý. Mà hiện giờ, những tên này chẳng những còn sống nhăn răng ra, hơn nữa đều đi sau Liễu Nguyệt. Những tên này không phải là bị thủ hạ của Phương Trấn xử lý rồi sao? Bọn hắn làm sao có thể còn sống? Dưới ánh đèn, hai người Mạc Nhận và Tạ Hoa đều trợn tròn há hốc mồm. Cùng lúc đó, một nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn trong cơ thể bọn hắn. Bọn hắn đều đem tất cả tiền cược đặt ở trên người Quý Hồng, nếu Quý Hồng thua trận này thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được kết quả của bọn hắn. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả Quý Hồng cũng bị biến hóa bất thình lình này làm trở tay không kịp. Chẳng lẽ Phương Trấn hai mặt, sau lưng đâm ta một nhát ư? Lý Chí nói cho Quý Hồng biết. Nàng bị Phương Trấn đùa giỡn. Quý cổ đông, thoạt nhìn thì sắc mặt của cô cũng không được tốt ha. Không đợi Quý Hồng nghĩ tiếp, Liễu Nguyệt dừng bước cách xa Quý Hồng 10 thước, vẻ mặt nở ra nụ cười lạnh như băng. Việc này thì cô có vui mừng không? Vui mừng. Trong phút chốc, Quý Hồng liền cảm giác bản thân mình thất bại. Nàng chỉ cảm giác được mình đã bị tát một tát vào mặt. Không vang, nhưng lại rất đau. Liễu lão đại. Thật sự là hảo thủ đoạn a, ta đây tâm phục khẩu phục. Trong lòng xuất hiện cảm giác thất bại, Quý Hồng nhíu nhíu mày nhìn. Nhưng mà, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là Liễu lão đại đã cho Phương Trấn chỗ tốt gì mà hắn có thể không so đo việc nhi tử của hắn bị người của Liễu lão đại đánh, trong thời điểm quan trọng này lại hợp tác với Liễu lão đại. Hắc, không nghĩ tới dưới gầm trời này lại có chuyện mà Quý lão đại không thể đoán được a. Liễu Nguyệt cười lạnh nhìn chằm chằm Quý Hồng. Sát ý lẫm nhiên, nàng rất rõ nàng, đêm nay nếu không phải Bùi Đông Lai và những thứ mà Đông Phương Thần để lại cho nàng thì nàng cùng tập đoàn Thiên Tường sẽ bị Quý Hồng nuốt gọn. Ta nghĩ cần phải nhắc nhở Liễu lão đại một câu, tuy rằng thực lực thủ hạ của cô rất mạnh nhưng mà nếu muốn giết ta thì không có khả năng. Lùi lại một vạn bước mà nói thì cho dù cô có giết được ta thì cũng khiến cho Trần Anh chú ý đến, lấy năng lực của Trần Anh nếu cô ta muốn điều tra tất cả mọi chuyện thì cũng không quá khó. Đến lúc đó thì kết cục của cô cũng sẽ không khá hơn đâu. Có lẽ là nhận ra được sát ý trên người của Liễu Nguyệt nên Quý Hồng lại mở miệng, giọng nói không có chút gì gọi là sợ hãi, tuyệt không lo lắng Liễu Nguyệt động thủ. Liễu Nguyệt rất rõ ràng, lấy thực lực của 5 người tiểu lang, đồng thời cầm súng thì muốn xử lý Quý Hồng cũng là một việc khó. Hơn nữa, đúng như lời của Quý Hồng nói, cho dù bản thân nàng có giết chết được Quý Hồng nhưng mà cũng không có cách nào có thể né tránh được sự điều tra của Trần Anh. Lưu lại hai người bọn họ, cút. Mặc dù trong lòng không cam chịu, bất quá Liễu Nguyệt cũng đồng ý, ánh mắt của nàng liếc nhìn về phía Mạc Nhận và Tạ Hoa giống như là nhìn vào hai người chết. Cút. Bên tai vang lên từ cút này, sắc mặt của Quý Hồng liền trở nên khó coi, nhưng nàng cũng không đáp trả lại mà là nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Liễu Nguyệt. Liễu lão đại, ta không phải không thừa nhận rằng ta đã đánh giá thấp cô,
Bất quá trò chơi này vẫn chưa chấm dứt, bản thân ta muốn nhìn đến phút cuối rốt cuộc trong hai ta, ai là kẻ cười cuối cùng. Nói xong, Quý Hồng cũng không nói lời vô ích, mang theo Ân Ly rời đi. Liễu Nguyệt thấy thế cũng không ngăn cản lại, để cho Quý Hồng tùy ý rời đi. Lúc Quý Hồng rời đi thì Mạc Nhận và Tạ Hoa cũng muốn đuổi theo nhưng mà hai người bọn hắn chỉ cảm thấy dường như dưới chân bị khối đá nặng ngàn cân đè vào, không thể nhúc nhích được nửa bước. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Liễu Nguyệt đang tập trung nhìn vào bọn hắn. Về phần Liễu Nguyệt thì tỏa ra sát ý mà những tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt thì lại vô cùng phẫn nộ. Tiểu Nguyệt, ta bị Quý Hồng uy hiếp. Mắt thấy mình và Mạc Nhận bị Quý Hồng bỏ lại thì khuôn mặt Tạ Hoa lộ ra vẻ hoảng sợ. Tạ Hoa, đến lúc này mà mày còn muốn ngụy biện sao? Đúng vậy, mày tưởng rằng chúng ta đều là kẻ ngu sao? Mày, cái tên Vương Bát Đản này, mày lại có thể liên hợp với Quý Hồng đối phó chúng ta, thật sự là đáng chết. Không đợi Tạ Hoa nói câu kế tiếp, đám người cổ đông ở phía sau lưng Liễu Nguyệt đã giận dữ giống lớn. Mạc Nhận không có hé răng, mà là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt. Trong một năm qua chưa bao giờ hắn che giấu tình yêu của mình đối với Liễu Nguyệt. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Liễu Nguyệt cũng không chấp nhận tình yêu của hắn, thậm chí ngay cả tỏ thái độ cũng không có. Dưới tình hình như thế thì mắt thấy Bùi Đông Lai, một tên ngoại nhân lại có thể ở lại trong biệt thự Đàn Cung thì trong lòng của hắn liền tức giận. Cho nên hắn liền không cam lòng, vội tìm Quý Hồng để hợp tác, cố gắng muốn xé nát bộ mặt kiêu ngạo của Liễu Nguyệt. Sau đó, khiến cho Liễu Nguyệt thần phục ở dưới háng của hắn. 30 trước, bản thân hắn còn nghĩ tới một màn này, nhưng mà hiện giờ thấy ván cờ này Quý Hồng đã thua, mình và Tạ Hoa đã rơi vào trong tay của Liễu Nguyệt. Hắn có một loại cảm giác từ phía trên đường rớt xuống địa ngục. Dẫn bỏ hắn vào đây. Liễu Nguyệt mở miệng. Vù, vù. Mệnh lệnh của Liễu Nguyệt vừa hạ xong thì Tiểu Lang cùng bốn tên bảo tiêu bên cạnh đã giống như quỷ mị, chạy về phía hai người Mạc Nhận và Tạ Hoa. Thấy hai người Mạc Nhận và Tạ Hoa bị chế phục thì Liễu Nguyệt không mở miệng, tiến vào phòng họp. Trong phòng họp, vài tên cổ đông đã âm thầm bán cổ phần cho Quý Hồng nghe được hết những tiếng ngoài cửa thì cả đám liền hoảng sợ, vẻ mặt tái nhợt, tụ tập cùng một chỗ. Mắt thấy hai người Mạc Nhận và Tạ Hoa giống như là hai tên phạm nhân thông thường bị áp giải vào thì vài tên cổ đông trong phòng liền kinh hãi, ngay cả thở cũng không dám. Sau đó, Liễu Nguyệt mặt lạnh như xương tiến vào phòng họp. Bá! Trong phòng, cả đám liền giống như ngồi ở trên lò lửa, thấy Liễu Nguyệt vào thì cả đám liền đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào Liễu Nguyệt. Lốp cốp, lốp cốp! Liễu Nguyệt không để ý đến bọn hắn. Hướng lên vị trí cao nhất trong phòng họp mà đi tới, âm thanh giày cao gót nện xuống sàn nhà vang lên. Âm thanh kia giống như là âm thanh đến từ địa ngục, khiến cho những kẻ phản bội Liễu Nguyệt liền cảm thấy kinh sợ, trong đó bởi vì khẩn trương mà mấy tên đều đổ mồ hôi như mưa. Chư vị, sau khi anh của ta chết thì ta đối với mọi người cũng không tệ. Một lát sau, Liễu Nguyệt liền mở miệng nói, ánh mắt của nàng liếc qua những tên phản bội. Nhưng mà... Thế nhưng các ông lại có thể liên hợp với ngoại nhân, khiến cho Giang Sơn mà đại ca của ta dành cả nửa đời mới đánh đổi được thiếu chút nữa biến mất. Nói tới đây, giọng nói của Liễu Nguyệt hoàn toàn lạnh xuống. Mọi người nói, ta nên xử lý đám người này như thế nào đây? Giết hết những tên vong ơn bội nghĩa này. Đúng vậy Liễu Tiểu Thư, hãy giết hết bọn chúng. Liễu Nguyệt vừa nói xong thì tất cả những người ủng hộ Liễu Nguyệt liền tỏ thái độ, ý kiến vô cùng giống nhau. Đám người phản bội thấy một màn như thế thì ngay cả thở cũng không dám. Dẫn bọn họ tới đây. Liễu Nguyệt đưa mắt nhìn sang Mạc Nhận và Tạ Hoa, giọng nói lạnh lùng. Nghe được mệnh lệnh của Quý Hồng thì hai tên thành viên huyết sát liền áp giải Mạc Nhận và Tạ Hoa đi đến trước người Liễu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, cháu hãy nghĩ đến những công lao trước đây của ta mà hãy tha cho ta một mạng, từ đây về sau ta sẽ không dám nữa. Hai gối quỳ rạp xuống đất. Trên mặt Tạ Hoa không có một chút khuất nhục, nếu có thì đó chính là vẻ sợ hãi, hắn đã không hỏi chuyện giang hồ nhiều năm, tâm huyết kia vốn đã mất đi. Đối mặt với cái chết ở phía trước thì hắn cũng không còn cảm thấy không sợ giống như lúc trẻ nữa. Không trả lời. Liễu Nguyệt chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh chủy thủ. Phốc! Giơ tay chém xuống, hàn quang hiện lên. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người thì Liễu Nguyệt huy động chủy thủ. Chủy thủ sắc bén giống như là cắt đầu hủ vậy, trực tiếp cắt đứt đầu của Tạ Hoa.
Bịch. Sắc mặt Liễu Nguyệt không đổi, trực tiếp đem đầu Tạ Hoa để trên bàn. À, thấy một màn như vậy thì hai gã cổ đông phản bội Liễu Nguyệt liền kêu to lên, mặt khác ba gã cổ đông khác liền sụi lơ trên ghế. Ực, máu tươi bắn tới trên người Mạc Nhận, hắn không kìm lòng được mà nuốt nước miệng một cái. Phực, sau đó, không đợi Mạc Nhận mở miệng nói, Liễu Nguyệt liền một đao kết thúc sinh mệnh của hắn. Hai tròng mắt của hắn trợn lên, vẫn không tròng mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn thấy Liễu Nguyệt, giống như đang hỏi, vì sao mà Liễu Nguyệt lại không tiếp nhận tình yêu của hắn. Lại giống đang hỏi, vì sao, vào thời điểm quan trọng lại có giết hắn. Liễu tiểu thư, chúng ta cũng biết sai lầm rồi, xin tha cho chúng ta một mạng. Mắt thấy Liễu Nguyệt giết liền hai người thì đám người phản bội liền bị hù sợ đến vỡ mặt, trong đó có một gã sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống đất, cả người run rẩy mà cầu xin. Bịch, bịch. Thấy tên kia quỳ xuống thì những tên còn lại đều quỳ theo, tụi hắn muốn dùng phương thức này để cầu xin tha thứ. Nhìn một đám người giống như là chó Trung Quốc quỳ xuống đất thì Liễu Nguyệt cũng không có động thủ nữa, mà là tự hỏi nên xử trí đám bọn hắn như thế nào, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì thời điểm quan trọng này Bùi Đông Lai lại ở Hàng Châu khống chết Phương Chấn, nếu không thì hậu quả khó lường. Liễu Nguyệt trầm mặc khiến đám cổ đông này càng thêm sợ hãi, bọn hắn không ngừng dập đầu. Thấy như vậy một màn thì thân là bảo tiêu của Liễu Nguyệt thì Tiểu Lang vô cùng rõ ràng, qua đêm nay, uy vọng của Liễu Nguyệt ở tập đoàn Thiên Tường cùng với Đông Nguyệt Bang sẽ lên cao hơn. Đồng dạng, hắn cũng rõ ràng, tất cả chuyện này đều là Bùi Đông Lai cho Liễu Nguyệt. Đối với mọi việc thì Quý Hồng cũng không rõ ràng lắm, sau khi nàng đi ra tập đoàn Thiên Tường thì khuôn mặt liền âm trầm, gọi điện cho Phương Chấn nhưng kết quả là không gọi được. Đối với việc này, Quý Hồng tức giận đến sắc mặt trở nên trắng bệch. Ân Ly thấy thế, không khỏi thở dài ở trong lòng. Ở trong trí nhớ của nàng, vô luận là khi nào thì Quý Hồng cũng đều luôn nắm chắc đại cục trong tay, chưa bao giờ phải hoảng loạn như thế này. Reng, reng. Quý Hồng cố gắng nén xúc động rồi đi vào ô tô, mới vừa ngồi xuống thì nàng cảm thấy điện thoại vang lên. Quý Hồng tưởng rằng là Phương Chấn gọi đến, cầm điện thoại lên nhìn thì phát hiện thì ra là một thành viên trong Mãnh Hổ Bang gọi đến. Lão đại, không tốt. Điện thoại vừa được chuyển thì giọng nói lo lắng của tên thành viên kia liền truyền vào tai Quý Hồng. Có chuyện gì? Giờ phút này, giọng nói của Quý Hồng vô cùng âm lãnh. Vừa nãy mới vừa nhận được tin tức, có vài vị đường chủ đã bị giết chết rồi. Cái gì? Nghe được thủ hạ hội báo thì vẻ mặt Quý Hồng liền chấn kinh. Thiếu niên Bùi gia phản kích bắt đầu. Bất kể là địa vị hay quyền lực thì đường chủ ở trong Mãnh Hổ Bang chỉ đứng sau Quý Hồng, tuyệt đối là thành viên quan trọng nhất. Tỷ dụ như tên phụ trách ở tràng đua xe Bảo Sơn cũng là một trong những đường chủ của Mãnh Hổ Bang. Hiện giờ, vài tên đường chủ Mãnh Hổ Bang chết thảm, không cần nói cũng biết việc này gây ảnh hưởng đến Quý Hồng như thế nào. Cũng chính vì như thế cho nên khi nghe thủ hạ báo lại thì một người luôn trấn định như Quý Hồng lại bị sợ tới mức ngây người. Cuối cùng là có chuyện gì? Giọng nói của Quý Hồng lại vang lên. Giờ phút này, rốt cuộc thì nàng cũng đã lộ ra bộ mặt thật của Mộ Xà mỹ nữ. Vài vị đường chủ trong bang bị tập kích, những người ấy chẳng những có hỏa khí hơn nữa thân thủ đều đã trải qua huấn luyện đặc thù, thực lực rất mạnh. Tuy rằng chúng ta đã phản kích nhưng bởi vì đối thủ hành động quá nhanh cho nên có 5 vị đường chủ bị giết chết. Đầu bên kia điện thoại, người phụ trách thu thập tin tức tình báo tiếp tục nói. Trừ việc đó ra thì bởi vì giữa hai bên đã xảy ra đấu súng cho nên cảnh sát đã đến, trước mắt không ít huynh đệ đã bị bắt đi. Hơn nữa, cảnh sát còn dẫn người vây quanh tập đoàn Hồng Hải. Đối phương là ai? Quý Hồng âm trầm hỏi. Là người của Phương Chấn. Tên kia nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng biết Quý Hồng cùng Phương Chấn hợp tác, hiện giờ Phương Chấn lại trả đũa khiến hắn cực kỳ tức giận. Lão đại, Phương Chấn tên vương bát đản này thật sự rất đáng hận. Chúng ta nhất định phải khiến hắn trả giá thật nhiều. An tâm một chút, chớ vội nóng nảy. So với tên kia mà nói thì Quý Hồng lại bình tĩnh hơn. Trước tiên cứ ổn định lại, ta sẽ đến sau. Nói xong thì Quý Hồng liền cúp máy, sau đó nàng liền bấm số của một vị lão đại ở Đông Hải. Quý lão bản, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại được chuyển, trong đó liền truyền ra một giọng nói bất mãn. Thật có lỗi Quách cục trưởng. Đêm nay đã xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, khiến ngài phải gặp phiền toái.
đợi sau khi xử lý xong việc này thì nhất định ta sẽ đến nhà giải thích. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng đối mặt với đối phương là lão đại trong giới cảnh sát thì giọng nói của Quý Hồng vô cùng nhẹ nhàng. Quý lão bản, ta nghe nói là người của cô chẳng những gây ra hỗn loạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chị An, hơn nữa mới vừa rồi còn xảy ra bắn nhau. Đầu bên kia, người được gọi là Quách Cục trưởng trầm giọng nói. Đây còn là chuyện nhỏ ư. Quách Cục trưởng, xin bớt giận. Quý Hồng nói thở dài một hơi, nói. Thực không dám giấu giếm Quách Cục trưởng, chuyện này không phải là ta gây nên, mà là bị người khác đâm lén sau lưng, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ai sao mà to gan như vậy? Chẳng lẽ là Liễu Nguyệt? Thân là lão đại trong giới cảnh sát thì Quách Cục trưởng rất rõ ràng, ở Đông Hải, dám cùng Quý Hồng gọi nhịp cũng chỉ có Liễu Nguyệt. Đối mặt với câu hỏi của Quách Cục trưởng thì Quý Hồng cũng không trả lời, mỉm cười nói. Quách Cục trưởng, ta biết chuyện đêm nay sẽ gây phiền toái cho ngài, để tỏ rõ lòng xin lỗi, ta sẽ mau chóng xử lý chuyện này. Mặt khác, lúc trước ta từ trong một nhóm thương nhân có được một ngọc mã hán đại, lúc nào rảnh rỗi thì nhờ ngài xuống xem dùm. Quý lão bản, cô cũng biết thế cục trước mắt vô cùng phức tạp, cấp trên đã cử người xuống, hơn nữa đó là Trần Anh. Quách Cục trưởng bị ngọc mã hán đại của Quý Hồng gợi lên hứng thú nhưng mà cũng không hề nói đến ngọc mã hán đại. Quách Cục trưởng xin yên tâm, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt. Quý Hồng biết Quách Cục trưởng bắt đầu dùng giọng quan, cho nên cắt đứt lời nói của Quách Cục trưởng. Quách Cục trưởng dừng lại một chút, rồi nói. Vậy được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cô hãy mau chóng xử lý đi. Còn về phần, Quách Cục trưởng xin yên tâm, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt thì chờ một thời gian nữa ta sẽ xuống nghiên cứu giúp cô. Tốt, đa tạ Quách Cục trưởng. Quý Hồng vội vàng nói. Được rồi quý lão bản, cứ như vậy đi, hiện giờ thì cô mau đến tập đoàn Hồng Hải, nghĩ biện pháp đối phó với Trần Anh đi. Quách Cục trưởng nói. Chỉ cần giải quyết xong việc của Trần Anh thì chuyện này có thể đè xuống. Cảm ơn. Quý Hồng lại cảm ơn. Lúc này đây, Quách Cục trưởng không nói cái gì nữa, mà là trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong thì Quý Hồng liền nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương. Thông qua kính chiếu hậu thì Ân Ly thấy được hành động của Quý Hồng, nàng cũng không có quấy rầy Quý Hồng. 10. Sau, dường như Quý Hồng nghĩ tới điều gì, hai mắt đột nhiên mở ra. Sau đó, nàng liền lấy điện thoại bấm số của Phương Hiểu Hồng. Một lát sau, điện thoại được chuyển, liền nghe giọng nói của Phương Hiểu Hồng. Chào cô, quý tiểu thư. Thật có lỗi Phương tiểu thư, đã trễ như thế này rồi mà còn làm phiền cô. Nghe được giọng nói của Phương Hiểu Hồng thì Quý Hồng càng thêm khẳng định. Phương tiểu thư, cô cùng ca ca cô là Phương Trấn ở cùng một chỗ ư? Không có. Đầu bên kia điện thoại, Phương Hiểu Hồng cưỡi ở trên người Tào Nghiễm Giang, một bên giãy giụa vòng eo, một bên nói. Tại sao quý lão bản lại không trực tiếp gọi điện cho hắn? Phương tiểu thư, là như vậy, chắc hẳn là cô cũng biết việc hợp tác giữa ta và ca ca của cô. Quý Hồng trầm ngâm một chút, nói. Ta cùng hắn đã hợp tác một vài vấn đề, vừa rồi ta cố gắng gọi điện thoại nhưng mà gọi mãi cũng không được. Ách, đầu bên kia điện thoại, nghe được lời nói của Quý Hồng thì Phương Hiểu Hồng liền dừng lại động tác. Muốn nhờ cô nghĩ biện pháp, có cách nào liên hệ được không? Ta hoài nghi ca ca của cô đang gặp phiền toái hoặc là bất trắc gì đấy. Quý Hồng trầm giọng nói. Bá, thân là nhân vật có tiếng ở Chiết Giang thì Phương Hiểu Hồng biết rõ Quý Hồng, cho nên nghe được giọng nói ngưng trọng Quý Hồng thì sắc mặt của Phương Hiểu Hồng liền biến đổi. Quý tiểu thư, hiện tại ta sẽ liên lạc ngay. Phương Hiểu Hồng lập tức làm ra quyết định. Chuyện gì thế? Thấy Phương Hiểu Hồng cúp điện thoại thì Tào Nghiễm Giang nhíu mày hỏi, giọng nói có chút bất mãn. Nguyên bản là hắn có muốn thể nghiệm vừa vận động piston vừa nghe điện thoại, kết quả là thấy Phương Hiểu Hồng cúp điện thoại cho nên hắn liền mất đi tình thú. Quý Hồng nói anh của em có thể gặp phiền toái cùng bất trắc. Vẻ mặt Phương Hiểu Hồng lo lắng, nói. Hiện giờ, em liền gọi cho anh ấy đã. Phương Trấn gặp không may ư. Tào Nghiễm Giang ngẩn ra, theo sau lắc đầu, nói. Chẳng lẽ lại có tên nào dám ăn gan hùm mật gấu đến Hàng Châu này đối phó với hắn sao? Điều đó không có khả năng. Phương Hiểu Hồng cũng hiểu được không có khả năng nhưng mà nàng cũng biết Quý Hồng sẽ không nói giỡn, cho nên không nghe lời nói của Tào Nghiễm Giang, trực tiếp gọi điện cho Phương Trấn, kết quả là cũng giống như Quý Hồng, điện thoại không thể gọi được.
Di động gọi không được, sắc mặt Phương Hiểu Hồng liền tái mét, lập tức gọi điện thoại bàn của Phương Trấn. Lúc này đây, điện thoại đã thông, nhưng không ai cầm. Thấy được điều này thì hai mắt Phương Hiểu Hồng trợn tròn lên. Nghiễm Giang, điện thoại gọi không được, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao? Em không nên gấp, gọi điện thoại con của hắn đi. Mắt thấy Phương Hiểu Hồng đại loạn thì Tào Nghiễm Giang cũng cảm thấy có chút không thích hợp, trầm ngâm một chút, đưa ra đề nghị. Phương Hiểu Hồng không dám chậm trễ, run run tìm số điện thoại của Phương Thế Vinh. Cùng lúc đó, trên một con đường lớn trong khu nhà giàu ở Cửu Khê Mân Côi. Phương Thế Vinh ngồi trong một chiếc Maybach, lái xe chính là Dương Bình cận vệ của Phương Trấn. Vốn Phương Trấn phái Dương Bình ra ám sát Bùi Đông Lai, kết quả là Phương Thế Vinh phát hiện Bùi Đông Lai chuồn mất cho nên Phương Thế Vinh liền mang theo Dương Bình trở về biệt thự. Trong ô tô, Phương Thế Vinh hút được 1/2 điếu thuốc thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô, đã muộn như thế này còn gọi đến, có chuyện gì sao? Thấy người gọi là Phương Hiểu Hồng thì hắn liền bắt máy. Thế Vinh, con có ở chung một chỗ với cha con không? Đầu bên kia, giọng nói của Phương Hiểu Hồng vô cùng gấp gáp. Không có, nhưng mà con mới vừa nhận được điện thoại của cha con đang cùng Dương ca trở về đây, làm sao thế? Nghe được giọng nói lo lắng của Phương Hiểu Hồng thì Phương Thế Vinh có chút nghi hoặc, hỏi. Thế Vinh, Quý Hồng mới gọi điện thoại cho cô nói rằng ba của con có thể gặp bất trắc. Giọng nói của Phương Hiểu Hồng vô cùng ngưng trọng, nói. Vừa rồi cô cũng gọi điện thoại cho cha con nhưng mà gọi hoài vẫn không được. Gặp phải bất trắc. Cô có nghe lầm không? Cha của con làm sao có thể gặp được bất trắc? Trong ô tô, hai mắt Phương Thế Vinh mở to ra, dường như hắn không tin được. Thế Vinh, còn cùng Dương Bình đi đến biệt thự nhìn xem, bất kể là tình huống nào thì cũng phải lập tức gọi điện lại cho cô. Phương Hiểu Hồng nói xong lại lo lắng, nói. Mặt khác, coi kêu Dương Bình hãy cẩn thận một tí. Biết rồi, cô. Phương Thế Vinh cúp điện thoại, sau đó đối Dương Bình, nói. Dương ca, cô của ta nói ba ta có thể gặp bất trắc, chúng ta lập tức trở về xem sao. Ừ. Nghe được Phương Thế Vinh nói như thế thì Dương Bình ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười cười. Thế Vinh, thực lực của Triệu ca hôm nay đã sâu không lường được, trong vòng 10 mét, ta có dùng súng cũng không phải đối thủ của hắn. Có hắn bảo vệ lão bản thì làm sao lão bản lại có thể xảy ra chuyện gì được. Ta cũng nghĩ như vậy. Phương Thế Vinh gật đầu đồng ý, đột nhiên hắn nhớ lại Bùi Đông Lai đã trốn thoát, hận đến nghiến răng. Lần này để tên tiểu tạp chủng kia chạy thoát, nếu không thì nhất định ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Phương Thiếu xin yên tâm, đích thân ta sẽ đưa hắn đến gặp Phương Thiếu. Dọc đường đi, Phương Thế Vinh cứ làm nhảm chuyện tình Bùi Đông Lai chạy trốn. Thấy vậy thì Dương Bình cười cười nói. Lấy thực lực của Dương ca thì bắt hắn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nghe Dương Bình nói như thế thì tâm tình của Phương Thế Vinh mới tốt hơn một chút, đồng thời lại nghĩ tới điều gì, nói. Đúng rồi Dương ca, nghe nói đêm nay ba của ta sẽ cùng với Quý Hồng liên thủ đối phó với con đàn bà Liễu Nguyệt kia, không biết kế hoạch có hoàn thành không? Chuyện gì không nắm chắc thì Phương gia không làm. Vẻ mặt Phương gia khẳng định, nói. Nghe thế thì khuôn mặt Phương Thế Vinh lộ ra nụ cười âm trầm. Hắc hắc, không ai có thể nghĩ tới Liễu Nguyệt lại có thể bại trong tay ba của ta, bản thân ta muốn nhìn tên tiểu tạp chủng kia còn có thể nhảy nhót bao lâu. Nhảy nhót bao lâu? Biệt thự 18 trong Cửu Khê Mân Côi, máu tươi tràn đầy sàn nhà. Trên mặt đất thi thể Triệu Hùng thê thảm, còn một bên Phương Trấn cũng chẳng khá hơn, một đùi của hắn đã bị rạch nát, có thể nhìn thấy xương trắng bên trong, nhìn qua có chút dọa người. Trước cửa sổ, tay của Bùi Đông Lai cầm lấy một xấp tư liệu của Phương Trấn, ngạo nghễ đứng đó, hai mắt híp lại, lẳng lặng nhìn chiếc Maybach của Phương Thế Vinh đang đi đến gần. Huyết tẩy Phương gia. Đêm đã khuya, ánh trăng lên cao trên bầu trời. Có lẽ là bởi vì hôm nay là ngày 15/8 cho nên cả khu Cửu Khê Mân Côi đều yên tĩnh, cả một khu nhà giàu như thế mà chỉ có vài ba ngôi nhà lóe lên ánh đèn, trong đó xung quanh khu nhà số 18 đều là một mảnh tối đen. Trong màn đêm, ánh sáng của chiếc Maybach cùng với tiếng xe đã đánh tan sự im lặng của đêm tối. Rất nhanh, Dương Bình đã lái chiếc Maybach vào đại viện biệt thự. Khi xe dừng lại, Phương Thế Vinh đẩy cửa xe ra nhảy xuống, Dương Bình theo sát ở sau. Rất nhanh, dưới sự bảo hộ của Dương Bình thì Phương Thế Vinh đã đi tới trước cửa.
Két. Phương Thế Vinh tiến hành đối chiếu vân tay, nương theo một tiếng vang thì cánh cửa đại sảnh đã được mở ra. Ấy! Cửa lớn vừa mở ra, một mùi màu tới liền bay qua, Phương Thế Vinh cùng Dương Bình đều ngẩn ra. So sánh với Dương Bình mà nói thì khứu giác của Phương Thế Vinh kém hơn, hắn cũng không biết đó là mùi máu tươi, trực tiếp cất bước đi vào đại sảnh biệt thự. Phương Thiếu! Mắt thấy Phương Thế Vinh đi vào đại sảnh, Dương Bình biến sắc, vội vàng đuổi theo, một phen giữ chặt Phương Thế Vinh. Ngay sau đó, hình ảnh hiện ra, thời gian dừng lại. Hết thảy mọi thứ trong đại sảnh đều hiện ra trong tầm mắt của Dương Bình và Phương Thế Vinh. Bọn hắn thấy được cảnh tượng Triệu Hùng chết thảm, ở một bên thì Phương Trấn toàn thân đầm đìa máu tươi. Bọn hắn thấy Bùi Đông Lai ngồi cách đó không xa. Cảnh tượng giống như địa ngục trước mắt chẳng những làm cho Phương Thế Vinh bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ mà ngay cả một người như Dương Bình cũng ngây dại ra. Ta chờ hai người đã lâu rồi. Thấy hai người Phương Thế Vinh, Dương Bình đứng nguyên tại đó thì Bùi Đông Lai chậm rãi đứng lên. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, Phương Thế Vinh vẫn như cũ vẫn đứng yên mà Dương Bình thì lấy lại tinh thần, theo bản năng hắn làm ra một động tác rút súng. 3. Bùi Đông Lai ngay tại chỗ bắn ra, ám kình bùng nổ, tốc độ phát huy đến cực hạn, nhanh chóng lao về phía Dương Bình. Vù! Vừa lúc này Dương Bình cũng đã rút súng ra, họng nhắm ngay Bùi Đông Lai. Nhưng mà, không đợi hắn bóp cò, cổ tay hắn đã bị Bùi Đông Lai chế trụ, căn bản không thể nhúc nhích. Mày không có cơ hội nổ súng. Bùi Đông Lai mỉm cười, cầm lấy cổ tay phải Dương Bình rồi đột nhiên phát lực, trong nháy mắt ám kình liền bạo phát. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên, trong nháy mắt cổ tay của Dương Bình đã bị Bùi Đông Lai bóp nát. Đau đớn kịch liệt làm cho thân mình run lên Dương Bình, súng lục lập tức bị rớt xuống. Bịch! Bùi Đông Lai liền tiếp lấy khẩu súng lục, không đợi Dương Bình phản kháng, đem họng nhắm ngay Dương Bình. Thấy được trước mặt là họng súng đen thui, cảm nhận được sát ý trên người Bùi Đông Lai thì cả người Dương Bình liền cứng ngắc ngay tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào. Cùng lúc đó, theo bản năng thì Phương Thế Vinh ngó đầu nghiêng qua nhìn, ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn vào Bùi Đông Lai. Hắn cứ như vậy, đứng im không nhúc nhích. Bằng! Có súng được bóp, viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Phốc! Viên đạn trực tiếp găm thẳng vào đầu Dương Bình, huyết hoa văng khắp nơi. Ầm! Dương Bình ngã ầm xuống đất, không nhúc nhích. Dưới ánh đèn, hắn mở to hai mắt nhìn, dường như thẳng đến chết hắn vẫn không tất cả chuyện này là sự thật. Hắn không tin, người hắn ám sát lại có thể giết chết Triệu Hùng cùng Phương Trấn. Hắn cũng không tin, thân là một bộ đội đặc chủng lại có thể trước chết mặt Bùi Đông Lai, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. So sánh với Dương Bình mà nói thì không biết nên dùng từ nào để diễn tả tâm tình hiện giờ của Phương Thế Vinh. Trong trí nhớ của hắn thì hai người Dương Bình và Triệu Hùng là thiên hạ vô địch, thế mà hiện giờ bọn hắn lại chết trong tay của Bùi Đông Lai, trong đó Dương Bình lại ở trước mặt hắn bị Bùi Đông Lai bắn nát đầu. Dưới ánh đèn, Phương Thế Vinh trợn tròn trong mắt, há to miệng, cố gắng nói cái gì, nhưng mà một chữ cũng không nói được. Quẹ, quẹ, không đợi Phương Thế Vinh mở miệng. Mùi máu tươi đã khiến hắn phải nôn mửa. Bùi Đông Lai thấy thế, không có lập tức xử lý Phương Thế Vinh, mà là khép cửa phòng lại. Ói xong thì cả người Phương Thế Vinh liền vô lực, cả người ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt cũng không biến mất. Hai tay hắn không ngừng điên cuồng lay lay đầu. Dường như, cho đến giờ phút này hắn không tin tất cả chuyện trước mắt này là sự thật. Có phải mày cảm thấy thất vọng lắm hay không? Thấy khuôn mặt Phương Thế Vinh tràn ngập vẻ sợ hãi thì khuôn mặt của Bùi Đông Lai hờ hững, nói. Theo ý của mày, thì chắc hẳn là tao đã chết ở quán ba BBS rồi, đúng không? Hô, hô. Không trả lời, Phương Thế Vinh dồn dập thở hổn hển. Hoặc là, cho dù tao chạy thoát thì mày cũng cho rằng có thể giết chết tao, theo ý của mày, của cha mày thì tối nay cha của mày cùng với Quý Hồng liên thủ đối phó Liễu Nguyệt. Chỉ cần Liễu Nguyệt sụp đổ thì đến lúc đó tao chẳng khác gì một con chó, tụi mày muốn làm gì thì làm, đúng không? Bùi Đông Lai mỉm cười, dường như đó là một chuyện nhỏ. Không, không phải như vậy. Phương Thế Vinh kinh sợ lui ra phía sau, cố gắng cách xa Bùi Đông Lai một chút. Bịch! Dần dần, Phương Thế Vinh liền lùi về sau góc tường, đầu của hắn liền đập vào tường. Không còn chỗ nào để lui nữa.
Phát hiện này làm cho thân thể Phương Thế Vinh run rẩy lên, hắn sợ hãi tới mức tè ra quần. Sợ. Hắn thật sự sợ. Được gọi là một trong tứ đại thiếu của Hàng Châu, lúc này Phương Thế Vinh giống như là một con chó Trung Quốc vậy. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rằng tử vong cách hắn không xa. Lần đầu tiên hắn cảm giác được có một số người mà bản thân hắn không thể trêu chọc vào. Mắt thấy Phương Thế Vinh hoàn toàn bị dọa bể mật, Bùi Đông Lai cũng không nói lời vô ích, đi thẳng đến trước người Phương Thế Vinh. Không, không nên lại đây, van xin ngươi không nên lại đây. Mắt thấy Bùi Đông Lai bước tới thì Phương Thế Vinh chỉ cảm thấy tử thần đang đến gần, hắn liền hoảng sợ kêu lên. Không để ý đến, Bùi Đông Lai tiếp tục tới gần. Bịch, bịch, bịch. Thấy Bùi Đông Lai đến gần thì hắn liền dập đầu xuống đất. Khấu đầu vài cái thì trên trán của hắn liền chảy máu. Nhưng mà, hắn cũng không để ý, cứ như vậy mà khấu đầu, cảm giác như Bùi Đông Lai chính là tổ tông của hắn. Hai tử, mỹ nữ như vậy không xứng với mày. Không phải ai cũng có thể ở trước mặt mỹ nữ để làm anh hùng, hai tử, mày không có tư cách. Hắc, tiểu tạp chủng, không nghĩ rằng mày lại dám xuất hiện ở Hàng Châu. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử, Đắc Lai toàn bất phí công phu, đi mòn gót giày cũng không tìm ra, mày đã vội vã tìm chết như vậy thì lão tử liền thỏa mãn nguyện vọng của mày. Lần này, cho dù mày có trốn thoát khỏi tay tao, nếu không thì nhất định tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Hắc, không ai tin được Liễu Nguyệt lại gãy ở trong tay của ba tao, bản thân tao còn muốn nhìn tiểu tạp chủng như mày còn có thể nhảy nhót được bao lâu. Chấm chấm. Giờ phút này. Phương Thế Vinh đã quên lần đầu tiên khi gặp Bùi Đông Lai thì hắn hung hăng càn quấy biết bao nhiêu. Hắn cũng quên lúc nhìn thấy Bùi Đông Lai ở quán ba BBS thì hắn hưng phấn bao nhiêu. Hắn cũng đã quên đi, lúc trên đường trở về thì hắn đã đem Bùi Đông Lai trở thành miếng thịt, có thể tùy hắn sâu xé. Hắn quên. Hắn lại, tiếp tục lại. Bùi Đông Lai ra ra của ta sai rồi, ta thật sự lỗi. Ta van cầu cậu hãy buông tha ta. Thấy được hai chân Bùi Đông Lai đứng trước mặt mình, Phương Thế Vinh liền ngẩng đầu, giống như là một con chó Trung Quốc, hai chân quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ. Nếu tao rơi vào trong tay mày thì cho dù tao có van xin đi thế nào chăng nữa thì mày có tha cho tao không? Bùi Đông Lai mở miệng, giọng nói không mang chút cảm tình nào. Ách! Phương Thế Vinh há to miệng, không phản bác được. Hắn biết rõ. Nếu Bùi Đông Lai rơi vào trong tay hắn, hắn tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đùa chết Bùi Đông Lai. Sẽ! Phương Thế Vinh lên tiếng. Đột nhiên đùi phải của Bùi Đông Lai nâng lên, ra sức dậm xuống đầu Phương Thế Vinh. Dầm! Một tiếng giòn vang lên, đầu của Phương Thế Vinh liền nứt ra, chết ngay tại chỗ. Ta không làm đại ca thật nhiều năm. Máu tươi lan ra, đột nhiên giọng hát trong phim đại ca vang lên. Bùi Đông Lai ngồi xổm xuống, từ trong túi áo của Phương Thế Vinh lấy ra một chiếc điện thoại di động, thấy được trên màn hình có hai chữ cô. Suy nghĩ một chút, Bùi Đông Lai liền bắt máy. Thế Vinh, con đến biệt thự chưa? Điện thoại vừa chuyển thì đầu bên kia, Phương Hiểu Hồng lo lắng hỏi. Không trả lời, Bùi Đông Lai để điện thoại xuống, đứng dậy đi vào nhà tắm. Thế Vinh, sao con không nói? Thế Vinh, con có nghe được cô nói không? Thế Vinh, lúc này, Bùi Đông Lai đang cởi quần áo đã nhuốm máu trong người ra, sau đó lau chùi một phen rồi tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay vào. Làm xong tất cả mọi chuyện, Bùi Đông Lai liền trở lại đại sảnh thì thấy Phương Hiểu Hồng đã cúp máy. 10. Sau, từng chiếc xe cảnh sát lao tới. Dầm. Trong đêm tối, một tiếng nổ thật lớn vang lên, biệt thự số 18 đã chìm trong biển lửa, ánh lửa phóng lên cao, nhuộm cả bầu trời. Trong màn đêm, cha con Phương gia, ngay cả thi thể cũng không còn. Rất nhiều người chỉ biết Cửu Khê Mân Côi Viên là khu nhà giàu ở Hàng Châu nhưng lại không biết Thanh Long Sơn Trang mới chính là khu nhà giàu có tiếng ở Hàng Châu. Này ở cạnh Tây Hồ, Thanh Long Sơn Trang là cảnh khu duy nhất, cả khu có tổng cộng 17 tòa biệt thự, cho dù là người có tiền cũng chưa chắc sở hữu được một căn biệt thự. Thân là chị hai của Chiết Giang thì Phương Hiểu Hồng có một chỗ trong Thanh Long Sơn Trang. Theo ý nào đó mà nói thì nàng có thể mua được là nhờ Tào Nghiễm Giang âm thầm nhúng tay vào, mà chỗ này cũng là chỗ để nàng và Tào Nghiễm Giang gặp nhau rồi sau đó thì phất phét với nhau. Tào Nghiễm Giang mê luyến Phương Hiểu Hồng không chỉ khuôn mặt,
dáng người hay khí chất mà công phu trên giường của Phương Hiểu Hồng cũng đủ khiến cho Tào Nghiễm Giang dục tiên dục tử. Tất nhiên, quan trọng nhất chính là tình cảm giữa hai người không kém hơn những đôi phu thê. Đêm đã khuya, ánh trăng xuyên vào trong phòng ngủ của biệt thự. Trong phòng ngủ, Tào Nghiễm Giang và Phương Hiểu Hồng vẫn như trần truồng, tuy nhiên hai người cũng không vận động nữa. Tào Nghiễm Giang cầm di động nghe điện thoại mà vẻ mặt Phương Hiểu Hồng lo lắng đứng bên cạnh Tào Nghiễm Giang. Nghiễm Giang, anh của em cùng với Thế Vinh thế nào rồi? Mắt thấy Tào Nghiễm Giang cúp điện thoại thì Phương Hiểu Hồng liền nắm lấy tay Tào Nghiễm Giang, khẩn trương hỏi. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Tào Nghiễm Giang có chút ngưng trọng, chân mày nhíu lại. Căn cứ vào báo cáo tại hiện trường thì biệt thự của Phương Trấn đã nổ tung, phòng ốc cháy hết. Lính cứu hỏa đang đến nơi ấy, bởi vì thế lửa quá mãnh liệt cho nên phòng chừng đợi khi lính cứu hỏa đến đó thì cả biệt thự cũng đã cháy hết rồi. Vậy anh của em cùng với Thế Vinh? Nghe Tào Nghiễm Giang nói như thế thì Phương Hiểu Hồng sợ tới mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Vừa rồi em vẫn không gọi được điện thoại cho bọn hắn, mặt khác một số người bên cạnh biệt thự của Phương Trấn có nghe được tiếng súng. Vẻ mặt Tào Nghiễm Giang ngưng trọng nói. Anh nghĩ bọn hắn có thể đã giống như lời của Quý Hồng, gặp bất trắc, hung thủ muốn hủy thi diệt tích cho nên đã tạo ra vụ nổ. Ách! Bên tai vang lên lời nói của Tào Nghiễm Giang thì Phương Hiểu Hồng muốn nói gì đó, nhưng mà chung quy một chữ thốt ra cũng không được, cuối cùng nàng sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái mét. Hiểu Hồng, anh của em gần đây có đắc tội với người nào hay không? Thấy Phương Hiểu Hồng sụi lơ trên mặt đất, Tào Nghiễm Giang đứng dậy đem Phương Hiểu Hồng đỡ lên giường. Sau đó, hắn nhớ ra cái gì rồi hỏi. Đúng rồi, anh nhớ ra rồi, em đã từng nói rằng Phương Thế Vinh ở Đông Hải đã trêu chọc một thanh niên bên cạnh Liễu Nguyệt, không phải là tên thanh niên này xuất đầu, ra tay đối phó với Phương Trấn chứ? Cái này cũng không đúng à? Tào Nghiễm Giang tự hỏi tự đáp. Hai năm nay Liễu Nguyệt đã bị Quý Hồng áp chế, muốn ngóc đầu lên cũng không được, không có lý do gì cùng với Phương Trấn Ngọc Thạch câu phần A. Anh của em nói với em, hắn và Quý Hồng đã làm ra một kế hoạch để đánh gục Liễu Nguyệt. Hai mắt Phương Hiểu Hồng vô thần nói. Hơn nữa, căn cứ theo lời của hắn thì qua 11 giờ, thế lực của Liễu Nguyệt sẽ sụp đổ. Xem ra thật sự là do Liễu Nguyệt động tay rồi. Nghe Phương Hiểu Hồng nói như thế, Tào Nghiễm Giang liền làm ra phán đoán nhưng trong lòng âm thầm cảm thán Liễu Nguyệt ra tay thật ngoan độc. Reng, reng. Lúc này, không đợi Phương Hiểu Hồng nói chuyện, điện thoại của nàng liền vang lên. Phương Hiểu Hồng cũng không quay lại cầm điện thoại, sắc mặt ngẩn ra nhìn về phía trước. Là của Quý Hồng gọi đến. Thấy Phương Hiểu Hồng thờ ơ, Tào Nghiễm Giang đứng dậy cầm điện thoại, thấy người gọi là Quý Hồng thì nói. Nghe đi, hỏi Quý Hồng thử. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Được Tào Nghiễm Giang nhắc nhở như vậy thì Phương Hiểu Hồng liền tỉnh ngộ, vẻ mặt liền có chút âm trầm, trực tiếp cầm điện thoại từ trong tay của Tào Nghiễm Giang rồi nhấn nút nghe. Phương tiểu thư, có tin tức của anh cô chưa? Điện thoại được chuyển, không đợi Phương Hiểu Hồng mở miệng thì đầu bên kia, thân đang ngồi trên Rolls-Royce Phantom đi tới tập đoàn Hồng Hải thì Quý Hồng đã mở miệng hỏi trước. Đối với câu hỏi của Phương Hiểu Hồng thì Phương Hiểu Hồng có chút kích động. Nàng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Quý Hồng, anh của tôi có nói với tôi qua 11 giờ thì hắn và cô sẽ liên thủ đối phó Liễu Nguyệt. Hiện giờ, anh của tôi cùng cháu của tôi đều chết hết. Tôi muốn biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chết hết rồi. Nghe được ba chữ này thì Quý Hồng không nhịn được mà sửng sốt. Đây là lần thứ hai trong đêm nàng cảm thấy kinh hãi. Phương tiểu thư, cô không nên kích động, rốt cuộc là anh của cô chết như thế nào? Ngắn ngủi khiếp sợ trôi qua, biểu tình của Quý Hồng liền trở nên ngưng trọng. Mới vừa rồi, có người giết chết anh cùng cháu của tôi, hơn nữa lại làm nổ tung cả biệt thự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phương Hiểu Hồng trầm giọng nói. Quý tiểu thư, anh của tôi cùng cô hợp tác, bây giờ hắn đã chết, tại sao cô lại còn sống sờ sờ như thế, chẳng lẽ cô không cho ta một lời giải thích sao? Là như vậy Phương tiểu thư. Giống như cô nói thì quả thật tôi và anh của cô có hợp tác với nhau để đối phó Liễu Nguyệt, hơn nữa kế hoạch đã được thực hiện. Quý Hồng vốn muốn đem chuyện hợp tác nói ra cho Phương Hiểu Hồng biết, sau đó lại nói. Coi như lúc tôi nghĩ mọi chuyện đã thành công thì những tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt lại không chết, hơn nữa những người của anh cô phái đến Đông Hải để đối phó với Liễu Nguyệt chẳng biết tại sao lại hạ thủ với thủ hạ của tôi, làm cho thủ hạ của tôi chết thảm trọng.
ấy. Vẻ mặt Phương Hiểu Hồng lấy làm ngạc nhiên. Phải biết rằng, Phương Trấn phái người hợp tác cùng Quý Hồng đối phó với Liễu Nguyệt, mà hiện giờ người của Phương Trấn lại hạ thủ với người của Quý Hồng. Nếu không phải chính miệng của Phương Trấn nói cho nàng biết hắn và Quý Hồng hợp tác thì nàng hoài nghi Quý Hồng đang nói xạo. Phương Tiểu Thư, thật không giấu giếm, nguyên bản tôi cũng nghĩ không ra rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cho nên mới gọi điện thoại cho anh cô. Nhưng mà lại không gọi được cho nên tôi mới gọi cho cô. Nói tới đây thì Quý Hồng suy nghĩ cái gì, nói. Hiện giờ xem ra là đã có người khống chế anh của cô rồi bức bách hắn phải hạ mệnh lệnh, phá hủy kế hoạch của tôi cùng với hắn. Đối phương đã đạt được mục đích thì liền hạ tử thủ với anh cô. Bá! Nghe Quý Hồng nói như vậy thì sắc mặt Phương Hiểu Hồng liền biến đổi. Bởi vì nàng nhớ rõ, ngay từ đầu đã không liên lạc được với Phương Trấn, sau này lại kêu Phương Thế Vinh đi đến biệt thự nhưng cũng lại không thể liên lạc được với Phương Thế Vinh. Theo thời gian mà nói thì điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì Quý Hồng nói. Mà khiến nàng phải thay đổi sắc mặt chính là nàng biết lúc trước Phương Trấn sợ Tào Nghiễm Giang trở mặt cho nên hắn và nàng đã liên thủ với nhau để chiếm được nhiều thông tin có liên quan đến Tào Nghiễm Giang. Hiện giờ, Quý Hồng nói có thể hung thủ bức bách Phương Trấn phá hư kế hoạch của hắn cùng với Quý Hồng, như vậy thì rất có thể hắn có được những chứng cứ kia. Quý Hồng, theo ý của cô thì là do Liễu Nguyệt dở trò quỷ ư?